Chương 526, một cô gái rất bướng bỉnh. Có thể nói tuyệt phẩm, đúng là có phong đặc biệt. Diệp Phàm âm thầm tán thưởng, đến giờ thì hắn đã gặp qua không ít mỹ nữ, có thể phân ra theo tầng thứ được rồi. Ngọc Kiều Long Hoa Khôi ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu, Diệp Phàm cho cô cấp bậc tương đối cao. Dáng vẻ như Trang Hồng Ngọc nếu ở Học viện Âm nhạc Thủy Châu có thể chiếm được trong 6 vị trí đầu. Đoàn Hải, hai vị này là... Diệp Phàm cố ý hỏi, tuy nói chuẩn bị chiêu dụ hai vị nhân tài này đến làm thủ hạ mình, nhưng cũng phải có chút tư thế lãnh đạo, nếu không cũng cảm thấy ủy khuất. Bạn bè của tôi, chủ nhiệm Diệp, giới thiệu cho anh vị này tên là Cổ Dương, ở phòng văn hóa huyện ủy. Đoàn Hải giới thiệu hai người. Sau khi ăn qua mấy món được dọn ra, Diệp Phàm cũng dần cảm thấy quen thuộc, hắn còn là thanh niên, hơn nữa miệng lưỡi tương đối lưu loát. Giờ vứt bỏ tư thế lãnh đạo để trở về thành một người thanh niên bình thường. Diệp, chủ nhiệm Diệp, anh xem Cổ Dương cũng không tệ a. Tốt nghiệp đại học hệ Trung văn, trẻ tuổi có tài, giao thiệp cũng tốt. Khu kinh tế Lâm Tuyền chúng ta mới vừa thành lập không lâu, nhân thủ khắp mọi mặt cũng còn chưa bão hòa. Đoàn Hải cố ý ném ra chủ đề hôm nay, bóng gió đề cử. Nghe Đoàn Hải vừa nói như vậy, gương mặt Cổ Dương và Trang Hồng Ngọc cũng có chút đỏ. Phải xem con mắt của chủ nhiệm Diệp thấy thế nào rồi. Ha ha, là còn chưa xong, chẳng qua. Diệp Phàm liếc hai người, mỉm cười không nói. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không bàn lại chuyện này. Diệp Phàm cảm giác Cổ Dương có thể đảm nhiệm công tác chiêu thương và thu hút đầu tư, chẳng qua chức vụ không dễ thu xếp. Ít nhất tăng một cấp mới được, hiện tại Đoàn Hải ngồi lên chức chủ nhiệm phòng chiêu thương khu kinh tế. Không thể nào cho phòng chiêu thương thu xếp một cán bộ cấp phó phòng nữa, làm như vậy thì phòng chiêu thương cũng quá kiêu ngạo rồi. Trang Hồng Ngọc trái lại dễ thu xếp, chức chủ nhiệm phòng tài vụ của khu kinh tế còn chưa xác định. Cô gái này xuất thân làm tài chính và kinh tế, còn là nghiên cứu sinh của Đại học Kinh tế Tài chính Đông Nam, đề nghị chủ nhiệm cấp phó trưởng phòng cũng không để người khác thì thầm. Khu kinh tế Lâm Tuyền tuy nói nhân viên còn chưa bão hòa, nhưng toàn bộ trên dưới huyện đoán chừng đều có mấy ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Gần đây những cán bộ nhỏ tìm đến Diệp Phàm đặc biệt nhiều, cấp trên cũng có một vài phó chức, thường vụ cũng bóng gió. Không phải là người không đủ, phải là thích hợp nên Diệp Phàm đè lại toàn bộ. Ngư Dương có 2 vạn nhân viên công vụ ăn công lương. Nhân viên khu kinh tế Lâm Tuyền nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 người, còn sợ tìm không được người. Cổ Dương cung kính kính rượu, nhưng cũng không lộ ra vẻ nịnh hót. Giữ được phong độ. Xem ra lăn lộn ở văn phòng huyện ủy đã lâu, gặp qua nhiều người nên cũng có một chút khí độ rồi. Vẻ mặt Trang Hồng Ngọc bình thản, chỉ lễ phép kính một chén rồi chén sau không hề đụng, hơn nữa lúc Diệp Phàm đáp lễ thì cũng không lộ vẻ cung kính, làm hại Đoàn Hải một bên lo lắng suông, cứ luôn nháy mắt nhưng cô vẫn ngồi yên. Hừ, Hồng Ngọc, đúng là có chút bướng bỉnh, có ý vị. Diệp Phàm thầm đánh giá. Sau khi cơm nước xong, Cổ Dương đề nghị đi phòng ca múa dạo một chút nhưng Diệp Phàm nói là có việc phải đi, hắn vừa ra khỏi cửa thì trong phòng Đoàn Hải phát giận. Hồng Ngọc, chẳng lẽ em định ở trong cục hồ sơ cả đời? Anh thật vất vả mới mời được chủ nhiệm Diệp, em lại ra vẻ thanh cao. Đây chính là thái độ của em đối với lãnh đạo, phải biết rằng hiện tại chủ nhiệm Diệp nắm trong tay đại quyền nhân sự khu kinh tế Lâm Tuyền, chỉ cần hắn đồng ý báo lên ban tổ chức thì cán bộ cấp phòng của em có hy vọng rồi. Đây cũng là quyền lực đặc thù bí thư huyện ủy Cổ trao tặng hắn. Chúng ta muốn có được cấp phó phòng nhiều khó khăn a. Nếu không phải chủ nhiệm Diệp đề bạt, đoán chừng Đoàn Hải này bây giờ còn đang ở đập thiên thủy trong thôn quét sân chăn dê. Hiện tại toàn bộ huyện có ít nhất mấy ngàn ánh mắt nhìn vào 3 vị trí cấp phó phòng còn lại rồi. Em biết chủ nhiệm Diệp thoái thác bao nhiêu bữa tiệc, cự tuyệt bao nhiêu người cầu tình không? Em thì hay rồi, hiện giờ còn chưa biết thế nào. Coi như là Đoàn Hải này hết sức với bạn bè rồi. Đoàn Hải kích động. Em bướng bỉnh vậy đấy, Đoàn Hải. Em không thay đổi được, muốn bảo em đi nịnh bợ lãnh đạo là không thể. Bỏ đi, coi như cả đời này em ở cục hồ sơ. Trang Hồng Ngọc cúi đầu, gương mặt hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn thở dài không nói gì. Hồng Ngọc, em cũng quá cứng đầu, qua thôn sẽ không còn phòng trọ rồi. Anh đã hạ quyết tâm. Lần này đầu nhập vào chủ nhiệm Diệp đi. Nếu như người ta không được cũng không còn nói cái gì nói, nếu như có thì đầu tiên làm lấy một cái chức vụ trưởng ban cũng được. Anh cũng coi như nhìn thấu rồi, ở văn phòng huyện ủy danh tiếng dễ nghe, nhưng nhân tài quá nhiều,
tất cả đều là ngưu nhân nịnh nọt. Chúng ta so ra kém bọn họ. Sau lưng lại không có chỗ dựa, trong triều không có người nào làm quan, chỉ có thể là đầm rồng hang hổ rồi. Các người nhìn xem, giống như tất cả đều là một dòng Chu Tiểu Đào, Vương Tiểu Ba, cả ngày chỉ tìm cách mưu hại phụ nữ, còn nói khoác cái gì phong lưu cái rắm, đều là một nhóm học chả hay, cây chả biết. Đã sau lưng không có chỗ dựa thì không thể làm ra cái gì, nếu có thì phải nổi bật, anh hạ quyết tâm rồi. Hồng Ngọc, lời nói đến thế, muốn hành động thì nhanh đi, tối nay Cổ Dương đi trận đầu, một mình em nhìn xem đi. Cũng đừng tưởng tượng chủ nhiệm Diệp Thành người nào, không phải là tất cả lãnh đạo đều hèn mọn, cõi đời còn nhiều chánh nhân quân tử. Ai, không nói. Đoàn Hải thở dài. Diệp Phàm đứng trên đường gọi điện thoại cho trưởng phòng Thiết Minh Hạ về phương án gọi thầu của huyện, bảo Thiết Minh Hạ cả đêm tổ chức nhân thủ làm thêm giờ sửa đổi. 8 giờ tối, Lô Vĩ còn đang làm thêm giờ thì Diệp Phàm thuận chân dạo đến cục công an huyện. Đại ca, rất xin lỗi, vụ án của cha Diệp Nhược Mộng ở Đập Thiên Thủy còn chưa điều tra ra chút manh mối. Tuy nhiên dựa vào trực giác của em cảm thấy Trịnh Khinh Vượng của Lâm Trường Cảnh Dương không giống cái loại người này. Lô Vĩ ra vẻ xin lỗi. Không phải là y thì là ai? Ấn tượng của anh đối với Trịnh Khinh Vượng cũng tương đối tốt, người này tuy nói tướng mạo nho nhã, nhưng đối đãi bằng hữu chân thành, không giống hạng người xảo trá. Diệp Phàm cũng cảm giác chuyện này có chút tế nhị. Tuy nhiên vẫn nói trong phá án thì trực giác tương đối trọng yếu. Nhưng có khi trực giác lại đẩy vụ án vào bế tắc, không có chứng cứ gì thì không thể hành động. Lô Vĩ đột nhiên lại cười nói. Em có một trực giác là phó chủ nhiệm Lâm Trường Mã Chiêm Khôi có chút khả nghi. Có lẽ là ảo giác. Mã Chiêm Khôi. Diệp Phàm lẩm bẩm, trước mắt hiện ra hình ảnh cao lớn của phó chủ nhiệm Lâm Trường Mã, người này cũng là quân nhân chuyển ngành, tính cách thô mãng, uống rượu thích dùng chén lớn, lần đầu tiên đi Cảnh Dương còn bị y cùng với một nhóm người vây công. Là có chút khả nghi, không có đạo lý a. Nếu như là Mã Chiêm Khôi làm thì sao Trịnh Khinh Vượng không hoài nghi? Anh hoài nghi Lâm Trường Cảnh Dương có một việc gì đó không hợp pháp. Diệp Phàm lắc đầu, tựa hồ ngay cả mình cũng không dám tin tưởng. Không sai đại ca, Cảnh Dương có hoạt động ngầm, em cũng có cảm giác vậy, tuy nhiên trước mắt còn chưa có chứng cứ, từ từ sẽ đến. Cái gã trên mặt có sẹo là phân cục trưởng Vi Hổ gì đó em càng nhìn không thuận mắt, vốn định điều tra một chút nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ dấu lớn sẽ không động. Lô Vĩ nhíu mày. Phân cục công an Lâm Trường Cảnh Dương chẳng phải là thuộc quyền quản lý của cục công an huyện sao? Diệp Phàm hỏi. Không phải, là do cục công an thành phố và cục lâm nghiệp thành phố đồng thời lãnh đạo. Bởi vì Lâm Trường Cảnh Dương là đơn vị cấp phòng, phân cục trưởng Vi Hổ là cán bộ cấp trưởng phòng, em không quản được gã, tuy nhiên gã chỉ để ý một vài chuyện phát sinh bên lâm nghiệp, quyền hạn đương nhiên nhỏ đi rất nhiều. Đương nhiên, cục trưởng Vu là cấp trên trực tiếp của gã. Cục Lâm nghiệp thành phố tuy nói có lãnh đạo quyền lợi của bọn họ nhưng không bằng quyền của Cục Công an thành phố. Tuy nhiên theo tình hình thực tế thì quyền của Cục Lâm nghiệp thành phố vượt qua quyền của Cục Công an thành phố. Bởi vì tất cả tiền thưởng phúc lợi của bọn họ đều do bên Lâm nghiệp phát, nếu như nghe theo lãnh đạo Lâm nghiệp thì có thể mò được chút lợi ích. Cũng không thể nói người ta lấy tiền của Cục Lâm nghiệp mà không nghe theo lãnh đạo Cục Lâm nghiệp. Lô Vĩ cũng có chút khổ sở. Tại phạm vi huyện Ngư Dương lại có một phân cục công an không do mình quản lý, quả thực là cục trong cục. Nếu không anh nói với cục trưởng Vu âm thầm điều tra Vi Hổ. Diệp Phàm nói, tốt nhất không được, cục công an thành phố càng phức tạp, cục trưởng Vu đương nhiên có thể tin, chỉ sợ thủ hạ cũng có bạn bè Vi Hổ, không cẩn thận thì để lộ phong thanh. Chuyện này em cũng chỉ mới nói với Thiết Hải thôi, trong cục em cũng chỉ nói với hai người em đưa từ thành phố xuống, chúng ta còn là từ từ sẽ đến. Không vội. Em tin tưởng, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Lô Vĩ đột nhiên tràn đầy lòng tin. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng cũng có chút đau đớn, từ cái chết của Diệp Thủy Căn rồi lại nghĩ tới cái chết của Diệp Nhược Mộng, vết thương vừa mới quên đi lại khơi lên, đau không nói nên lời. Nhìn Diệp Phàm nhíu mày, Lô Vĩ vội vàng an ủi. Đại ca, em biết anh nghĩ gì rồi. Ai, người thì đã đi rồi, cũng đừng hành hạ mình nữa. Chỉ cần điều tra rõ ràng cái chết của cha cô ấy thì coi như cũng nhẹ lòng một phần, chuyện này em sẽ luôn theo dõi, uống vài chén đi. Sau khi uống hết một chai rượu trắng, Diệp Phàm cảm giác vô vị, tiếp đó trở lại gian phòng ở Thủy Vân Cư. Nhìn lại thì đã khuya, buổi tối Tạ Mị Nhi không có ở đây,
chắc đã trở về thành phố, đang cảm thấy nhàm chán thì Cổ Dương ở văn phòng huyện ủy gõ cửa. Lúc gã đi vào thì Diệp Phàm liếc một cái, thầm nghĩ. Xuống đại tiền vốn rồi, hai chai Mao Đài, hai cây Trung Hoa, đoán chừng tiểu tử này mất nửa năm tiền lương rồi. Chương 527, mỹ nhân đưa tới tận cửa. Tới đã tới rồi, còn nói cái gì? Ngồi đi, Diệp Phàm chậm rãi nói. Mới vừa rồi ở trên bàn rượu người này biểu hiện còn rất tự nhiên, bây giờ đối mặt với một mình Diệp Phàm, dưới ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu lòng người của hắn làm gã cũng có chút chột dạ. Dù sao một mình đối mặt lãnh đạo người bình thường đều cảm thấy e ngại, huống chi Cổ Dương là tới cầu người. Cổ Dương tự nói về cái nhìn của mình đối với công tác chiêu thương và thu hút đầu tư rồi một số điểm mấu chốt trong xây dựng khu kinh tế Lâm Tuyền, cũng dẫn tới vài sự cộng hưởng của Diệp Phàm. Hai người nói chuyện một hồi rồi Cổ Dương biết điều nói. Chủ nhiệm Diệp, để anh nghỉ ngơi, tôi đi về. Ha ha ha, những thứ này anh cầm về đi. Diệp Phàm cười nói, đối với biểu hiện của Cổ Dương tương đối hài lòng, cũng không nguyện ý thu những thứ này. Những thứ này đối với bản thân mình mà nói không tính là gì, đối với Cổ Dương mà nói chắc là phải tiết kiệm một năm mới có thể mua được. Nghe Diệp Phàm vừa nói như thế, vẻ mặt Cổ Dương thoáng cái trầm xuống, thầm nghĩ. Uổng phí khí lực rồi, xem ra chủ nhiệm Diệp không có nhìn vừa mắt. Nếu như có ý đồ hẳn là có nhận lấy thuốc rượu, khó có thể là ngại đồ quá ít, may là mình ở trong rượu đã đút vào 5.000 đồng tiền lì xì. Lão tử coi như bất cứ giá nào rồi, tiêu hết tiền tiết kiệm 2 năm lương. Gã ra vẻ ngần ngừ. Diệp, chủ nhiệm Diệp, bên trong có một phong bao lì xì, để cho bác trai bác gái mua chút thuốc bổ. Tôi cũng không biết bác trai bác gái uống thuốc gì nên không mua mà để mời chủ nhiệm Diệp đi mua. Cổ Dương, anh có ý gì? Diệp Phàm vừa nghe thì bực mình. Anh cầm chút tiền lương đi mua thuốc rượu đắt như vậy thật là đáng tiếc, cầm ra cửa hàng trả lại đi. Như vậy đi, để thuốc lại, những cái khác cầm đi, sau này còn dám đều nghị bao lì xì thì đừng có tới, hừ. Tôi biết rồi, thật ngại quá, sau này sẽ không thế. Cổ Dương mặt đỏ bừng, rút hai cây thuốc ra để lại, cảm giác mình có chút hy vọng nếu không chủ nhiệm Diệp sẽ không nói để lại hai cây Trung Hoa. Tuy nhiên chuyện bây giờ người ta thu thuốc rượu mà không giúp là bình thường vì đó cũng chỉ là đồ ra mắt, không coi là cái gì. Bây giờ quan trường có một câu tục ngữ nói là lần đầu tiên rượu thuốc tới gõ cửa, 1 vạn thì khai đường, 2 vạn lập hồ sơ, 3 vạn suy nghĩ, 4 vạn đề cử, 5 vạn đã định. Cổ Dương cảm xúc phập phồng, cầm hai chai Mao Đài xoay người đi, chẳng qua vừa đi đến cửa thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng dễ nghe. Diệp Phàm nói, ngày mai đến khu kinh tế Lâm Tuyền báo cáo, phối hợp giúp tôi xử lý một chút giấy tờ tài liệu, anh chẳng phải là làm văn hóa sao? Vậy trước tiên làm chủ nhiệm phòng tổng hợp. Sau này tính thành tích công tác mà định ra, nếu có thành tích thì chuyển chính thức, thành tích thường thường thì trở về chỗ cũ. Tôi là người chính là như vậy, nói chuyện minh bạch không vòng vèo, đây chính là yêu cầu của tôi. Cảm thấy có lời sẽ tới, nếu không thì tôi cũng không cần. Cảm ơn. Cổ Dương thiếu chút nữa phun máu, trái tim nhảy dồn dập, tựa hồ lồng ngực giam không được, vội vàng đưa tay bưng kín. Quay đầu cung kính khép cửa rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi Thủy Vân Cư. Gã chạy một hơi tới chỗ đại vương, đây là chỗ mà người ta đặt các phần mộ giả, thật ra là chỗ dòng họ tế bái tổ tiên, thường thường đều xây ở nơi có phong cảnh u nhã. Ha ha ha, lão tử rốt cục đề bạt rồi, lão tử rốt cục đề nghị phó trưởng phòng rồi, lão tử. Cổ Dương giống như một kẻ điên, cười sằng sặc ở chỗ đại vương của người ta làm rung động cả một cây cổ thụ khiến bầy chim bay lên nháo nhác. Vào lúc 10 hư, dường như có phối hợp, tiếng gõ cửa lại vang lên, Diệp Phàm mở cửa ngây người vài giây, lại là Trang Hồng Ngọc. Hiện giờ cô mặc một bộ váy màu hồng, chắc rất ít làm chuyện này nên gương mặt đỏ bừng đúng với câu nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Có thể bởi vì nguyên nhân khẩn trương nên hai bộ ngực phập phồng cao vút như sóng, lỗ tai của Diệp Phàm thậm chí đã nghe được cả tiếng trái tim đập thình thịch. Mái tóc buông dài giờ đã được búi cao để lộ vầng trán cao khiết. Cặp mắt sâu thẳm khiến người ta như lạc vào đầm sâu, đôi môi mềm có thoa chút son đem theo hương thơm nhàn nhạt. Bên dưới có chút giống quần sườn xám xẻ tà để lộ đôi chân thon dài như ẩn như hiện, đôi giày cao gót màu hồng càng tôn thêm vẻ rong ròng, phong tư yểu điệu làm người ta tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn. Tuy nói trang phục rất khêu gợi nhưng không hề toát lên vẻ dễ dãi. Diệp Phàm lại có thể làm ra một hành động bất nhã,
thanh âm nuốt nước bọt chắc Trang Hồng Ngọc cũng nghe thấy vị yết hầu phập phồng phối hợp thêm một tiếng khiến mọi người đều có thể đoán được trong đầu hắn nghĩ gì. Mẹ kiếp, mất hết thể diện rồi, bình tĩnh đi, không thể vừa nhìn thấy mỹ nữ thì như xe bị tuột xích. Cứ như vậy rồi sẽ phạm sai lầm, lão tử là cao thủ quốc thuật, phong phạm đại sư vất đi đâu hết rồi. Hắn tự mắng mình một câu, rồi cười nhạt, vào đi, mời ngồi. Ừ, Trang Hồng Ngọc vẫn cảm thấy e ngại, lúc ngồi xuống thừa lúc Diệp Phàm không chú ý thì đưa tay ôm lấy tả váy, tựa hồ sợ nó lộ ra. Mới vừa rồi thanh âm nuốt nước bọt của chủ nhiệm Diệp làm Trang Hồng Ngọc hối hận không kịp. Vốn là nghĩ lưu lại cho lãnh đạo một ấn tượng khí chất cao nhã, nào ngờ lãnh đạo còn không như hèn mọn bình thường mà ngay cả động tác thô bỉ như vậy cũng có thể làm ra. Để lộ ra nữa cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, đôi mắt của Trang Hồng Ngọc ánh lên một tia kiên nghị, một tia quật cường, còn có cả một tia sợ hãi. Cô thầm nghĩ, đã tới an vị một lát, nếu như chủ nhiệm Diệp thật sự là lang sói thì tối nay dù liều mạng cũng phải giữ được thân thể. Xem ra thật đem lão tử làm lang sói rồi. Diệp Phàm cười khổ, rót chén trà cho Trang Hồng Ngọc, liếc mắt nhìn qua thì thấy trong tay cô cầm hai cái hộp, chắc là trà ô long hạng sang và thuốc bổ. Cô xuất thân từ tài chính và kinh tế phải không? Diệp Phàm cũng bày ra tư thế lãnh đạo, cô nàng đã cao ngạo như vậy, mình ngay cả một chút khí thế cũng không có thì làm sao thuần phục được ngựa hay? Ngựa hay mà không hàng phục được thì chỉ là một ngựa hoang cuồng phóng, để làm thủ hạ cũng không an lòng, tùy thời đều có thể gây ra phiền toái. Diệp Phàm cũng không nghĩ cả ngày mang theo phiền toái ở bên người. Đúng vậy, tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính Đông Nam. Năm nay vừa bảo vệ luận văn tiến sĩ. Trang Hồng Ngọc khôi phục bình tĩnh, ra vẻ xem xét Diệp Phàm, nói đến trình độ học vấn thì cô rất tự tin. Tiến sĩ thì rất giỏi sao, chẳng phải vẫn ngồi chết trong cục hồ sơ đếm giấy. Diệp Phàm mắng thầm, gật đầu cười nói. Ừ, trình độ học vấn đủ cao rồi. Chẳng qua bản thân ngoài coi trọng trình độ học vấn còn phải đồng thời chú trọng hơn năng lực công tác thực tế. Xã hội hiện đại có rất nhiều người kiến thức cao mà năng lực kém. Nói như thế, theo tôi là phải có thành tích mới có thể làm cho người ta tin phục. Văn bằng chỉ là một trang giấy, vật chất vô dụng. Nếu nói tôi lựa chọn, một người là trên năng lực thực tế công tác mạnh mà văn bằng lại chỉ đến trung học, một người là có đại học văn bằng mà trên thực tế năng lực không mạnh, hai người kia tôi khẳng định lựa chọn người trước, cô hiểu ý của tôi không? Ta biết, văn bằng chỉ có thể đại biểu quá khứ. Tuy nhiên tôi tin tưởng người có văn bằng cao chỉ cần chịu cố gắng, làm ra thành tích nhất định sẽ tốt hơn vì dù sao tầm nhìn và kiến thức cơ sở cũng tốt hơn người khác. Trang Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng ngời hơn rất nhiều, tương đối tự tin, cũng không có nhiều sợ hãi đồng chí Diệp Phàm. Còn rất bình tĩnh, không tệ. Diệp Phàm thầm gật đầu, miệng nói. Phải dựa vào sau này tôi luyện trong thực tế, cô có lòng tin không? Tôi tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm tốt công tác tài vụ. Trang Hồng Ngọc tuyệt không khiêm nhường, Diệp Phàm thậm chí mơ hồ cảm thấy nội tâm của cô có một tia khinh thường và cuồng ngạo. Cô nàng này cũng quá ngạo khí rồi, trước tiên phải hàng phục mới được, nghĩ biện pháp gõ cô ta một chút, nếu không sau này càng vênh váo tự đắc, đối với lãnh đạo bất kính sẽ khó triển khai công tác. Mình thì không sao, chỉ sợ nhắm chúng hai phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền bất mãn. Cô nói trước suy nghĩ của mình đối với công tác tài vụ, như thế nào mới có thể làm cho khu kinh tế Lâm Tuyển chúng ta làm được giảm bớt chi, gia tăng tài chính thu vào. Đương nhiên, giảm bớt chi chỉ là ở một mặt lãng phí, giảm bớt chút là được, chủ yếu còn là đã thấy ra phương diện từ bên ngoài thu nạp đến tiền mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Thật ra thì rất đơn giản, khu kinh tế Lâm Tuyển có thể trưng thu khắp mọi mặt hợp lý phí quản lý, thu nhập từ thuế. 6 chấn 2 xã đã là trực thuộc ở khu kinh tế quản hạt, lần này tiền sửa đường đều là từ khu kinh tế mà ra, bọn họ cũng nên nộp chút ít chích phần trăm lên, như vậy mới có lợi cho khu kinh tế tuần hoàn tốt. Nếu không, thoáng cái sẽ đem tiền khu kinh tế cho dùng hết, không khác mổ gà lấy trứng, được một mất 10, cụ thể thì có phương pháp xử lý. Trang Hồng Ngọc xem ra khá rành rẽ về phương diện tài chính, nói chuyện giọt nước không lọt, hơn nữa vài điểm quan trọng cũng động đến tâm tư Diệp Phàm. Tuy nhiên bộ dạng cao ngạo không khỏi khiến hắn đau đầu. Chương 528, thử lòng. Cô nàng này, không phục lão tử a. Diệp Phàm hăng máu, đột nhiên biến đổi sắc mặt, giả bộ dáng mập mờ. Trang cô nương, muốn đến khu kinh tế Lâm Tuyển cũng được, chẳng qua,
ha ha, tôi cũng độc thân, sau này có thể phiền cô giúp tôi xử lý một chút về phương diện cuộc sống. Hắn cố ý thể hiện sắc mặt anh chứ, ngây ngốc nhìn vào Trang Hồng Ngọc. Khiến cô run bắn lên, thoáng cái đã nghĩ tới chuyện ấy, đứng phắt dậy, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ cực đoan. Hừ, không ngờ chủ nhiệm Diệp là người như thế, cứ coi là Trang Hồng Ngọc tôi tới nhầm chỗ đi. Nói xong quay người định bỏ đi. Hừ, cô đi ra cửa thì sau này đừng mong quay lại khu kinh tế. Khí thế Diệp Phàm đại phát, thầm nghĩ. Lão tử muốn nhìn xem cô có thể kiêu ngạo đến đâu, chẳng lẽ chị không được cô? Trang Hồng Ngọc tôi tuyệt sẽ không lựa chọn dùng cái gì đổi lại cái gì cả, ngừng mơ tưởng, đừng nói anh chỉ là một chủ nhiệm cấp phó phòng nho nhỏ, cho dù là chủ tịch nước cũng không được, hừ. Vô sỉ. Trang Hồng Ngọc giận đến đôi môi run rẩy đi tới cạnh cửa. Ngoảnh lại mới phát hiện thấy hộp thuốc bổ mình mua hơn 1000 đồng đang còn trên liền chạy lại cầm lấy, khinh thường nhìn Diệp Phàm. Vật này cho anh còn không bằng lấy về cho chó ăn, nơi này bẩn. Cô lặp lại lần nữa. Diệp Phàm cố ý nghiêm mặt, giả bộ tức giận, bộ dáng thiếu chút nữa giống lên. Cho chó ăn cũng không cho anh ăn, khốn kiếp. Trang Hồng Ngọc mắng lại một câu, sau đó cầm đồ xoay người rời nhắc tới đồ liền xoay người thì đi. Hừ, phản rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái. Cao thủ thất đoạn quốc thuật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, Trang Hồng Ngọc sao có thể tránh được ma chảo, bị kéo tuột cả người lẫn thuốc vào ngực Diệp Phàm. Anh muốn làm gì? Trang Hồng Ngọc sợ ngây người, định hô to, nào ngờ đôi môi lại bị Diệp Phàm che lại chỉ thoát ra tiếng rên ư ư. Tôi muốn làm gì chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao? Nửa đêm canh ba cô đến tìm tôi, đây cũng là cô nguyện ý, tôi làm chút gì cũng bình thường, ha ha. Diệp Phàm cười hèn mọn, vẻ mặt như một ác ma. Anh đừng mơ tưởng, nếu như anh dám can đảm làm bẩn tôi tuyệt đối sẽ cho anh vào tù. Trang Hồng Ngọc nghiêm giọng, liều mạng giãy giụa nhưng khó thoát khỏi ma chảo của Diệp đại sư. Cô bất chấp danh tiếng của mình sao? Diệp Phàm cười nhẹ, áp mặt vào mặt Trang Hồng Ngọc, một mùi hương xông thẳng vào mũi suýt nữa làm hắn cướp cò, vội vàng điều tức, thanh tâm quyết tới hộ giá, nếu không thật đúng là bêu xấu. Tôi cần gì chứ, anh dám làm tôi tuyệt đối dám kiện, sau đó sẽ tự tử, muốn chết cũng chết trong nhà của anh, biến thành lệ quỷ cũng phải tới quần anh, xem anh như thế nào đây. Trang Hồng Ngọc hung hăng. Ha ha, tôi đâu sợ quỷ, đôi môi cô rất gợi cảm, nếm thử mùi vị trước đã. Diệp Phàm cười âm hiểm, ép miệng sát tới. À, không được, tôi sẽ chết thật cho anh xem. Trang Hồng Ngọc kêu lên, tuy nhiên miệng đã bị bịt lại nên không lớn. Đôi mắt đẹp đã ứa đầy nước mắt, khuôn mặt hoảng sợ, tuy nhiên trong mắt vẫn toát ra một tia nhìn oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nước mắt không rơi xuống, vẫn đọng lại trong đó. Mẹ kiếp, thật là bướng bỉnh, xem ra khó khăn hàng phục rồi, lão tử lại có thể thua, thất bại. Diệp Phàm nhẹ buông tay ra, thở dài một tiếng, Trang Hồng Ngọc ngay cả thuốc bổ cũng không cần, nhảy về cửa như một con thỏ. Hừ, mang đồ đi, tôi không phải là chó. Diệp Phàm hừ lạnh. Đây nữa. Trang Hồng Ngọc chạy trở lại, cầm lấy hộp thuốc rồi lao ra ngoài. Chạy gì, tôi muốn ăn cô trốn cũng không thoát, vừa rồi chẳng phải rõ ràng là thế. Bỏ đi, ngày mai đến khu kinh tế Lâm Tuyền, chức trưởng phòng tài vụ giữ lại cho cô. Có can đảm thì tới, nếu không thì nằm chết ở cục hồ sơ đi, hừ. Bướng bỉnh như đá hầm cầu. Diệp Phàm nói lạnh băng. 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau. Diệp Phàm mới vừa trở lại Lâm Tuyền, đang muốn vào trong phòng làm việc. Cổ Dương từ bên hành lang vọt ra, bộ dạng tương đối cung kính. Chủ nhiệm Diệp chào buổi sáng. Tới rồi, rất tốt, anh làm thư ký cho tôi kiêm trưởng phòng tổng hợp. Vừa lúc có một số giấy tờ cần anh đi xử lý, anh đi theo Đoàn Hải, phối hợp trưởng phòng thiết đầu tiên đem bản kế hoạch gọi thầu sửa đổi tới đây, hết sức để ý làm được công bình một chút. Tuy nhiên đầu tiên bảo Đoàn Hải dẫn anh đi báo cáo với Phó chủ nhiệm Trương và Phó chủ nhiệm Ngọc sau đó đến chủ nhiệm Đinh ghi chú. Diệp Phàm nói xong nhớ tới điều gì lại hỏi. Anh có muốn ở lại Lâm Tuyền lâu không? Đương nhiên là ở lâu, tôi đã chuẩn bị xong. Lúc sáng xuống ngay cả chăn bông cũng mang theo, không biết có chỗ ở hay không, nếu không thì mướn tạm một chỗ, chỉ là độc thân thôi mà. Cổ Dương cung kính đáp lời. Nhà có một gian. Chính quyền thị trấn Lâm Tuyền cấp cho chúng ta, tuy nhiên là nhà gạch mộc, đi vệ sinh hơi phiền đấy. Không có chuyện gì, tôi cũng là con nhà nghèo,
nhà tranh cũng được, nhà gạch mộc đã là không tệ. Cổ Dương khó nén hưng phấn trong lòng. Ai, xem ra Trang Hồng Ngọc là bị mình dọa cho khiếp vía không tới rồi. Diệp Phàm cười khổ, ngồi ở ghế xoay quay qua quay lại. Đang lúc móc xì gà ra thì điện thoại vang lên. Đại ca, chuyện gấp rồi. Tề Thiên Chỉ Thiếu hét lên trong điện thoại. Nhanh như vậy, xem ra tiểu tử ngươi thật là có chút bản lãnh, nói cho tôi nghe tình huống bên Hồng Kông xem. Diệp Phàm nhất thời tỉnh táo, ngồi thẳng dậy. Người quen của lão đầu tử nhà em, Thái Đông Quyền, bây giờ là chủ tịch tập đoàn Kim Thế Giới Hồng Kông, tài sản cá nhân chừng 3 tỷ, tổng tài sản tập đoàn chừng có 8 tỷ, chuyên kinh doanh đồ đồ trang sức và một số tác phẩm nghệ thuật và đồ châu báu. Tòa nhà thiên mã của tập đoàn Nam Cung Bi bọn họ Tiên Hạ Thủ Vi Cường thuê trước một nửa tầng 3, nửa còn lại chính là do thiếu thị của tập đoàn Phi Vân mướn đi. Nghe nói là làm ăn về tơ dệt vải vóc, còn tầng thứ tư là tập đoàn Bố Thăng Hồng Kông mướn, nghe nói cũng là làm ăn tơ dệt vải vóc, chắc hai tập đoàn này là một đôi lão oan gia. Hao hết bao nhiêu khí lực. Rốt cục để cho Thái Y Tuyết đồng ý đem nửa tầng cửa hiệu mặt tiền tầng thứ 3 của cao ốc thiên mã chuyển cho anh. À, quên giới thiệu. Thái Y Tuyết chính là trưởng nữ của Thái Đông Quyền, 27 tuổi, nghe nói là tốt nghiệp trường Harvard, hiện giờ là tổng quản lý Kim Thế Giới, lợi hại. Chẳng qua, chẳng qua. Tề Thiên nói đến đây thì ấp úng, chắc là có chuyện khó khăn. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải bán thân hay không? Diệp Phàm trêu chọc. Gần thế, em phải bóp mũi thoát thân, làm xong việc thì lưu người, nếu không lão đầu tử đuổi kịp tới Hồng Kông nện cho một búa thì thảm rồi. Chuyện này lão đầu tử nhà em còn không biết là do em ngáng đường, Thái Đông Quyền tin là thật rồi. Tề Thiên ra vẻ hoảng sợ. Cậu nói xem gặp phải chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Thái Y Tuyết nói là có thể chuyển nhượng, tuy nhiên phí chuyển nhượng là 1.000 vạn tiền mặt. Một chữ cũng không thể ít hơn, hơn nữa quy định không thể vượt qua ngày hôm sau, nếu không không để cho anh. Em nằn nì hồi lâu, cô ấy nói thế đã là chiếu cố lắm rồi. Vì vốn là bọn họ đem cao ốc thiên mã cho mượn là để kinh doanh đồ trang sức. Tuy nhiên tập đoàn Phi Vân lấy đi một nửa làm vải vóc tơ dệt, bọn họ cũng không thích lắm, cho là đồ trang sức là hàng sang, để bên vải vóc không xứng nên mới nhịn đau chuyển nhượng. Tuy nhiên bọn họ đã thanh toán tiền thuê 3 năm, tổng cộng 900. Nói là nhìn vào mặt mũi bác Tề nên đồng ý chuyển nhượng cho anh, hơn có 100 vạn chính là lợi tức rồi, em nằn nì thêm nói muốn cô ấy miễn cho phần lợi tức cho miễn. Ai ngờ cô ả kia. Mẹ kiếp, giống như con dạ xoa gõ bàn nói là đã cho mặt mũi còn uy hiếp tập đoàn, nếu giờ đem chuyển nhượng cho tập đoàn Phi Vân thì sẽ đúng giá lúc trước là 1.500 vạn. Như vậy tính toán ra chúng ta đã có lời rất lớn, không thể nhường nữa. Cô ta nói vậy thì em cũng chịu, con bà nó. Tề Thiên hùng hùng hổ hổ, chắc là rất uất ức. Ừ, cậu điều tra xem có thật hay không? Diệp Phàm hỏi. Tuyệt đối là thật. Em vận dụng cơ mật liệp báo để điều tra, tuyệt không có nửa điểm giả dối. Hơn nữa cô ấy còn đưa ra bản ký kết với tập đoàn Nam Cung, còn có giấy biên nhận chuyển chi phiếu. Em nghĩ có lão đầu tử chấn giữ, cô ấy không dám dở trò gì. Dù sao làm ăn ở đại lục còn phải nhờ Tề gia giúp đỡ, nếu thật sự chọc phải em cũng không phải hạng người lương thiện gì, hừ. Tề Thiên khí thế dâng cao, nói tiếp. Đại ca, anh phải sang bên này ký hợp đồng. Còn mang theo 1.000 vạn. Ai, con số 1.000 vạn quá lớn, nếu như thật sự không được em cho người đi chuyển 500 vạn, 1.000 vạn thì không thể, thời gian quá gấp, chuyển không đến. Không có chuyện gì, tôi lập tức chạy tới. Lập tức ký hợp đồng, tiền không cần lo lắng, trong sổ sách còn có hơn 2.000 vạn. Diệp Phàm nói. Hắn nghĩ đến cái gì đó, cười gian. Thái Y Tuyết có phải xấu như Trung Vô Diệm hay sao mà em lại bảo thành dạ xoa rồi? Ha ha, anh tới thì biết ngay. Tề Thiên cũng lấp lửng. Ai, đại ca hại cậu rồi, sau này nếu nhà cô ấy đem chuyện báo cho lão đầu tử nhà cậu thì thảm rồi. Diệp Phàm hơi có vẻ lo lắng, thầm nghĩ. Cả ngày ôm một đàn bà xấu, thế thì hỏng bét, đại ca xin lỗi cậu. Hết cách rồi, chuyện của đại ca là lớn nhất, cùng lắm thì sau này em đi trốn còn cô nàng này em sẽ không cưới. Lão đại, em hy sinh rất nhiều. Hiện tại ngay cả nhan sắc cũng dùng tới, anh nói em đây là một đại lão gia, còn là thiếu tá tiểu đoàn trưởng liệp báo, có phải rất thảm? Tề Thiên kêu khổ. Ừ, phần nhân tình này của cậu, đại ca này sẽ nhớ. Diệp Phàm cười nói.
Chương 529, chiêu thuật đề phòng sắc lang. Ghi nhớ là tốt rồi, chuyện lớn của em đại ca đã nói hay chưa, bên kia trả lời thế nào? Tiểu tử này giấu đầu hở đuôi, kêu khổ hồi lâu còn không phải là nhắm vào tổ đặc cần. Chuyện này tôi chưa kịp nói. Diệp Phàm hơi áy náy, đúng là nhiều việc quá nên quên đi. À, còn chưa đề nghị, sao được, đại ca, làm sao anh như vậy, không được, giờ gọi luôn cho đoàn trưởng Thiết đi. Em vì chuyện này mà bán thân, nữ nhân xấu như vậy cũng phải dẫn đi dạo phố, chơi bóng, quá thảm á. Tề Thiên gầm gừ. Được rồi, để lúc nào anh thuận tiện sẽ gọi, muốn đến Hồng Kông thì phải làm những thủ tục nào? Diệp Phàm hỏi. Đơn giản, anh tới đi căn cứ Vịnh Lam Nguyệt Thủy Châu, bảo Trương Cường thu xếp công việc là được. Vừa nhanh vừa khỏi phải kiểm soát cứ thế đi sang Hồng Kông. Đại ca, chuyện của em không thể đợi thêm. Tề Thiên nói rất dễ dàng, cuối cùng còn nhắc đến chuyện của gã, chắc là đã rất sốt ruột. Xem ra quyền lực Liệp Báo đúng là lớn, bao gồm cả việc xuất nhập cảnh vì giai đoạn đó Hồng Kông chưa trao trả về đại lục. Chuyện này anh thấy em phải bàn với chú Tề một chút thì hơn vì nó rất trọng đại. Sau khi gia nhập muốn rút ra là không thể nào, hơn nữa tính nguy hiểm tương đối cao, huynh đệ, cậu phải nghĩ kỹ. Diệp Phàm thận trọng dặn dò. Thầm nghĩ. Không nói qua với Tề Chấn Đào sao được, nếu như sau này ông ấy biết lại chẳng lột ra chúng ta đi. Người ta chưa chắc đồng ý để cho con mình đi mạo hiểm như vậy. Với gia thế Tề gia trong quân đội thì đường binh nghiệp của Tề Thiên cũng không phải là rất khó, cứ tà tà thì thăng quan cần gì lại đi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng gia nhập tổ đặc cần. Liệp báo tuy nói cũng có nguy hiểm, nhưng tính nguy hiểm kém xa so với tổ đặc cần, mỗi một nhiệm vụ đều là bí mật cấp quốc gia, cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên. Hưởng thụ đãi ngộ, cung cấp quyền lực cũng rất cao. Vậy cũng tốt, để em hỏi lão đầu tử rồi hãy nói. Tề Thiên cũng hơi chột dạ, lại nói. Đại ca, hay là anh nói giúp trước em đi, cho dù lão đầu tử có đồng ý hay không thì em có chết cũng phải gia nhập. Cùng lắm thì không vào cửa Tề gia, hừ, nhưng trong nhà còn có đại ca, sao còn em gái, còn có người mà. Không được, phải nói với lão đầu tử một tiếng. Nếu không tôi sẽ không nói giúp. Tuy nhiên không được tiết lộ thân phận của tôi, bảo là lãnh đạo tổ nhìn chúng. Diệp Phàm dặn dò. Được rồi. Tề Thiên có vẻ mất mát. Em lập tức gọi điện thoại hỏi một chút, đại ca cũng chuẩn bị bên kia đi. Mới vừa để điện thoại xuống, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Đi vào. Diệp Phàm đáp một tiếng. Lúc cửa mở ra, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời ngây người vì người vào là Trang Hồng Ngọc, còn tưởng rằng cô đã sợ đến nỗi không tới, xem ra đúng là có can đảm. Hôm nay Trang Hồng Ngọc mặc một bộ đồ nữ công sở, lộ ra vẻ trang nhã sang trọng, có một ý vị khác. Ánh mắt của Diệp Phàm xuồng xã đảo một vòng trên người Trang Hồng Ngọc khiến cô bất giác đỏ mặt. Nhìn gì nhìn, chưa từng thấy a. Trang Hồng Ngọc hơi tức giận nhìn anh chứ, quát khẽ. Ha ha, không tệ, rất có khí thế nghề nghiệp. Nghĩ thông suốt, dám đến à nha. Diệp Phàm trêu chọc. Sợ cái gì, tôi có mang theo cái này. Trang Hồng Ngọc lấy ra món đồ nhất thời làm Diệp Phàm không biết nên khóc hay cười. Cô lại có thể móc từ trong bao ra một thanh dao găm sáng quắc, bề rộng chừng một ngón tay, bật lưỡi ra đánh cạch một tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, chủ nhiệm Diệp Phàm nhà anh muốn sảm sỡ thì cô sẽ dùng nó để cắt cái kia. Chân tới chân gãy, tay tới tay tàn, thảm hại hơn là thành thái giám. Khiến cho đồng chí Diệp Phàm không khỏi cảm động, sống lưng phát rét, thật giống như đổ mồ hôi. Thầm nghĩ, cô ả này quá độc, lại có thể chơi một chiêu này. Phải đè khí thế xuống mới được, nếu không thì trèo trên đầu lão tử mất. Ngoài mặt hắn vẫn như không, bình tĩnh cười nói. Cái đó thì không linh rồi, trước mặt tôi chơi dao thì có vị gì. Nói xong thì nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng có dọa, dao tôi đem theo là dao găm quân đội chính tông. Của một tiền bối đưa cho, tuy nói không thể thổi đứt tóc nhưng dễ dàng chém đứt móng heo. Trang Hồng Ngọc khôi phục cao ngạo khí thế. Phải không, đi vào, chúng ta vui đùa một chút. Diệp Phàm nửa cười nửa không, nhất thời làm khuôn mặt Trang Hồng Ngọc lại càng hồng rực. Hừ, người nào chơi với anh, nhìn đao. Trang Hồng Ngọc hô khẽ một tiếng rồi vung lên đao thật lao đến. Cô cảm giác trước mắt có một bóng dáng nhoáng lên, trong đột nhiên chợt nhẹ. Nhất thời trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
Màu đỏ lúc này đã lan xuống tận cổ vì thanh dao găm vẫn ở trong tay, không hiểu sao lại nằm trong tay Diệp Phàm, hắn còn đùa giỡn xoay xoay. Một cô nương phải ôn như mới đúng, cầm cây đao làm gì, chém được ai? Sau khi nói xong, một luồng sáng vụt qua làm Trang Hồng Ngọc sợ đến suýt nữa kêu thét, vì luồng sáng kia xẹt qua eo rồi phập một tiếng đã cắm sâu vào khung cửa, chuôi dao còn rung lên bần bật. Trang Hồng Ngọc lắp bắp chỉ vào Diệp Phàm, bộ ngực phập phồng. Anh có luyện qua? Trước kia ở trong trường học luyện qua ném phi tiêu nên cô chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhớ ca ý, sau này ngàn vạn lần chớ ở trước mặt tôi chơi phi đao, cô còn non lắm, thành thật một chút đi. Diệp Phàm nhướng mày, thấy đã ép được khí thế của Trang Hồng Ngọc thì chỉ vào cái ghế nói. Cô ngồi xuống, có một chuyện liên quan đến tài vụ cần cô đi làm. Hừ, ngồi thì ngồi, anh có thể làm gì tôi? Trang Hồng Ngọc khôi phục bình tĩnh, ra vẻ tức giận. Chuyện gì? Tuy nhiên lúc này trên mặt cô đã lộ ra chút cung kính. Cô lập tức đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm Đinh Hương Muội tiếp nhận công tác tài vụ, xác định lại con số tài chính, chiều nay đi với tôi tới Hồng Kông làm việc. Chuyện này là công tác khẩn cấp, đem theo tất cả các chi phiếu, tuy nhiên phải hết sức giữ bí mật, chỉ cô và chủ nhiệm Đinh biết là được, tạm thời không được nói cho ai biết, đây là kỷ luật sắt, ai dám tiết lộ nửa câu thì tôi sẽ không tha. Hừ. Diệp Phàm đột nhiên trầm mặt, khí thế tràn ra như núi. Tôi hiểu rồi, yên tâm, về mặt công tác tôi nghe lời anh, tôi đi đây. Trang Hồng Ngọc đột nhiên ngoan ngoãn khiến Diệp Phàm đứng ngây ra. Hắn khó hiểu lẩm bẩm. Nữ nhân A, bảo mình nói sao cho đúng, một lát giống như con cọp, một hồi vừa thành con cừu nhỏ rồi, rốt cuộc là sao, tâm tư như biển vậy đúng là làm người ta biết đâu mà lần. Cha. Có thể nói với trai chuyện này hay không? Tề Thiên nhỏ giọng, ấp a ấp úng gọi điện thoại, tiểu tử này cả ngày ở sau lưng bố trí cha gã, lúc nói chuyện thì thành chuột nhắt. Nói đi, chuyện gì, cha đang 10 phút rảnh rỗi. Tề Chấn Đào thuận miệng cười nói. Quốc gia có một nhánh bộ đội thần bí, cha nghe nói qua chưa? Tề Thiên thử dò xét. Nghe nói qua a, Liệp báo chẳng phải rất thần bí sao? Tề Chấn Đào cười nói, thầm nghĩ. Liệp báo mà cũng dám giả thần giả quỷ với lão tử, lúc lão tử là tướng quân thì mày còn đang trong trường học. Liệp báo tuy nói thần bí, nhưng từ tướng quân trở lên có ai không biết? Không phải, là nhánh bộ đội thần bí nhất Hoa Hạ kia. Tề Thiên nóng nảy. Thần bí nhất Hoa Hạ, cục tình báo, cục an ninh, cục bảo mật, hay cục bảo vệ an ninh nội bộ trung ương, chuyên bảo vệ Trung Nam Hải. Tề Chấn Đào nói một hồi. Cũng không biết tiểu tử này hôm nay có phải là uống lộn thuốc hay không. Không phải là, những ngành này tuy nói thần bí, nhưng mặt trên còn có một thứ thần bí hơn, cha nghĩ lên đi, có một chữ đặc. Tề Thiên gấp đến độ làu bàu. Lão đầu tử cũng không biết là làm sao vậy, toàn nghĩ đi đâu, ngu rốt a. Khá lắm, mày dám mắng lão tử ngu ngốc có phải hay không? Hảo tiểu tử, mấy ngày không gặp đã quên phải không? Tề Chấn Đào giống lên khiến Tề Thiên luống cuống. Không phải cha hiểu sai rồi, cha còn chưa đoán ra sao. Chẳng lẽ là nhánh bộ đội có chữ đặc kia? Tề Chấn Đào cũng thận trọng, nhỏ giọng hỏi. Không sai, xem ra cha đoán ra rồi. Tề Thiên vui mừng cười nói. Tổ đặc cần quốc gia, bộ đội đặc cần tối thần bí. Cũng có người nói nó cùng với Thái Dương Điểu của Nhật Bản, hải cẩu của nước Mỹ. Mũ xanh của anh là 4 bộ đội đặc công thần bí nhất trên thế giới. Thật ra thì không, cha biết Thái Dương Điểu của Nhật Bản cũng không tính là gì, còn có một tổ chức tên là Thần Đạo Tổ gì đó còn lợi hại hơn. Tề Chấn Đào tiết lộ một chút xíu. Y chợt nghĩ sang chuyện khác, hỏi. Tiểu tử, con hỏi chuyện này có phải cũng muốn vào đó? Cha nghĩ người ta căn bản là không nhìn chúng con, nghe nói trong đó người nào cũng là cao thủ, toàn Hoa Hạ chỉ có mấy người. Tùy tiện chọn một nhân vật chạy cờ cũng có thân thủ cao hơn con nhiều, nhiệm vụ nào cũng là việc lớn, chắc tiểu tử con đi sách giày cho người ta cũng không xứng, ha ha, cố gắng lên. Tề Chấn Đào vẫn không quên gõ một chút. Cha, tại sao có thể đánh giá con thấp như vậy, con trưng cầu ý kiến của cha đấy. Tề Thiên thuận thế ném ra đề tài. Con nói là bọn họ coi trọng con. Tề Chấn Đào chấn động, đầy đủ chua cay mặn ngọt thoáng cái toàn bộ xông lên trong lòng. Đường đường một phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy nói chuyện lại hơi lắp bắp. Chương 530, phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy ức hiếp con trai.
Có người giới thiệu con vào đó, con muốn trưng cầu ý kiến của cha, dù sao. Tề Thiên mấy chữ đặc biệt nguy hiểm rốt cuộc vẫn không nói ra miệng. Vào đó, Tề Chấn Đào hỏi xong thì cũng im lặng, Tề Thiên cũng không gấp, kiên nhẫn chờ lão đầu tử cân nhắc hơn thiệt. Tề Chấn Đào tuy nói là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, nhưng cũng là một người cha bình thường, lúc con trai có chuyện hệ trọng quan hệ đến tính mạng thì dù sao cũng phải thận trọng. Lương Chi. 10 phút đã qua, Tề Thiên còn đang chờ. Sau 10 phút, rốt cục nghe Tề Chấn Đào hừ một tiếng. Đi đi, nam nhân Tề gia chúng ta không phải là bọn hèn nhát. Hơn nữa còn phải làm rất tốt, tranh thủ trở thành đội viên chính thức, Tề Thiên con chính là niềm kiêu ngạo của Tề gia chúng ta, tuy nhiên con đã chuẩn bị tâm lý chưa? Tề Chấn Đào cuối cùng có chút mất mát hỏi. Không cần chuẩn bị, ý con đã quyết. Thật ra thì mới vừa rồi cho dù cha không đồng ý thì con cũng sẽ gia nhập, lòng con đã giao cho tổ đặc cần rồi, vào đó làm lao công chạy cờ cũng cam lòng. Cha, không cần lo lắng cái gì, con sẽ cẩn thận. Khẩu khí Tề Thiên toát lên vẻ hào hùng. Tốt, có can đảm, không hổ là con của Tề Chấn Đào. Mẹ kiếp, cứ phóng khoáng mà làm, không có chuyện gì. Phải làm tốt, tranh thủ mò tướng quân trở lại, Tề Chấn Đào này cũng mở mày mở mặt. Tề Chấn Đào cũng đột nhiên nổi lên hùng tâm thời quân ngũ. Y hỏi tiếp, là ai giới thiệu con đi vào? Chuyện này cơ mật, con không thể nói. Tuy nhiên đại ca Diệp Phàm đối với con đặc biệt tốt. Tề Thiên vẫn không quên nhắc tới Diệp Phàm. Biết rồi, là lão thiết nhìn vào mặt mũi Diệp Phàm nên bật đèn xanh. Chuyện này cha phải hảo hảo cảm ơn Diệp Phàm rồi. Năng lượng tiểu tử này không nhỏ a, xem ra lão thiết rất chiếu cố đại ca con. Tiểu tử ngươi có thể kết giao với hắn coi như thơm lây. Không được nói dối, chuyện vào tổ đặc cần lớn như vậy, Thiết Chiêm Hùng không thể vì tình riêng, xem ra mặt mũi Diệp Phàm rất lớn. Tiểu tử ngươi sau này tôn kính một chút, đại ca ngươi bất phàm a. Tề Chấn Đào nhất thời phấn chấn. Vậy cha còn không chiếu cố hắn, đoàn trưởng Thiết chiếu cố hắn như vậy bái làm huynh đệ chết sống, cha cũng phải chiếu cố cho người anh em kết bái của con rồi, cùng là một người mà, hắc hắc. Tề Thiên cười gian. Tiểu tử ngươi biết cái gì, cha còn chưa chiếu cố hắn sao? Cái chức phó chủ tịch huyện kia làm sao mà có, đừng cho là cha giả bộ mơ hồ, nếu không phải lão tử đi núi Bà La đi dạo, Chu Càn Dương sao có thể phá lệ đề bạt Diệp Phàm làm phó chủ tịch huyện? Lúc ấy tiểu tử ngươi dở trò thì cha đã biết rồi. Đơn giản là Diệp Phàm đắc tội Ngọc Sử Giới nên bị giáng chức đến núi Bà La thủ đập chứa nước, tiểu tử ngươi giật dây cha đi đập chứa nước câu cá. Còn không phải là bảo ta đi giải quyết bất bình cho tiểu tử kia. Hừ, lão tử vừa đi câu cá, cổ bảo toàn lo lắng, Chu Càn Dương lại càng bận tâm, đoán chừng là lần trước ở hội nghị cấp thành phố cha đã bóng gió đề cập tới kinh tế Mạc Hương có khuynh hướng thụt lùi nên vội vàng đột kích đề bạt Diệp Phàm làm phó chủ tịch huyện rồi. Chút trò vặt này muốn giấu giếm lão tử sao được. Con cho rằng lão tử già nên hồ đồ rồi, vì mấy viên thuốc hỏng đó mà chạy tới núi Bà La đi uống gió Tây Bắc a. Chẳng qua hoàn thuốc đúng là không tệ. Thanh Lục nói là trở lại kinh thành thì có quan to rất thích, có thể trị bệnh. Vốn là Thanh Lục có lén đưa cho một trung y thái đầu xem, đơn giản là nghĩ chế biến. Chẳng qua, ai, thật đáng tiếc, hoàn thuốc không thể làm ra, thật là có chút quái lạ a. Cho nên, lần này tạm tha cho con, tuy nhiên chuyện hoàn thuốc phải thu thêm mấy viên, lần sau đi kinh thành cũng có đổ giao tế rồi. Tề Chấn Đào cười mắng. Còn muốn mấy viên, con lấy đâu ra? Tề Thiên kêu khổ, thầm nói. Lần trước thuốc của Diệp lão đại đưa cho đã bị các ngươi cướp trắng rồi, sau đó còn bị hắn mắng, nghe nói hoàn thuốc là ẩn sĩ cao nhân quốc thuật chế biến, không có thân thủ bảy đoạn sao có thể làm ra. Mấy trung y thái đầu dù cao cường đi nữa cũng chỉ có cách ngắm thuốc thở dài. Tề Thiên vội vàng từ chối. Đoán chừng là nguyên nhân này rồi, chẳng qua lão trung y cũng nói là nguyên liệu tìm không được. Có vài loại dược liệu ngay cả ông ấy cũng chưa nghe nói qua, không thể làm được. Lần này bất kể như thế nào, con cũng phải lấy cho cha một tá về đây, nếu không, tiểu tử ngươi đợi đi. Tề Chấn Đào đường đường một đại chủ tịch tỉnh, lại có thể uy hiếp con trai. Một tá. Tề Thiên kêu toáng, thầm hít sâu một hơi. Cha, đây chính là bảo bối Xuân Cung Hoàn, nghe nói là bí phương cổ đại tuyệt truyền, cho dù là liệp báo cũng không làm ra, đâu phải đậu đường. Đừng bảo là một tá, lấy thêm hai viên cũng khó khăn. Tề Thiên lắc đầu, thật ra gã sợ Diệp Phàm nổi nóng lên thì chuyện vào tổ đặc cần của mình đi ngâm nước nóng.
không lấy có phải không? Tề Chấn Đào trừng mắt quát. Lấy được sao? Tuy nhiên có thể lấy được bao nhiêu con cũng không dám chắc, tuy nhiên Diệp ca xuất lực lớn như vậy, cha cũng nên giúp hắn. Tề Thiên lại dở trò nói điều kiện với lão đầu tử, cảm thấy nếu như lấy được Xuân Cung Hoàn thì cũng phải nên giúp Diệp Phàm. Diệp tiểu tử lúc này đã đề bạt ngoại lệ rồi, nếu đẩy lên nữa sẽ có người mượn cớ nói này nọ. Như vậy đi, con điện cho hắn bảo Tề Chấn Đào này thiếu hắn một nhân tình lớn. Trôi qua một năm hoặc là hai năm, sau này trong lúc đề bạt cha sẽ trông tình huống nói giúp hắn một tiếng. Tề Chấn Đào đối với đứa con quật cường của mình cũng không còn biện pháp gì, cha con mà còn nói đến điều kiện. Ừ, vậy để con thử một lần. Tề Thiên dày mặt cười nói. Không phải là thử, là phải được, không có hoàn thuốc thì đừng về nhà. Tề Chấn Đào lớn tiếng nói. Con thử nghĩ xem, Diệp Phàm tiến thêm một bước nữa chính là trưởng phòng, cầm quyền một phương. Từ phó phòng đến trưởng phòng tuy nói chỉ kém nửa bậc nhưng khó khăn một trời một vực. Diệp đại ca của con nếu không có cha hỗ trợ thì muốn trong 2-3 năm lên trưởng phòng khó như lên trời. Đừng nói hắn, chính là cha ra mặt cũng cảm giác có chút khó khăn, trưởng phòng đều là nhất phương bá chủ, bí thư thành phố cũng nhìn vào sát sao. Cha, hoàn thuốc là đưa cho người nào à? Tề Thiên không nhịn được hỏi. Hỏi cái này làm gì? Chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Tiểu tử ngươi còn non lắm, hừ. Tề Chấn Đào hừ lạnh cúp điện thoại. Lúc cha con Tề Chấn Đào còn nói chuyện với nhau thì Diệp Phàm đã trên đường đi Thủy Châu. Đi theo còn có trưởng phòng tài vụ mới bổ nhiệm Trang Hồng Ngọc, tất cả lên xe Wrangler do Ngọc Tiêu lái. Trước khi lên xe, Diệp Phàm đã chỉ thị Trương Cường giúp thủ tục cho mình và Trang Hồng Ngọc đi Hồng Kông. Diệp Phàm cũng đã chỉ thị cho Đoàn Hải. Đoàn Hải, hợp đồng chuyển nhượng khu nhà ở của thị trấn Lâm Tuyền và tập đoàn điện lực thành phố đã ký chưa vậy? Ký rồi, vào buổi sáng. Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn điện lực thành phố tới tên là Triệu Khảm tới ký, sau đó lập tức chuyển tới 800 vạn. Ai, hiện tại thị trấn Lâm Tuyền nghiêu khí, tiểu tử Tạ Đoan đó dở giàu có rồi à. Cục diện rối rắm của nhà máy giấy Lâm Tuyền cũng đẩy cho khu kinh tế quản lý trực tiếp. Đoàn Hải nói vẻ hâm mộ. Đừng nóng vội Đoàn Hải, anh đi phòng tài vụ điều tra thêm, ba thành mà thị trấn Lâm Tuyền trích cho chúng ta đến chưa vậy? Diệp Phàm nói. Để tôi đi xem. Đoàn Hải vừa nói thì đi xuống phòng tài vụ sau đó không lâu gọi điện thoại tới là Lâm Tuyền cho khu kinh tế Lâm Tuyền 250 vạn. Đoàn Hải hơi khó hiểu. Chủ nhiệm Diệp, Tạ Đoan làm sao tốt như vậy, đem tiền của mình chuyển cho chúng ta, 250 vạn là khoản tiền lớn. Đương nhiên là có nguyên nhân, Tạ Đoan có hào phóng như vậy sao? Bọn họ hứa là nếu ký xong sẽ đem tiền cho chúng ta, đừng hỏi nữa, tiền đến sổ sách là an tâm rồi, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Thì ra là như vậy, chủ nhiệm Diệp thật đúng là lợi hại, vừa ra tay đã có 250 vạn, hơn chúng ta chạy đến gãy chân. Đoàn Hải thán phục, Cổ Dương bên cạnh lại càng sáng mắt, thầm nghĩ chủ nhiệm Diệp đúng là quảng giao. Đi theo hắn lăn lộn hẳn là có đại tiền đồ, trên thành phố cũng có quan hệ thân thiết như vậy. Đoàn Hải, chuyện ký hợp đồng của thị trấn Lâm Tuyền và tập đoàn điện lực thành phố đã truyền đi chưa vậy? Diệp Phàm bình tĩnh cười nói. Sớm truyền đi rồi, khoản tiền lớn như vậy mà một người bạn của tôi nghe một phó chủ tịch thị trấn Quy Hồ đang chửi nói Tạ Đoan cười đến toác miệng, chừng đó tiền đủ để lên tỉnh cưới vợ bé, còn nói thị trấn Lâm Tuyền dùng khoản tiền của khu kinh tế chúng ta làm sao đó. Đoàn Hải cũng không hiểu ý tứ Diệp Phàm. Ha ha, truyền là tốt, nếu như truyền còn chưa đủ anh cho thêm mồi lửa đi. Để cho các đồng chí của 6 trấn 2 xã đều biết được. Bí thư Mâu và Tạ Đoan làm ra thành tích, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo tuyên truyền một phen mới đúng. Diệp Phàm đột nhiên cười nói. Nói vậy để làm gì? Đoàn Hải còn chưa hiểu rõ, không nhịn được hỏi. Hữu dụng hay không sau này tự biết, anh cứ làm là được. Tuy nhiên phải chú ý là để qua miệng người khác truyền đi tốt hơn. Chuyện này đoán chừng 6 trấn 2 xã không lâu sẽ biết rồi, anh âm thầm chút nắm lửa là được. Diệp Phàm nhỏ giọng dặn dò. Hiểu rồi. Đoàn Hải nhỏ giọng cười nói, thầm nghĩ, đoán chừng là chủ nhiệm Diệp muốn chơi đòn âm, tuy nhiên cũng không biết làm sao, chủ nhiệm Diệp thật đúng là cao nhân a. Bí thư Cổ, đồng chí Diệp Phàm cũng quá cuồng vọng đi. Một hơi đề nghị hai cán bộ cấp phó phòng. Hơn nữa đều là thực chức tính chất. Cộng thêm ban đầu đề nghị Đoàn Hải, Trịnh Lực Văn, Ninh Hương Muội,
chưa tới 2 tháng thì đã an bài 5 chức vụ cấp phó phòng rồi, Thiết Minh Hạ cũng là hắn điều đến khu kinh tế. Khu kinh tế Lâm Tuyền sắp biến thành tư gia hậu viện của hắn rồi, để vậy lâu dài sẽ biến thành quyền lực quá tập trung, lãnh đạo độc đoán ngang ngược. Nếu như vì vậy mà làm cho khu kinh tế Lâm Tuyền tạo thành tổn thất lớn thì đúng là sai lầm. Đảng chúng ta khởi xướng sinh hoạt dân chủ thảo luận, dân chủ hiệp thương để giải quyết vấn đề chắc sẽ khó khăn. Sau này cộng thêm một phó chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền lại là hắn để danh bổ nhiệm thì đúng là thế rồi, còn để những đồng chí chúng ta quản lý công tác tổ chức đảng làm gì. Bí thư đảng ủy khối đảng Phí Mặc ra vẻ nghiêm túc, thật ra thì đã sớm ngồi không yên. Mắt thấy khu kinh tế Lâm Tuyền mau nắm ở trong tay Diệp Phàm, Phí Mặc làm sao không đỏ con mắt. Chương 531, phân tranh nhân sự. Ha ha, đồng chí Phí Mặc, khu kinh tế Lâm Tuyền mới vừa thành lập, còn rất khó khăn. Lúc trước tôi và đồng chí Vệ Sơ Tinh cũng đồng ý cấp cho khu kinh tế Lâm Tuyền quyền tự chủ lớn nhất để cho những người tinh anh nhất được làm việc, khai thác tiến thủ, chính là trước hết phải xem năng lực. Cổ Bảo Toàn liếc Phí Mặc, cười nói. Y thầm nghĩ. Còn không phải là bởi vì Phí gia ở khu kinh tế Lâm Tuyền không có mấy con chó đắc lực nằm vùng nên giờ ấm ức. Cũng quá không biết đủ rồi, huyện Ngư Dương có 20 thị trấn và xã, Phí gia đã chiếm đến 4, 5 gần đến 3 thành. Khu kinh tế Lâm Tuyền để các ngươi nhúng tay vào nữa thì đây bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn này còn làm cái gì, đều bị Phí gia và tứ đại gia tộc cho ngồi không rồi. Ngay cả trong khu kinh tế Lâm Tuyền mà nói thì đảng ủy các ngươi đã chiếm 3. Đừng tưởng rằng người trong thiên hạ đều là ngu ngốc. Chẳng qua, Diệp Phàm quật khởi xem ra cũng là chuyện tốt, 4 gia tộc lớn ở Ngư Dương bắt đầu đứng ngồi không yên, chắc là không ngờ phải nhìn thêm một hổ nữa ở Ngư Dương. Các ngươi không muốn nhìn thấy, Cổ Bảo Toàn này lại nguyện ý. Ta bồi dưỡng không phải là hổ mà là một sư tử nhỏ, so sánh với hổ còn lợi hại hơn. Chờ con tiểu sư tử lớn lên hảo hảo đấu một trận với 4 hổ các ngươi, ta tọa sơn quan hổ đấu sư tử. Bí thư Chu nói rất hay, là một tiểu chư hầu một phương phải có được mưu kế cân bằng, cho dù chưa làm được như vậy cũng phải có xu thế là vậy. Xem ra tính toán của mình cũng không tệ lắm, đã bắt đầu kết trái rồi. Bí thư Cổ, chuyện này cũng có chút không theo trình tự tổ chức. Ví dụ như chuyện Diệp Phàm mới vừa điều tạm vào khu kinh tế Lâm Tuyền là Cổ Dương và Trang Hồng Ngọc mà nói, ngay cả đồng chí Phí Kiến Lượng ở văn phòng huyện ủy và đồng chí Dương Thành Minh đều có phê bình rất kín đáo. Bọn họ nói Cổ Dương và Trang Hồng Ngọc đều là nòng cốt của bọn họ, Diệp Phàm một câu thì điều đi, sau này công tác của bọn họ triển khai khó khăn. Lại phải tìm người tiếp nhận, quen thuộc công tác, bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng. Nếu như vừa tới chưa quen thuộc tình huống, chỉ sợ tạo thành sai sót, do đó ảnh hưởng tới công tác ngành. Ngành hồ sơ công tác cũng là tương đối trọng yếu, đây là những tư liệu trọng yếu chỉnh lý của quốc gia, để nhân dân làm tài liệu tham khảo hữu ích. Phí Mặc tiếp tục nói, trọng yếu cái giám, Trang Hồng Ngọc đường đường một nghiên cứu sinh, các người đem nhét vào cục hồ sơ làm gì? Cổ Dương ở văn phòng huyện ủy chỉ pha trà đưa nước, có bao giờ được đụng đến giấy tờ văn kiện, đây chính là cái mà trong miệng các ngươi gọi là công tác trọng yếu. Đến đường lớn tùy tiện nhặt một người trở lại cũng sẽ làm được, đừng cho là Cổ Bảo Toàn này già nên hồ đồ. Cổ Bảo Toàn cười lạnh, ngoài mặt vẫn bình thản. Mỗi công tác đều cần người đi làm một đảng viên, chúng ta phải luôn tâm niệm đem ích lợi của quốc gia, lợi ích quần chúng, tư tưởng vì nhân dân phục vụ lên đầu, hơn nữa còn chứng tỏ trong thực tế mới đúng. Những công việc kia Cổ Dương và Trang Hồng Ngọc đã làm được, tôi tin tưởng đồng chí tiếp nhận cũng sẽ tiếp tục làm tốt. Đương nhiên, mới vừa tiếp nhận sẽ chưa quen, nhưng chúng ta là nhân viên công vụ quốc gia, cầm tiền lương quốc gia nên toàn tâm toàn ý vì quốc gia hiệu lực, không hiểu thì hỏi. Không biết đi học. Lão Phí, chúng ta phải tin tưởng năng lực của bọn họ, chỉ cần chịu học, cái gì học không được. Rồi hãy nói đồng chí Diệp Phàm cũng không có làm gì sơ suất, trước đó đã nói một tiếng với chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trương, cục hồ sơ cũng đã đồng ý. Ở các đơn vị bình thường cũng coi như điều động nhân viên lưu động, hơn nữa đồng chí Diệp Phàm điều những người này cũng chỉ là mới có danh hiệu trưởng phòng trên hình thức, sau đó lại trình diện ban tổ chức, anh xem. Trong tay anh có phải là báo cáo vừa chuyển tới bí thư đảng ủy khối đảng không? Điều này hoàn toàn phù hợp trình tự tổ chức, chỉ là có chút hơi gấp, ta sẽ nói chuyện với đồng chí Diệp Phàm, hy vọng hắn có thể nói thông suốt với anh, đảm bảo tính đảng trong công tác tổ chức. Cổ Bảo Toàn tươi cười với Phí Mặc đang sầm mặt. Lão thất phu,
y muốn mắng một câu mà lại không thể. Nghĩ một vòng, Phí Mặc lại cảm thấy có thể nắm được một chút sơ hở của Cổ Bảo Toàn, cười nói. Bí thư Cổ nói như vậy, tôi cũng không có gì nói rồi. Chẳng qua những người này đã lập hồ sơ trong ban tổ chức, có lẽ cũng nên để những đồng chí trong ban tổ chức khảo hạch, thảo luận mới có thể thông qua. Nói ngay như hai đồng chí Cổ Dương và Trang Hồng Ngọc mà nói, tôi cảm thấy còn chưa đủ để bạt cấp phó phòng, còn cần đến 2-3 năm quan sát, công tác nhân sự cần tiến hành rất thận trọng, dùng sai một người sẽ tạo thành tổn thất trọng đại đối với quốc gia. Dùng tốt một người sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích cho quốc gia, vì thế về việc bổ nhiệm hai người này tôi thấy tổ chức nên thận trọng suy nghĩ, còn phải trải qua một thời gian ngắn quan sát nữa mới được. Vội vàng bổ nhiệm tạo thành tổn thất không lường với quốc gia. Phí Mặc sau khi nói xong ngầm liếc Cổ Bảo Toàn, trong lòng lộ vẻ đắc ý. Được, chuyện này anh và đồng chí Miêu Phong triệu tập các đồng chí ban tổ chức thương lược, đảng chúng ta vẫn đề cao dân chủ, tập trung quyền lực quá sẽ dẫn thành độc đoán, tuy nhiên dân chủ quá trớn cũng sẽ không làm được việc gì. Cổ Bảo Toàn không ngờ lại đồng ý, không biết trong lòng nghĩ gì. Y thầm nghĩ. Hừ, xem ra Phí Mặc ngồi không yên, chỉ bổ nhiệm mấy người cấp phó phòng cũng muốn cản trở. Quản nhiều quá rồi đấy. Đoàn trưởng Thiết, gần đây thân thể khá hơn chút không vậy? Còn phải chúc mừng anh thăng tướng quân rồi. Diệp Phàm hỏi, cộng thêm chúc mừng. Ai, tình huống không thể lạc quan, đoán chừng chưa qua 1 năm 2 năm thì khó khôi phục đến thời kỳ đỉnh cao, hiện tại chuyện bên Liệp Báo cũng không yên lòng. Vốn định nhanh chóng trở lại Liệp Báo, xem ra là không được. Trong khoảng thời gian này hy vọng phó soái cậu có thể chiếu cố một chút. Có chuyện gì ngoài tầm tay anh thì cậu cũng đứng ra. Ừm, đương nhiên, anh biết cậu có chuyện của mình, tuy nhiên anh có dặn Trương Cường luôn gọi điện báo cáo với cậu, chuyện cần cậu tự thân xuất mã cũng không nhiều, chuyện tổ hạch tâm số 8 thì có sự hướng dẫn của mới có thể giải quyết. Nếu như thật sự không giải quyết được sẽ phiền lão đệ rồi, ai? Thiết Chiêm Hùng buồn bực, y vì đi nước Mỹ thi hành nhiệm vụ gặp phải cao thủ, bị trọng thương, cảnh giới hiện giờ chắc chỉ còn tứ, ngũ đoạn. Đoàn trưởng Thiết, bọn người nước Mỹ quả thật lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Lợi hại, tuy nhiên chúng ta rất xui xẻo, tình báo có sai, vừa đi thì đụng phải một cường giả lục đoạn, sau đó vào trong lại đụng phải một cao thủ thất đoạn, đúng hơn là lục đoạn thuần hóa, lại là phụ nữ tóc vàng, mẹ kiếp. Lão tử bị cô ta đá vào chân, thiếu chút nữa thì hỏng, may là chạy được nếu không một thân bản lĩnh chắc sẽ tiêu rồi. Thiết Chiêm Hùng mắng. Có chút lo lắng. Xem ra công tác tình báo rất là trọng yếu a. Diệp Phàm thở dài. Đó là đương nhiên, công tác tình báo có khi còn hiệu quả hơn so với công kích thực tế. Lão Tổ Tông chúng ta cũng đã nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết cái gì mù quáng đi vào, cuối cùng thương vong nặng nề. Chuyện lần này Cục Tình báo quân đội có trách nhiệm rất lớn, bởi vì tình báo bên đặc cần gần đây quá bận nên không thể điều người sang. Cho nên chuyện lần này nhờ Cục Tình báo quân đội đi tìm hiểu, hơn nữa cũng là quân tình nên đặc cần mời bọn họ ra tay, đám ăn hại này làm không tốt, báo tin tình báo sai khiến 4 vị hảo hán của Liệp báo chúng ta bỏ mạng, trong đó 3 hảo thủ nhị đoạn cấp tột cùng, 1 cao thủ tam đoạn trung giai, thật là đáng tiếc. Lão tử cũng suýt nữa không về được, bây giờ trở về cũng đã gần chết, cảnh giới rất xuống trầm trọng. Sau đó nghe ở đầu dây bên kia nghe bịch một cái. Chắc là đoàn trưởng Thiết nổi giận đấm bàn, quát. Nhất định phải truy cứu trách nhiệm, xử phạt không tha, nếu như lão đầu tử bên quân ủy muốn bao che cho con, lão tử sẽ đến bọn họ đập bàn. Nếu không làm được sẽ báo lên trên, mẹ kiếp chúng ta liều mạng liều sống, vì nhiệm vụ ngay cả mạng cũng không cần, máu chảy bao nhiêu, đám ngu ngốc này làm ra như vậy, bồi dưỡng một người nhiều khó khăn a. Quá không bằng một món đồ. Ai, chuyện bên đặc cần đều có tính nguy hiểm cao mà. Lần trước em đi Nhật Bản cũng thiếu chút nữa là mất mạng rồi, cho nên Thiết ca cứ bảo em tại sao không gia nhập, chính là nguyên nhân này. Có lẽ Thiết ca người có mắng Diệp Phàm em không thương nước, nhưng yêu nước cũng có nhiều cách. Em công tác bên chính quyền, có thể vì dân tạo phúc, có thể được mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn, mấy trăm vạn dân chúng có cuộc sống khá hơn, cũng không phải yêu nước sao. Chẳng qua tiểu tử Tề Thiên lại thích kích thích nên anh xem có nên tạo điều kiện cho gã không. Diệp Phàm thuận thế ném ra đề tài. Gã không được. Thiết Chiêm Hùng nói ngay. Làm sao không được? Diệp Phàm khẩn trương. Tuổi còn rất trẻ, tuy nhiên cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu,
Đẳng cấp mới là nguyên nhân chủ yếu. Thành viên chính thức của tổ đặc cần toàn quốc gia chia làm nhiều bộ phận, tổ thứ nhất là tổ phòng thủ. Nghe danh tự này em có thể cảm giác kỳ quái, nhưng bên ngoài được gọi là bảo vệ của Trung Nam Hải, còn có tên khác là Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ Trung ương. Cục là do sát thần Lang Phá Thiên chịu trách nhiệm cụ thể, lựa chọn tinh anh từ quân đội, an ninh, công an, đặc công tạo thành. Đương nhiên, người phụ trách Cục Bảo vệ An ninh Nội bộ Trung ương không phải là Lang Phá Thiên, hắn chỉ là Phó Cục trưởng Thường vụ, chấn giữ trái tim quốc gia Trung Nam Hải, luôn luôn bảo vệ chín đại thường vụ an toàn. Tất nhiên thành viên chính thức của tổ đặc cần cũng không thể nào nhiều như vậy, bên cạnh mỗi thường vụ bố trí một người cũng không đủ, tổ đặc cần chúng ta chỉ là đầu lĩnh thôi. Phía dưới còn có tổ tình báo, tổ khoa học kỹ thuật, tổ ngoại trú, tổ ngoại trú, tổ hạch tâm số 8 của chúng ta là một tổ có tính chất công kích, một trong 8 tổ nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhân số nhiều nhất. Đương nhiên, quyền lực cũng tương đối lớn. Thiết Chiêm Hùng nói. Chương 532, không có phúc để hưởng thụ. Đoàn trưởng Thiết, nếu như Tề Thiên có thể đột phá đến tứ đoạn thì có hy vọng hay không, trước hết chúng ta có thể chiêu mộ gã vào tổ dự bị. Hợp cách thì cho thành thành viên chính thức, không hợp thì gã cũng là quan quân liệp báo, coi như là tổ chức ngoại tuyến, như thế nào đây? Diệp Phàm cười gian, chưa từ bỏ ý định. Có khó khăn đấy, Diệp lão đệ, nhận người vào tổ đặc cần cũng không phải là tổ thứ 8 chúng ta làm mà do bên nhân sự của đặc cần chịu trách nhiệm. Bọn họ chế độ chiêu mộ rất hoàn bị và nghiêm khắc, thậm chí gần như hà khắc. Có thể đem cậu tra hết mọi thứ, chắc cậu có ngủ với ai bọn họ cũng có thể điều tra ra, lợi hại. Bởi vì thành viên chính thức của tổ đặc cần tất cả đều là tinh anh, cả tỷ người trong toàn quốc mới rút ra được chừng đó, có thể là một trong muôn một rồi. Ha ha, cậu thử nghĩ xem, độ khó thế nào? Thiết Chiêm Hùng từ chối. Thật sao, vậy em chẳng phải là bị bọn họ tra hết rồi à? Diệp Phàm nhất thời là mồ hôi lạnh rầm rề, cảm giác sống lưng phát rét a. Thế thì không có, cậu là do anh trực tiếp đề cử, lúc ấy anh trực tiếp gọi điện cho thủ trưởng trấn. Vì thế điều tra là do tổ 8 tiến hành, tuy nhiên lá gan tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám cùng câu thông với quả phụ, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng đắc ý. Thiết ca, anh nhìn đi, còn nói không cha, chuyện của em và quả phụ mọi người cũng biết hết rồi. Còn có cái gì không điều tra ra, cái này đúng là khó tiếp nhận. Diệp Phàm bất giác đỏ mặt. Không có chuyện gì, quả phụ tư vị tốt hơn, lúc ấy chúng ta chiêu cậu vào liệp báo, không tra một chút nhất định là không được. Tuy nhiên lão để cậu yên tâm, sau đó thì không tra nữa, bây giờ cậu là phó soái tổ 8, ai dám tới tra cậu chẳng phải là muốn chết sao, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng an ủi, cũng e Diệp Phàm làm loạn lên thì phiền toái. Hắn chính là trụ của tổ hạch tâm số 8, tuyệt lúc không thể té xuống. Trước mắt bản thân bị thương rất nặng, nhất thời khó có thể khôi phục, Thiết Chiêm Hùng thậm chí còn tính toán nếu không thể khôi phục thì chuẩn bị lui về tuyến 2, hoặc là đến bộ đội bình thường. Tuy nhiên Tề Thiên nếu như có thể đột phá đến tứ đoạn vẫn còn có chút hy vọng. Thiết Chiêm Hùng cười gian. Đây cũng là anh nói, để em giúp gã. Trong 3 năm thì đạt tới, lúc ấy anh phải chiêu vào trong tổ dự bị. 3 năm sau chuyển chính thức, như thế nào đây? Diệp Phàm đón ngay. Cậu xác định không, trong vòng 3 năm mà muốn cho một người tam đoạn tiệt lưu lên tứ đoạn khai nguyên cũng coi như là thần thoại rồi. Nếu như không may mắn thì cả đời cũng không lên được, cơ duyên rất trọng yếu. Thiết Chiêm Hùng vẫn lơ lửng. Em bảo đảm được, cứ thu gã rồi hãy nói, anh làm sao thế, không tin em à? Diệp Phàm cũng hơi bực mình nên cao giọng. Được, đồng ý. Ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng cười phá lên. Người khác bừng tỉnh đại ngộ a. Diệp Phàm kêu lên. Thiết ca, anh gạt em, anh bảo Tề Thiên muốn vào đội dự bị rất khó, còn phải trải qua cái gì mà khảo hạch nghiêm ngặt của bên nhân sự tổ đặc cần, bây giờ còn chưa thông qua họ, lại chưa được thủ lĩnh trấn đồng ý đã nhận rồi. Ai nói, khảo hạch đương nhiên nghiêm khắc rồi. Đội viên chính thức có hơn 50 người, 10 vạn người chúng tuyển một, cậu nói có khó không? Chẳng qua Thiết ca này có chút mặt mũi, có anh ra mặt thì chuyện này ván đã đóng thuyền rồi, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng tương đối đắc ý. Diệp Phàm thầm nghĩ. Mẹ kiếp, để Thiết ca gạt rồi, chắc lúc trước Thiết ca đào một cái hố cho mình nhảy xuống để mình đáp ứng tương trợ Tề Thiên mới thu lưới. Biến tướng để mình vì bọn họ bồi dưỡng nhân tài xuất lực rồi. Lão tử đúng là quá non a. Ha ha, cảm ơn Thiết ca.
Diệp Phàm cười khổ, trong lòng mắng thầm. Huynh đệ, không phải là Thiết Ca đùa bỡn cậu, lão đệ là nhân tài, anh không phải đã nói, cậu là nhà máy chế tạo cao thủ cho quốc gia mấy cao thủ có là gì? Lão đệ cậu không thích ở lâu trong tổ, thích lăn lộn quan trường, đã không thể tự mình ra sức thì bồi dưỡng mấy cao thủ cũng coi như là gián tiếp ra sức. Cậu bảo Thiết Ca này nói có đúng không? Tề Thiên cũng là huynh đệ chết sống, em không giúp nó thì ai có năng lực? Cho dù là lão đầu tử Tề Chấn Đào muốn nó vào tổ đặc cần cũng không khả năng, không phải là do cấp bậc không đủ mà là nguyên nhân của ngành tạo thành. Đương nhiên, cậu bồi dưỡng một nhân tài ra cho chúng ta, lãnh đạo sẽ ghi nhớ nhân tình này, quyết không để cậu làm không. Thiết Chiêm Hùng lại bắt đầu mồi chài. Em đem Tề Thiên bồi dưỡng thành cao thủ tứ đoạn, lãnh đạo đặc cần sẽ thưởng em cái gì? Diệp Phàm nghĩ vậy nhưng lại không nói, dù sao cũng phải kiếm chút lợi ích. Nếu không cũng quá thua thiệt, dĩ nhiên nếu Thiết Chiêm Hùng không đưa gì thì Diệp Phàm cũng giúp Tề Thiên. Tiền cậu chắc không thiếu, đơn giản là muốn cái mũ quân cao hơn phải không? Thiết Chiêm Hùng nói. Được, chuyện Tề Thiên cho em làm, các anh cho em lên thiếu tướng là được, ha ha. Hai mắt Diệp Phàm sáng rực, bộ quân hàm thiếu tướng lấp lánh trước mặt. Thiếu tướng, công phu sư tử ngoạm của lão đệ không tồi a, cậu nhìn anh bao năm như vậy mới lấy thiếu tướng. Trong tổ đặc cần cũng không có mấy thiếu tướng. Khẩu vị cậu cũng quá lớn đi. Cậu bây giờ là thượng tá phải không? Đề nghị đại tá vẫn còn có khả năng. Nếu muốn thiếu tướng thì vậy đi. Thiết Chiêm Hùng nói tới đây thì dừng lại làm Diệp Phàm hứng thú, hỏi. Có lời gì nói thẳng, Thiết Ca, chúng ta là huynh đệ, cũng không cần giấu giếm. Cậu làm cho nhà đầu Mai Gia cũng thành tứ đoạn thì thế nào? Đến lúc đó nhà đầu về Mai Gia nói một tiếng. Mai Gia ở quân ủy rất có năng lượng, biết đâu lại có thể lấy cho cậu thiếu tướng. Có thể từ bên hạn ngạch quân đội bình thường chia sang cho cậu một cái, anh tin tưởng Mai Gia nhất định có thể. Nếu như có thể tiến thêm một bước, nhà đầu Mai Gia kia cũng không tệ, chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Hai người trời xanh một đôi, như thế nào, Thiết Ca dắt mối cho cậu nhé. Thành tựu nhân duyên tốt đẹp. Thiết Chiêm Hùng lại bắt đầu tung lưới chuẩn bị bắt cá, hơn nữa muốn làm hồng nương. Chậm đã Thiết Ca, nhà đầu Mai Gia kia em không có phúc để hưởng thụ. Đừng nói nữa, em chỉ có một mạng, còn muốn lưu lại để lăn lộn quan trường. Danh hiệu thiếu tướng kia lấy được cũng không biết dùng vào đâu. Diệp Phàm vội vàng ngắt lời. Hắn nghĩ thầm. Cô ả Mai Diệp Thu kia thì ai dám mó vào, người khác đùa cái cũng dám đòi cắt vật kia, mình đi cưới về chẳng phải là muốn chết. Nếu là sau này chuyện phong lưu bị ả biết được thì tối đợi ngủ say rồi một đao cắt đi tiểu đệ đệ thì thảm rồi. Ai, lão đệ cậu, nói làm sao bây giờ? Gia thế Mai Gia rất mạnh a, có nhà cô ấy tương trợ, tiểu tử ngươi ít nhất có thể giảm đi không ít sức lực phấn đấu, đáng tiếc. Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Nhà cô ấy ở quân đội, có thể giúp em cái gì, em đâu có vào quân đội. Diệp Phàm cào nhau. Có thể giúp cậu cái gì? Lão đệ cậu còn chưa tới tầng thứ để cần bọn họ trợ giúp. Cậu thử nghĩ xem, khi cậu cầm quyền nhất phương thì trong thường vụ có phải có một đại biểu quân đội không? Như Ngư Dương mà nói đi, huyện đội trưởng có một chân trong thường vụ, thành phố thì có tư lệnh phân khu quân sự, đến cấp tỉnh thì quân đội can thiệp càng lớn, không được cho là quân đội không liên quan đến địa phương, Hoa Hạ chúng ta là một xã hội quan hệ, các mặt đều có ràng buộc. Tại sao chủ tịch nước lại là chủ tịch quân ủy? Điều này nói rõ uy lực quân đội còn lớn hơn cả địa phương. Hiện giờ đã không phải là thời đại súng đẻ ra chính quyền nhưng địa vị của quân nhân cũng không yếu đi, quốc gia không bình yên thì lấy cái gì ra để trị quốc. Thử nghĩ xem, đừng nói là trong thường vụ quân đội chỉ chiếm một phiếu nhưng một phiếu nhiều khi lại có thể quyết định cậu có thi hành được chính sách hay không đấy. Thiết Chiêm Hùng hận đến nghiến răng trèo trẹo, chỉ tiếc là không thể rèn sắt thành thép. Em biết rồi Thiết Ca. Chẳng qua Mai Diệp Thu không phải loại em thích, dĩ nhiên làm tình nhân thì có thể được. Diệp Phàm nói, tình nhân, lão đệ cậu ngạo mạn quá đấy, người ta là cháu gái ủy viên quân ủy lại đi làm tình nhân cho cậu, vậy mà cũng nói ra được, đừng để cho Mai Gia nghe được nếu không một phát bắn chết cậu. Thiết Chiêm Hùng thiếu chút nữa thì rớt cằm. Xế chiều ngày hôm sau Diệp Phàm mới lên đường, bởi vì Liệp Báo có một chuyện nên làm lỡ. Đến Hồng Kông đã 5 giờ. Ngủ lại ở đại tửu điếm Cửu Long Bảo Đức L, tửu điếm nằm ở khu náo nhiệt, mở cửa sổ ra là có thể thấy cảng Victoria nổi tiếng, bên trong tửu điếm thiết kế xa hoa, có cả bể bơi. Phòng khách trang nhã,
bên trong thiết kế cửa sổ sát đất có thể xem các cảnh đẹp của hải cảng và thành thị. Mỗi gian phòng đều trang bị TV plasma, bàn uống trà và bàn làm việc rộng rãi, có cả tủ rượu. Bên trong còn có cả một trung tâm tập thể hình trung tâm, cung cấp phục vụ xoa bóp. Tửu điếm trang bị đầy đủ cả trung tâm vẽ truyền thần và dịch vụ photocopy. Tròn phòng ăn phục vụ nhiều món Italy, Hoa Hạ và Nhật Bản. Khách nhân có thể đến quầy rượu nhỏ để thưởng thức rượu nho, hoặc tới phòng lớn để nghỉ ngơi thưởng thức kê vĩ tửu, mao đài. Tuy nhiên giá tiền cũng là rất dọa người, 800 đồng một buổi tối, bằng với 2 tháng lương của Diệp Phàm. Dĩ nhiên Diệp Phàm ở miễn phí vì Thái Y Tuyết đặt trước một phòng bao gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Tề Thiên đã sớm chạy tới, khi thấy Trang Hồng Ngọc cũng ngẩn người ra, lén liếc mắt kéo Diệp Phàm sang một bên, nhỏ giọng thầm nói. Đại ca, lợi hại nha, cả tháng không thấy đã đổi người rồi, cô này đúng là quá được, hắc hắc. Chương 533, đến Hồng Kông gặp đội phi hổ. Làm cái rắm, tiểu tử cậu muốn có nhân tình đến phát điên rồi sao? Cô ấy là trưởng phòng phòng tài vụ của khu kinh tế chúng tôi, cấp dưới chính tông, tên là Trang Hồng Ngọc. Cậu nhỏ giọng một chút, đừng để cô ấy nghe thấy. Cô gái này rất là kiêu ngạo, chọc vào cô ấy tiểu tử cậu ăn đủ. Diệp Phàm nói khẽ, dặn dò Tề Thiên. Chẳng lẽ cô ấy cũng là một con hổ cái, mẹ kiếp, sao mấy ngày qua đi đâu cũng gặp hổ cái vậy, em đúng là xui xẻo. Ai? Tề Thiên thở dài, đột nhiên nhớ tới việc chính gượng cười, nói. Đại ca, chuyện của em có làm được không? Tôi đoán có thể thành, tuy nhiên chỉ có thể vào đội dự bị, nghe nói muốn trở thành thành viên chính tông phải có thân thủ tứ đoạn mới được, lão đệ cậu phải nỗ lực. Nếu không đừng nói đại ca này không giúp cậu, Diệp Phàm nghiêm túc, nói. Chuyện này mấy ngày nữa có thể xác định, lão đầu tử nhà cậu có thái độ gì? Cha em còn có thái độ gì nữa, kiên quyết ủng hộ. Tề Thiên cười nói. Ừ, chú Tề đồng ý là tốt rồi. Chị Thái của cậu lúc nào đến? Diệp Phàm cười nói. Cô ấy lát nữa sẽ đến, đi ăn cùng chúng ta, ngày mai chính thức ký hợp đồng. Nụ cười của Tề Thiên thoáng cái trở nên cứng ngắc, mất tự nhiên. Làm cho Diệp Phàm lại âm thầm nghĩ ngợi. Lẽ nào Thái Y Tuyết thật sự rất xấu, làm cho Tề Thiên vừa nhắc đến cô ta thì vẻ mặt cay đắng. Chuyện chuyển nhượng có lẽ không có vấn đề gì lớn, nếu như thuận lợi giải quyết xong, tôi phải tranh thủ thời gian quay về nước. Chuyện bên kia đang còn nhiều lắm, không thể phân thân. Diệp Phàm hỏi. Không thành vấn đề, em bảo đảm sáng sớm ngày mai có thể ký hợp đồng. Tề Thiên cười nói. Tuy nhiên vẫn phải ở thêm 2 ngày, tìm tổng giám đốc của tập đoàn Bố Thăng. Diệp Phàm nói. Ai, tôi cũng đi một bước cờ hiểm, nếu như Bố Thăng không muốn nửa mặt bằng cửa hiệu thì tôi cũng chịu. Tuy nhiên tôi tin Bố Thăng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đại ca làm việc em rất yên tâm, có lẽ không thành vấn đề. Tề Thiên nịnh Diệp Phàm một câu. Gần 6 giờ, cuối cùng nhân vật chính cũng đến. Hai người một nam một nữ đẩy cánh cửa phòng bước vào, khuôn mặt có vẻ giống nhau, có lẽ là hai chị em. Diệp Phàm ngây người ra nhìn, trong lòng thầm mắng Tề Thiên mất mặt, bởi vì dáng người của cô gái tiến vào không thể chê được, làm gì có chỗ nào giống như Dạ Xoa, rõ ràng hắn bị tiểu tử này đùa bỡn rồi. Cô gái này có khí chất cao nhã, mái tóc búi cao, trên người mặc một chiếc váy sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười liền để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. Dáng người lại càng mê hồn, cặp núi đôi trước ngực tuyệt đối không thua kém Trang Hồng Ngọc, cặp mông tròn trịa, cô gái này so với Trang Hồng Ngọc đúng là đông mai thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Cô là Tổng Giám Đốc Thái. Diệp Phàm mỉm cười chân thành, nhiệt tình đưa hai tay tới. Đúng vậy. Tiên sinh chính là phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất đại lục Diệp Phàm, hoan nghênh đến Hồng Kông làm khách. Trên mặt Thái Y Tuyết nở nụ cười, tuy nhiên Diệp Phàm cảm giác trong nụ cười đó có ẩn chứa vẻ khinh thường. Hắn thầm nghĩ, xem ra cô gái nhà giàu cao ngạo này vẫn có ánh mắt xem thường người khác. Đương nhiên, Thái Y Tuyết che giấu tương đối tốt, nếu không phải Diệp Phàm có thuật xem tướng và đôi mắt ưng, có lẽ đã không cảm giác được. Trẻ tuổi nhất, Tề Thiên nói vậy sao? Tôi thật sự không dám nhận. Tôi chỉ là một tiểu phó phòng mà thôi, ha ha ha. Diệp Phàm cười ha ha, trong lòng có vẻ không vui. Đại ca, vị này là em trai của Tổng Giám Đốc Thái, Thái Kỳ, anh đừng thấy vẻ mặt yếu đuối và dáng người dễ bị gió thổi của cậu ấy mà hiểu lầm, cậu ấy giết người tuyệt đối không nao núng. Tề Thiên thốt ra một câu kinh thiên. Giết người,
Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi lại, có chút kinh ngạc nhìn Tề Thiên, cảm thấy tiểu tử này thật không biết điều, trong tình huống này lại gắn cho người ta tội danh lung tung như vậy. Trang Hồng Ngọc ở bên cạnh lại càng có vẻ quái dị len lén quan sát Thái Kỳ, có lẽ cô ta cho Thái Kỳ là sát thủ gì đó. Anh Tề, anh đừng bôi nhọ em làm gì có lá gan như vậy? Thái Kỳ tỏ ra khiêm nhường chẳng qua vẻ tự đắc bên trong, mọi người ở đây đều có thể cảm thấy, xem ra chuyện giết người hẳn là có chút mánh lới. Bôi nhỏ cậu, Thái lão đệ, tôi có sao? Tháng trước không phải cậu đã giết chết một tên cường đạo, tên trộm đó trốn vào quán văn vật, cuối cùng bị bao vây muốn cùng hủy diệt với văn vật đó sao? Ha ha ha! Tề Thiên lại vạch trần nội tình của người ta. Ồ, thì ra là Thái Kỳ huynh là tinh anh của đội cảnh sát, vinh hạnh. Vinh hạnh. Diệp Phàm tâng bốc, dù sao nịnh bợ người khác cũng không tốn tiền, chỉ tốn nước bọt mà thôi. Trang Hồng Ngọc đứng bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nghe nói người này là cảnh sát không phải là sát thủ nên cũng yên lòng rồi. Xem ra cô ta xem nhiều phim Hồng Kông, đều cho khắp nơi của Hồng Kông đều có hắc bang, đại ca tiểu đệ gì đó, chém người giết người như cơm bữa. Tinh anh của đội cảnh sát, cũng đúng, đại ca, cậu ấy là đội thần bí nhất, cao cấp nhất. Hắc hắc. Tề Thiên cười khan nói. Đội thần bí nhất, lẽ nào là đội phi hổ trong phim Hồng Kông? Diệp Phàm bật thốt lên, thầm nghĩ, có lẽ chỉ là bịa đặt trong phim ảnh, trên thực tế làm gì có đội phi hổ. Đại ca lợi hại, vừa đoán liền trúng. Tề Thiên vỗ tay. Thật sự có đội phi hổ sao? Trang Hồng Ngọc hai mắt đột nhiên lấp lánh, nhỏ giọng hỏi. Cô ta nhìn chằm chằm Thái Kỳ, giống như một anh hùng chính tông. Xem ra cô gái này mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có tình cảm với anh hùng rồi. Anh nhìn kìa anh Tề, anh dọa tiểu muội muội như thế nào, ha ha ha. Thái Kỳ đắc ý cười trêu chọc, ánh mắt lướt qua người Trang Hồng Ngọc, có chút háo sắc, chẳng qua che giấu tương đối tốt, người bình thường không cảm giác được. Trang cô nương, đội phi hổ cũng không thần kỳ, không tà dị đồn đại trong phim ảnh đâu. Trước kia từng có báo cáo nói. Hồng Kông được các quốc gia trên thế giới ca ngợi là thành phố an toàn nhất, bất kỳ tổ chức khủng bố nào cũng không dám thành lập căn cứ ở Hồng Kông. Tuy nhiên cảnh sát Hồng Kông vẫn sắp đặt một đơn vị bộ đội đáng sợ chống khủng bố, chính là đội phi hổ trong truyền thuyết. Thành viên đội phi hổ thật ra đều được chọn lựa nghiêm khắc từ cảnh sát và bộ đội, nói bọn họ là tinh anh cũng không quá đáng. Bọn họ phải tiếp nhận kiểm tra trong một tuần lễ, sau khi thông qua mới có thể nhập ngũ, luyện tập trong 9 tháng. Đội viên không được tiếp xúc với bên ngoài, không được tiết lộ thân phận. Nội dung luyện tập bao gồm sử dụng vũ khí, luyện thể lực, chiến đấu tay không. Ngoài súng lục, đội phi hổ được trang bị các vũ khí kiểu mới nhất như súng tự động, pháo sáng, thuốc nổ, khi đội viên luyện tập yêu cầu phải biết sử dụng tất cả trang bị. Đội phi hổ thường ngày không có bất kỳ nhiệm vụ nào, sau khi thông qua tập luyện 9 tháng, mỗi ngày đều ở trong doanh trại tập luyện, cảnh giới 24 giờ. Ứng phó với chuyện đột nhiên xảy ra bất cứ lúc nào. Khi Hồng Kông gặp vụ án nghiêm trọng hoặc sự kiện trọng đại, cảnh sát địa phương cũng sẽ thu xếp một đơn vị bộ đội tham dự, đề phòng cao độ. Mỗi lần có nhân vật chính trị đến thăm Hồng Kông, đội phi hổ cũng sẽ cải trang thành dân thường, dùng túi du lịch chuyên chở vũ khí đến bố trí ở những nơi khách ở và đi thăm, đề phòng nghiêm mật. Đội viên của phi hổ lúc đó có chút giống như người bảo vệ của Trung Nam Hải ở quốc gia chúng ta, ha ha ha. Tề Thiên thuận miệng nói ra một số bí mật của đội phi hổ mà người ngoài không biết được, đương nhiên, những thứ hắn nói cũng không được xem là bí mật gì, nếu không Tề Thiên cũng sẽ không nói. Đội phi hổ thật ra có liên lạc chặt chẽ với Liệp báo, hàng năm cũng sẽ đưa mấy tinh anh đến sân luyện tập Liệp báo tiếp thu huấn lệnh chính quy. Bởi vì sang năm Hồng Kông đã thuộc về đại lục, đội phi hổ sẽ tiếp xúc càng lớn với nội địa. Tuy nhiên Liệp báo mang tính chất thuộc về quân đội. Tập trung vào bảo vệ đất nước, an toàn quốc gia. Đội phi hổ chủ yếu trọng điểm ở phương diện an toàn dân sinh Hồng Kông. Đương nhiên, thật ra ở Hồng Kông cũng có xây dựng một tổ chính trị, đặc biệt siêu tập tình báo chính trị, phòng bị tổ chức khủng bố xuất hiện, có điểm giống như ISI của Trung Quốc, cục CIA của Mỹ. Ngoài ra, Hồng Kông muốn trong sạch hóa bộ máy chính trị còn có một tiểu tổ thẩm tra bí mật. Chuyên môn chịu trách nhiệm thẩm tra một số tình hình tài chính và bối cảnh nhạy cảm của nhân sĩ, bao gồm thành viên nhạy cảm trong cảnh sát, kỳ thực không khác gì Ủy ban Kiểm tra Quốc gia của đại lục bên này. Không ngờ, Thái Huynh còn có lai lịch lớn như vậy, lợi hại. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu. Lợi hại cái rắm,
đại ca thích nhất là làm mấy mánh khóe tâng bốc người khác, bản thân anh còn là đại lão của tổ A Đặc Cần, đội phi hổ so với tổ A Đặc Cần quốc gia chỉ có thể là một phòng trẻ em mà thôi. Trong lòng Tề Thiên khinh bỉ mắng đại ca Diệp Phàm một phen. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn cười nói. Thái lão đệ còn là một tiểu đầu mục trong đội phi hổ. Ngay vào lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói có vẻ càn rỡ cười to. Ha ha ha, Thái Kỳ, tiểu tử cậu cũng có thời gian rảnh rỗi chạy đến địa bàn của tôi à, hôm nay nói gì cũng phải uống với cậu hai bình, hừ, không say không nghỉ, thống khoái. À, là anh Đinh, nếu đã gặp mặt, bữa hôm nay có phải nên để Đinh đại công tử mời khách? Thái Kỳ thân mật đánh một quyền tới, Đinh công tử lảo đảo lui về phía sau một bước, vuốt bả vai mình kêu lên. Nhẹ chút, quả đấm của cậu chả khác gì cục sắt, lão ca này chịu sao nổi. Vị này là... Hai mắt Đinh công tử đột nhiên lấp lánh, nhìn chằm chằm vào Trang Hồng Ngọc. À, tôi quên không giới thiệu. Vị này là Trang cô nương, bên cạnh vị này là Diệp Phàm tiên sinh, cấp trên của Trang cô nương. Đừng thấy cậu ấy còn trẻ, người ta đường đường là một phó chủ tịch huyện đấy, ha ha ha. Thái Kỳ giới thiệu, cũng không biết là khen tặng thật hay là bỡn cợt. Phó chủ tịch huyện, chức to thật. Đinh công tử khinh thường liếc nhìn Diệp Phà, trên mặt đầy vẻ xem thường đồ nhà quê. Tuy nhiên tiểu tử này trong nháy mắt đã biến đổi sắc mặt, cười nói với Trang Hồng Ngọc đứng bên cạnh Diệp Phàm. Trang cô nương, hoan nghênh đến Bảo Đức Lai đại tửu điếm làm khách, tôi tên là Đinh Xuân Thu, là thiếu gia của tửu điếm này. Đây là thẻ khách quý của tửu điếm tôi, có rảnh rỗi hoan nghênh cô quang lâm tới đây. Cô có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Đinh Xuân Thu cười, rút từ trong ví một chiếc thẻ khách quý bằng bạc đưa tới, đồng chí Diệp Phàm, người ta tự nhiên không nhìn thấy. Diệp Phàm mỉm cười không nói, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, còn tên là Đinh Xuân Thu, lẽ nào thật sự là tinh tú lão quái trong Thiên Long Bát Bộ đích chuyển thế sao? Thật xin lỗi Đinh tiên sinh, cảm ơn hảo ý của anh, tôi không thể nhận thứ này được. Trang Hồng Ngọc cũng không bị mê hoặc, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, lịch sự từ chối. Chương 534, nghèo rất mồng tơi cũng ra ngoài đập người. Trang cô nương, có thể cô không biết, nhưng chiếc thẻ bạc này của bổn tiệm bất cứ lúc nào cũng được giảm giá 9%, hơn nữa hưởng thụ đặt trước, trung tâm tắm rửa phục vụ miễn phí, được bổn tiệm đặc biệt phát cho những khách hàng cao cấp có chi phí thường xuyên đạt 50 vạn. Đinh Xuân Thu mỉm cười đắc ý, cảm thấy chỉ cần mình giải thích rõ, Trang muội tử đến từ đại lục này nhất định sẽ thất kinh, sau đó xấu hổ nhận lấy món quà hậu hĩnh mình ban cho. Thật xin lỗi, tửu điếm các anh quá sang trọng, tôi chỉ là một cô gái nông thôn. Chi phí không nổi. Trang Hồng Ngọc khách khí kiên quyết cự tuyệt, không đưa tay, đương nhiên cũng không cần, hơn nữa trong giọng nói ngầm có ý châm chọc. Thái độ của Trang Hồng Ngọc làm cho Đinh Xuân Thu cảm thấy mất thể diện, chiếc thẻ bạc gắp trên tay không thu về được, trên mặt nhất thời có chút âm trầm. Thái Y Tuyết lạnh nhạt, ở bên cạnh xem náo nhiệt không lên tiếng, có lẽ cũng có chút phản cảm với phong cách nhà giàu của Đinh Xuân Thu, chuyện gì cũng ra vẻ giàu có ép người. Tề Thiên thấy Đinh đại thiếu gia ra đối đãi với Diệp Phàm khác biệt, sớm đã có chút tức giận, đang muốn phát hỏa, chẳng qua bị Diệp Phàm ngầm trừng mắt không cho phép. Chuyện nhỏ không nhìn sẽ làm loạn mưu lớn, Diệp Phàm cũng không muốn trước khi hợp đồng chuyển nhượng còn chưa ký chọc ra chuyện gì, bởi vì xem tình thế quan hệ Đinh gia và Thái gia hình như rất tốt, chọc giận Đinh đại thiếu gia ra có lẽ sẽ gián tiếp đắc tội với Thái gia, chuyện này quan hệ đến mấy ngàn vạn đầu tư. Hơn nữa cũng quan hệ đến cuộc sống của hơn ngàn hộ công nhân viên chức ngư dương, so với một chút thiệt thòi mà mình phải chịu, thiệt thòi của mình thật sự không là gì. Thái Kỳ vừa nhìn vội vàng cười giảng hòa nói. Trang cô nương, có thể cô không biết, vị Đinh đại thiếu gia gia này là đại công tử của chủ tịch Đinh Thiên Nhai tập đoàn Bảo Đức Lai Hồng Kông, gia sản của họ đạt tới 6 tỷ. Tài sản của tập đoàn vượt qua 15 tỷ, cho dù ở thiên đường thế gian Hồng Kông này. Đinh đại thiếu gia gia nổi danh như cồn, người ta gọi là Ngọc Điệp đại thiếu. Đại tửu điếm Bảo Đức Lai này chính là một công ty trực thuộc của công ty tập đoàn mà thôi, do Đinh đại thiếu gia gia chịu trách nhiệm. Ngọc Điệp đại thiếu, người cũng như tên, Phí Vũ Vân của Ngư Dương người ta gọi là Ngọc Diện Lang Quân, nghe nói những cô nương bị y trà đạp không đủ một tiểu đoàn chí ít cũng bằng một đại đội tăng cường. Nơi này lại thoát ra một Ngọc Điệp đại thiếu, đương nhiên. Ngọc Diện Lang Quân Phí Vũ Vân so với Ngọc Điệp đại thiếu Đinh Xuân Thu chỉ có thể xem là một thứ nhỏ, gia sản ngàn vạn không thể so sánh với mấy tỷ.
Tuy nhiên hai kẻ này đoán chừng cũng không phải là dạng gì tốt đẹp, nhìn cặp mắt háo sắc cứ trượt trên người Trang Hồng Ngọc cũng biết không phải là người tốt. Diệp Phàm cười nhạt, tạm thời không lên tiếng, cũng muốn nhìn xem cô gái cao ngạo Trang Hồng Ngọc xử lý chuyện này như thế nào, nhanh chóng tiếp cận hay là dũng cảm cự tuyệt. Thật xin lỗi Đinh công tử, tôi thật sự không thể nhận được, xin anh thu lại. Trang Hồng Ngọc cự tuyệt lần nữa, quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, có lẽ hy vọng hắn ra mặt giải quyết. Hừ, Đinh Xuân Thu có vẻ tức giận. Ha ha ha, Đinh công tử, nói thật, tôi nghĩ nguyên nhân Trang cô nương không nhận chủ yếu là vì có nhận cũng không có tác dụng gì. Anh thử nghĩ xem, chúng tôi công tác một huyện nhỏ như Ngư Dương tiền lương một tháng hơn 300 đồng, lấy cái thẻ này làm gì? Nếu chơi bài xì phé thì hơi cứng và nhỏ, cho trẻ con làm đồ chơi còn hợp hơn, ha ha ha. Lời nói của Diệp Phàm có vẻ có lý, kỳ thực ám chỉ là một món đồ chơi của con nít mà thôi. Đinh Xuân Thu làm sao không hiểu, mặt thoáng chốc sầm xuống. Trang Hồng Ngọc và Tề Thiên thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, nhưng lại không dám, nín nhịn rất là khó chịu. Được rồi, vùng khỉ ho cò gáy đại lục đúng là nghèo, đúng là chơi không nổi, tôi lấy về cho trẻ con chơi vậy. Trên mặt Đinh Xuân Thu chợt lóe vẻ âm độc, mỉm cười thu lại chiếc thẻ bạc. Ha ha, đại lục mặc dù nghèo nhưng người có chí khí, không phải sang năm Hồng Kông sẽ trở lại đại lục rồi sao? Người nghèo quản người giàu, còn không phải chúng tôi quản. Hừ, Tề Thiên rốt cục không nhịn được, hừ mũi nói. Anh là người nào, nghèo rất mồng tơi cũng ra ngoài tỏ vẻ. Đinh Xuân Thu nổi giận, lạnh lùng nói với Tề Thiên. Tôi không phải là người nào, chỉ là một tên lính quèn của đại lục, gọi tôi Tề Thiên là được. Tề Thiên vẫn cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, tướng mạo xem ra còn muốn cuồng hơn Đinh Đại Thiếu ra ra. Được rồi, mọi người uống rượu, tiếp tục tán gẫu không được sao? Thái Y Tuyết mỉm cười, xem ra xem cảnh náo nhiệt cũng đủ rồi, nếu không ra mặt sẽ diễn biến thành Tề Thiên Đại Thánh cuồng ẩu Ngọc Điệp Đại Thiếu. Lai lịch của Tề Thiên, Thái gia đương nhiên biết rõ, Đinh Đại Thiếu gia muốn đấu với Y còn hơi non. Tề gia ở Hoa Hạ là gia tộc nổi tiếng, tài phú không sánh bằng Đinh gia, nhưng người ta có thế lực, nếu sau này Hồng Kông thật sự trở về đại lục, Tề gia muốn chơi Đinh gia một vố hoàn toàn có thể làm Đinh gia tuyệt sát. Hừ! Hôm nay nể mặt chị Thái, đừng không có bản lĩnh cả ngày kêu la, bẻ mép cũng vô dụng, đàn ông thì phải lấy công phu ra so tài, tốt mã chỉ là rẻ rách, có ích lợi gì. Đinh Đại Thiếu gia ra cười âm độc nói, chế giễu Tề Thiên là loại vô dụng. Lời này lập tức chọc giận Tề Thiên, y cũng sắc bén nói. Hừ, chí khí cũng không phải là nhỏ. Ha ha ha, được rồi Tề Thiên, người ta là người giàu có gia sản mấy tỷ. Trong nhà cậu có gì? Lão tử nhà cậu không phải là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc sao? Ông cậu không phải là một tiểu đầu mục trong quân ủy Hoa Hạ chúng ta sao? Bá phụ cậu không phải là một ủy viên trung ương sao? Có gì chứ, bọn họ có thể to hơn tiền sao? Diệp Phàm quăng ra một hơi, thiếu chút nữa làm Đinh Đại Thiếu gia chết nghẹn. Y hoảng sợ nhìn chằm chằm Tề Thiên, mặt đã trướng thành màu gan heo. Chỉ cần hai chữ ủy viên tung ra đã rất ghim người, đằng này lại còn ủy viên quân ủy cộng thêm ủy viên trung ương, khiến người nghe thấy cũng cảm thấy lạnh người. Thật ra Diệp Phàm chỉ bốc phét, hắn căn bản không biết chuyện nhà Tề Thiên, chỉ nghe nói ông nội Tề Thiên trước kia ở trong quân đội, còn là thượng tướng. Có lẽ bây giờ không phải nhậm chức trong quân ủy thì cũng đã về hưu, còn ủy viên trung ương lại càng là Diệp Phàm bịa đặt ra, không nghĩ rằng trò này lại có hiệu quả, thoáng cái đã hù dọa được Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu tuy nói là người Hồng Kông, nhưng thường xuyên chạy sang đại lục, những bí thư huyện hay thành phố ở trước mặt y cảm giác đều là tiểu quan, nhưng phân lượng danh hiệu phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc hắn biết rất rõ. Bởi vì tập đoàn Bảo Đức Lai Hồng Kông có 6 thành đều là làm ăn ở đại lục, biết rõ uy lực của phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy đại lục. Phía sau lại có hai ủy viên thì càng kinh người, Đinh Đại Thiếu gia không khiếp sợ cũng không được, y quay đầu nhìn lướt qua hai chị em Thái gia. Thấy hai người này đồng thời gật đầu, sau khi chứng thực Tề gia thật sự có loại nhân vật cấp đại lão chống đỡ, phó chủ tịch huyện họ Diệp cũng không phải nói khoác, người này lập tức thay đổi thái độ. Y cười nói, tốt lắm, các vị đều là khách quý của bổn điếm, khách hàng là thượng đế, mời ngồi, bữa ăn tối nay này tôi làm chủ, mọi người cứ uống thoải mái. Thật ra Diệp Phàm đã đoán đúng rồi, ông nội Tề Thiên đã về hưu, nhưng người ta đã nhậm chức quân ủy trước khi về hưu.
đương nhiên nhân mạch gì đó cũng rất dọa người. Còn bá phụ của Tề Thiên thật sự là chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, cũng mới ngồi lên cách đây không lâu, là ủy viên dự khuyết trung ương, năm 1995 bầu cử phụ ủy viên dự khuyết trung ương để bổ sung, còn chưa trở thành ủy viên chính thức. Chị em Thái gia cũng gật đầu cho qua, dù sao đều là ủy viên, quan tâm gì là dự khuyết hay chính thức. Thật ra thì ủy viên dự khuyết trung ương cũng khá nhiều, năm 95 là hơn 100 người, muốn trở thành ủy viên dự khuyết thì phải dựa vào có bao nhiêu phiếu do Đại hội đại biểu nhân dân cả nước tuyển cử bầu ra. Ủy viên dự khuyết cục chính trị trung ương lại bước lên một bậc thang mới, trên điều lệ chỉ có ưu tiên quyền lực trở thành ủy viên cục chính trị trung ương, nói cách khác nếu như ủy viên cục chính trị trong nhiệm kỳ đánh mất chức vụ chết, từ chức, bị khai trừ ủy viên dự khuyết cục chính trị có thể theo như tuần tự thay thế bổ sung. Trong nhiệm kỳ mới, ủy viên dự khuyết cục chính trị cũng có thể so sánh với những ủy viên ủy ban trung ương bình thường khác, tiến một bước trở thành ủy viên cục chính trị trung ương. Ủy viên dự khuyết ủy ban trung ương, thường gọi là ủy viên dự khuyết trung ương. Căn cứ vào quy định điều lệ đảng, ủy viên ủy ban trung ương và ủy viên dự khuyết phải có 5 năm tuổi đảng trở lên. Bình thường do các quan lớn cấp phó ban hoặc cấp phó tỉnh dự bổ sung. Còn quan lớn cấp trưởng ban hoặc cấp trưởng tỉnh bình thường đều là ủy viên chính thức trung ương. Bữa ăn trôi qua vội vã. Buổi tối Diệp Phàm đi theo Tề Thiên đi dạo một vòng. Hắn mắng. Tiểu tử nhà cậu, chị Thái xinh đẹp như vậy, làm sao cậu nói cô ấy là dạ xoa, làm hại tôi lo lắng một trận. Không phải là chị Thái. Tề Thiên lập tức sửa chữa. Không phải là chị Thái, chẳng lẽ là em Thái, cô ấy không phải nhỏ hơn cậu chứ? Diệp Phàm nhìn Tề Thiên kỳ quái. Không phải, chuyện này, cô ấy 27 tuổi, đương nhiên là lớn hơn em, chỉ có điều em cũng thích làm anh, gọi chị có vẻ khó nghe. Tề Thiên có vẻ nhăn nhó. Ha ha ha. Diệp Phàm càn rỡ cười lớn. Cười cái gì, còn không phải là học theo anh sao, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Những thứ này, hắc hắc, bệnh chung của đàn ông. Đại lão gia đều thích làm lão đại. Tề Thiên cười hắc hắc. Đột nhiên xoay mặt nói. Đại ca không phải thích người hơn tuổi chứ, anh nhìn em, anh mới bao nhiêu tuổi, chúng ta đều gọi anh là đại ca, từ mi anh dẫn theo, em gái Mị Nhi, không phải đều gọi anh là đại ca sao, ha ha ha. Tiểu tử cậu, muốn bố trí tôi có phải không, có phải cần ăn đòn hay không? Diệp Phàm cười mắng, thầm nghĩ Tề Thiên nói chúng, mình hình như có thích làm đại ca từ trong xương cốt, thấy người nào cũng muốn người ta gọi mình Diệp ca. Thật là một tật xấu, xem ra nhất thời muốn thay đổi cũng không được. Tư Mỹ gì, còn cả Mỹ Nhi muội, xem ra chủ nhiệm Diệp là một mầm mống phong lưu, mới bao tuổi, lại đeo theo nhiều muội muội như vậy, hừ. Đêm hôm đó điên cuồng như vậy, chẳng lẽ là cố ý, hình như chủ nhiệm Diệp cũng không giống con quỷ háo sắc, chẳng lẽ thật sự là sắc lang. Trang Hồng Ngọc ở bên cạnh dựng đứng lỗ tai nghe hết toàn bộ, âm thầm oán hận Diệp Phàm. Không lâu trở lại tửu điếm. Chương 535, rắn hổ mang tiến vào phòng tắm. Tề Thiên cười tự đắc, tự cho là mình đoán đúng. Trước khi đi còn len lén liếc nhìn Trang Hồng Ngọc, bóng gió ghé sát bên tai Diệp Phàm thì thầm. Chúc mừng đại ca, Trang cô nương có lẽ còn là một cô gái trong trắng, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ấy, đại ca phải rộng lượng một chút, đừng tàn đời tối nay, thương hương tiếc ngọc là bản chất của đàn ông chúng ta. Em cứ thắc mắc đại ca làm sao cứ thích lăn lộn quan trường chính quyền. Hóa ra chỗ tốt cũng không ít. Trên danh nghĩa là việc chung, trên thực tế là dẫn cấp dưới ra ngoài, còn du lịch miễn phí, không. Nên nói là du lịch kiểu ăn chặn, song túc song tê, thật là vui sướng. Cha cha, hâm mộ, ha ha. Diệp Phàm vừa định đưa tay ra gõ tiểu tử này một cái nhưng gã đã sớm cười dâm đãng bỏ chạy. Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm cũng nhộn nhạo, len lén liếc nhìn Trang Hồng Ngọc, bất ngờ phát hiện Trang Hồng Ngọc cũng đang nhìn mình chằm chằm. Hơn nữa mặt cũng hơi nổi giận, có lẽ cũng có chỗ suy nghĩ, lúng túng, nhún vai cười nói. Trang cô nương chạy cả ngày, cũng mệt mỏi về nghỉ ngơi đi. Ừ, Trang Hồng Ngọc nhẹ giọng gật đầu. Sau khi trở lại phòng hai người đều có vẻ không được tự nhiên, bởi vì đây là một căn phòng có hai phòng ngủ, một phòng khách, ban đầu ý tứ của Tề Thiên là đặt một căn phòng như vậy để Diệp Phàm tán chuyện đến sáng mai, một phòng khác để lại cho y. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Trang Hồng Ngọc tạm thay đổi chủ ý ban đầu, vội vàng nhường căn phòng này lại Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng. Tiểu tử này, đặt phòng gì vậy, phòng thế này thật đúng là có chút mập mờ.
Hơn nữa tồi tệ hơn phát hiện phòng vệ sinh trong phòng này chỉ có một phòng, chứ không phải hai phòng. Diệp Phàm trợn tròn mắt, cười ha ha nói. Trang cô nương, cô tắm rửa trước đi. Hắn vừa nói ra miệng, cảm giác hình như có ẩn ý, cái gì mà kêu cô tắm rửa trước đi, nói vậy là có ý gì, cho nên nhất thời ngây người khẽ liếc nhìn Trang Hồng Ngọc, phát hiện khuôn mặt cô ta cũng hơi ửng đỏ. Đầu thoáng cái cúi xuống, ừ một tiếng đi vào phòng mình, đóng cửa lại. Mẹ kiếp, đúng là mất mặt, người ta sẽ nhìn lão tử thế nào đây, lão tử là quân tử chân chính, không phải là sắc lang. Diệp Phàm thầm mắng một câu, cảm giác rất uất ức. Vì muốn Trang Hồng Ngọc có cơ hội thoải mái nên Diệp Phàm bước vào phòng mình, nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy ào ào, trong lòng Diệp Phàm thoáng rộn ràng, nằm trên giường tưởng tượng ra thân hình của Trang Hồng Ngọc sau đó là một loại trạng thái gì đó. Khi hắn đang hăng say tưởng tượng, từ trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến tiếng la đè nén của Trang Hồng Ngọc, Diệp Phàm vội vàng nhảy xuống giường xông ra ngoài, khi đang định đẩy cửa vào thì đột nhiên dừng bước. Diệp Phàm thầm nghĩ, quái, trước kia Đinh Hương muội cũng kêu lên như vậy, lẽ nào Trang Hồng Ngọc cũng thấy chuột, không thể nào, phòng ốc của đập chứa nước núi Bà La là tòa nhà 3 tầng, chuột có thể theo đường ống thoát nước leo lên là bình thường. Khách sạn Bảo Đức Lai có 10 mấy tầng cao, hiện tại mình đang ở trên tầng 26, làm sao có thể để chuột bò lên được, trừ phi con chuột này có cánh. Lẽ nào Trang Hồng Ngọc đang khảo nghiệm mình, cố ý làm vậy, hình như không phải. Cô gái này cao ngạo như thế, cho dù muốn làm vậy cũng không tốn công phu. Tâm tư đó không có khả năng. Tạ Đoan tốn lực như vậy cuối cùng không phải công dã tràng. Nếu như lão tử cứ thế xông vào, cô ta không phải không mặc gì sao? Khi hắn đang do dự lại truyền tới tiếng hét run rẩy của Trang Hồng Ngọc. Diệp, chủ nhiệm Diệp, .ans đang nghĩ gì vậy? Vào, vào đi cứu. Hỏng bét, xem ra cô ta gặp chuyện thật. Có lẽ bệnh cũ gì đó của cô ta tái phát cũng không chừng. Nếu Trang cô nương cho mời anh chàng này cũng không làm kiêu, đẩy cửa xông vào, khi còn chưa kịp bận tâm đến tình cảnh hương diễm đã lạnh sống lưng. Trang Hồng Ngọc vừa thấy Diệp Phàm đi vào, thần kinh vốn đã tan vỡ lúc này hoàn toàn sụp đổ, thoáng cái ngã xuống đất, Diệp Phàm vừa thấy, vội vàng tiện tay nhấc người lên ôm vào trong ngực. Tuy nhiên giờ phút này hắn căn bản không còn tâm trạng liếc nhìn tình trạng của Trang Hồng Ngọc. Bởi vì đối diện với hắn có một con trường xà đang muốn lấy mạng người. Con rắn này lớn bằng cánh tay trẻ con, dài khoảng 3 mét, lúc này đang dùng cái đuôi của nó quấn lên chiếc khăn lông trên bồn tắm, lưỡi phun phì phì, phát ra tiếng xa xa rất nhỏ, thật sự dọa người. Rắn hổ mang vua, mẹ kiếp, lại là loại độc nhất này. Diệp Phàm thầm nghĩ một tiếng không tốt. Bởi vì cái cổ của con rắn này bành rộng, giống như nửa chiếc quạt, bình thường mà nói. Đặc trưng rõ ràng nhất của rắn hổ mang là cái cổ, xương sườn ở cổ có thể hướng ra ngoài xòe ra đe dọa đối thủ. Bởi vì cổ mở rộng, trên lưng hiện ra đốm hắc bạch, nhìn như hoa văn của hổ, cho nên mới gọi là rắn hổ mang. Diệp Phàm liếc mắt đã nhìn ra, bởi vì trước kia khi sư phụ luyện hắn đã từng bắt được, chẳng qua không có to và dài như vậy. Nghe nói loại này thích sống một mình, có chút xu thế lão đại. Ban ngày ra ngoài vồ mồi. Ban đêm giấu mình trong núi đá hoặc hốc cây để nghỉ ngơi. Nó không chỉ vô cùng hung mãnh, dựa vào nọc độc phun ra hoặc bổ nhào cắn con mồi thu hoạch thức ăn, hơn nữa cũng là loại rắn độc nhất trên thế giới lớn. Cho nên tiếng nổi như cồn, vì nó ngoài vồ chuột, thằn lằn, đồng thời còn vồ cả rắn, bao gồm cả các loại rắn có độc như rắn cạp nong, rắn hổ mang, đồng thời cắn nuốt cả đồng bạn, từ đó có thể thấy được tính đáng sợ của loại động vật này, căn bản không có chút thú tính nào. Diệp Phàm đương nhiên cũng hơi căng thẳng, bởi vì cái thằng chó này có thể phun ra nọc độc cách vài mét, phòng vệ sinh hẹp như thế muốn tránh được cũng khó, huống hồ còn đang ôm một người trong ngực, lúc này cảm giác trong ngực người run rẩy gay gắt, cặp nhũ phong cao nhọn liên tục run rẩy trong ngực mình, cảm giác Trang Hồng Ngọc lúc này đã nửa tỉnh nửa mê. Người và rắn rằng co như vậy. Rắn hổ mang chúa tuyệt đối không sợ người, ngẩng cao cổ như trêu chọc, cái cổ mở rộng hết cỡ. Đầu lưỡi cũng kéo dài ra phát ra tiếng xa xa càng vang dội. Thỉnh thoảng còn có thể hé miệng đập đập làm ra tư thế công kích, đám răng độc tùm dưới đôi mắt ưng của Diệp Phàm như rõ mồn một trước mắt, tựa hồ như ngửi thấy mùi hôi thối phía trên. Mẹ kiếp, con rắn này rốt cuộc từ đâu mà đến, hình như được đặc biệt luyện qua, không hề sợ người. Động tác tiêu sái như vậy, thật giống như đang đùa giỡn lão tử. Hừ,
đợi lát nữa lão tử nhất định phải lột da ra gân nấu một nồi canh súp rắn mới được. Diệp Phàm thầm hừ một tiếng, quyết định xuất thủ. Diệp Phàm nhân lúc con rắn đang khoe khoang răng nanh, cổ tay xoay chuyển, hai cây tiểu lý đao chợt lóe phóng tới, một tay tắt điện, phòng vệ sinh nhất thời tối đen, chẳng qua Diệp Phàm có đôi mắt ưng nên hắn không sợ. Một tiếng bốp vang lên, đánh vào phía đầu của con rắn bị tiểu lý đao lướt qua đập vào vách tường phát ra một tiếng phịch. Đây là Diệp Phàm cố ý, không dùng mũi đao ghim nó, mà là lợi dụng thủ pháp phi đao dùng đao cắt ngang. Con rắn bị đập vào, cảm giác rất đau, đang muốn há miệng phun chất độc. Chẳng qua Diệp Phàm là cao thủ thất đoạn làm sao chịu để cho một con động vật máu lạnh âm mưu được như ý, tiện tay cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh chụp xuống, nhất thời khiến con rắn mê man. Bên này sử xuất gia thuật khinh thân, nhẹ nhàng túm lấy người con rắn, trường xà đã bị Diệp Phàm nhấc lên trên tay, hắn lùi một bước quay lại đại sảnh. Đương nhiên, Trang Hồng Ngọc cũng được một cánh tay khác của hắn ôm vào trong đại sảnh. Diệp Phàm thuận tay dùng sức quăng con rắn mấy vòng. Lực tay Diệp Phàm rất lớn, có lẽ có sức mạnh ngàn cân. Hắn không chặt đứt được con rắn này xem như nó rất cường hãn rồi, tuy nhiên con rắn lúc này đã mềm oặt, không còn hung tính. Con rắn bị Diệp Phàm túm lấy quẳng vào góc phòng khách, phát hiện nó mềm oặt như không có xương, có lẽ xương cốt đã tan rã hết rồi, muốn hung hãn lần nữa cũng không được, thuần túy chỉ là một con xà vương tê liệt. Mẹ kiếp, con rắn này lại dám hù dọa cô gái bảo bối của lão tử. Nhất định phải lột ra rút gân nó, ta nhổ vào, mất hứng. Diệp Phàm tàn ác mắng một câu, cúi đầu nhìn lại, nhất thời ngơ ngẩn cả người. Trong lòng hắn kêu lên. Mẹ kiếp, sao lại lộ ra hết thế này? Trang Hồng Ngọc toàn thân lõa thể trơn mượt thơm phức vì đang xoa xà phòng tắm nên núi cao thâm cốc nhìn một cái không sót gì. Hai viên bi màu đỏ trên nhũ phong đang khiêu vũ vì hoảng sợ, cặp chân thon dài khép chặt, vùng cỏ thơm rất dày. Có mấy cây cỏ không cam lòng nhô lên. Diệp Phàm chạy đến ôm tấm ga trải giường che kín. Miệng liên dục lầm rầm. Mình không phải cố ý, không thể trách mình, tình thế bắt buộc a. Diệp Phàm duỗi ngón tay điểm vào mấy huyệt vị của Trang Hồng Ngọc. A! Một tiếng thét chói tai, Trang Hồng Ngọc rốt cục đã tỉnh, dương mắt phát hiện Diệp Phàm đang đứng trước mặt mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng, nhìn quanh bốn phía, run rẩy hỏi. Con rắn kia đâu? Trong phòng khách, chẳng qua nó mệt dã rời, để cho chúng ta nấu canh súp rắn ăn, ăn nó đi, lại có thể dám chạy đến đất của chúng ta mà dương oai. Diệp Phàm mỉm cười ôn hòa, có điểm giống như con sói xám. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Trang Hồng Ngọc vừa nói, đột nhiên nhớ ra gì đó, cúi đầu nhìn xuống, lại động thủ sờ sờ trên người mình. Ây 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 ây. Một tiếng hét lại vang lên, ngay cả cổ cũng đỏ ửng, giận dữ nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Kêu lên. Anh, sao anh làm như vậy? Tôi, không làm gì cả. Diệp Phàm vội vàng giải thích, thầm nghĩ. Có loại con gái như vậy sao? Lão tử vừa mới liều mạng cứu cô, lập tức đã trở mặt, trên đời này còn ai dám làm anh hùng, không thèm liếc nhìn cô một cái, cũng là chuyện gấp bắt buộc. Tuy nhiên thân thể kia đúng là mê hồn muốn chết. Hừ, không có gì, vừa rồi tôi không phải. Trang Hồng Ngọc mặt đỏ bừng. Nói được nửa câu thì không nói nữa, hung dữ như một con cọp xuống núi, hung hăng nhìn Diệp Phàm. Chương 536, phản đòn. Chuyện đó, vừa rồi tôi rằng co với con rắn, không phát hiện gì hết, nhét cô vào trong chăn rồi. Cô nghỉ ngơi một lát, ổn định tâm tình, mặc quần áo vào, chúng ta cùng nhau giết rắn nấu súp. Diệp Phàm mỉm cười muốn chuồn đi. Còn nói không có gì, anh biết tôi không mặc. Trang Hồng Ngọc bật thốt lên. Tuy nhiên hai chữ quần áo cũng không cách nào thoát ra khỏi miệng. Ha ha, không còn cách nào, tại cô gọi tôi đi vào, không phải tôi cố ý nhìn, lúc ấy trong lúc bối rối cũng không nhìn thấy cái gì, đen thui. Diệp Phàm cảm giác mồm miệng có vẻ mất linh, nói chuyện giống như có chút cà lăm. Đen thui, khốn kiếp, anh cút cho tôi. Trang Hồng Ngọc nổi giận, đưa tay túm lấy gối đập về hướng Diệp Phàm. Cô ta thầm nghĩ. Tôi bị anh nhìn thấy hết rồi còn nói không có gì. Đen thui, chỗ nào đen thui? Đó chính là chỗ thần bí nhất của tôi, lại có thể bị tên khốn này. Tôi cút, Diệp Phàm vội vàng thừa cơ lẻn đi. Hắn ở trong sảnh lẩm bẩm. Tôi làm gì sai chứ? Lúc ấy đèn phòng vệ sinh bị tôi dùng đao tắt đi, đương nhiên phải là đen thui rồi, nếu không còn có thể có chỗ đen thui.
anh chàng này vừa lẩm bẩm đến đây trái lại chợt nhớ ra gì đó. Hắn thầm nghĩ, xong đời, chỗ đó của con gái không phải đen thui sao? Mình xong đời rồi, chỗ kia đích xác là đen thui, hơn nữa còn là chỗ dụ dỗ đàn ông phạm tội. Trang Hồng Ngọc khẳng định hiểu lầm, mình nói phòng vệ sinh đen thui, cô ta hiểu lầm thành chỗ đó của cô ta đen thui, thật mất mặt. Lão tử đường đường là một sinh viên tốt nghiệp đại học làm sao phạm phải loại sai lầm thường thức như vậy. Đen thui, đoán chừng lão tử có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Diệp Phàm hết sức đập vào cái đầu heo của mình, đánh đến nỗi đầu óc chấn vang ong ong, thật sự muốn nhảy vào nước trong cảng Victoria tắm rửa một phen mới được. Được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, vụ sự vô bổ. Diệp Phàm lẩm bẩm trợn mắt nhìn con rắn trong góc phòng, vô cùng tức giận. Bước tới nắm cái đuôi rắn lại xoay chuyển một vòng, đến khi cảm giác con rắn trong tay sắp cắt thành hai khúc mới dừng tay lại, quẳng nó vào góc phòng, phát hiện con rắn hổ mang đã sủi bọt mép. Tất cả đều do ngươi chọc ra, quỷ dị. Tại sao con rắn có thể bò lên tầng cao 20 mấy, cũng không có cánh? Chẳng lẽ tên Đinh Xuân Thu đại thiếu gia đó cố ý làm chuyện xấu? Có lẽ không phải, y chính là tổng giám đốc khách sạn này, khách hàng chính là thượng đế. Xảy ra chuyện không phải y tự chọc ra phiền toái cho mình sao? Hơn nữa nếu chuyện này truyền đi còn ai dám đến khách sạn Bảo Đức Lai này nữa? Diệp Phàm suy nghĩ một hồi vẫn cảm thấy khó hiểu. Hắn tiện tay cầm điện thoại gọi đi. Quản lý lễ tân sao? Tôi là Diệp Phàm khách trọ phòng 288. Bảo Đức Lai các anh làm ăn kiểu gì vậy? Trong phòng hạng sang lại có thể xuất hiện một con rắn hổ mang dài đến 25 mét. Một nữ đồng chí bên tôi đã bị hù dọa đến ngất xỉu, mau kêu người xử lý cho lão tử, nếu không tôi lập tức báo cảnh sát. Giọng điệu của Diệp Phàm tương đối gay gắt, giống lớn, quăng điện thoại rầm một cái. Đương nhiên là đồng chí Diệp Phàm cố ý. Hắn chính là muốn tìm chuyện gây phiền toái cho Bảo Đức Lai, nếu bắt được cái đuôi của Đinh Đại Thiếu ra không phải phải túm chặt lấy đùa bỡn một hồi, nếu không cả ngày mắt chó y xem thường người khác, xem thường đại lục chúng ta nghèo rất mồng tơi. Rắn, làm sao có thể, thật xin lỗi Diệp tiên sinh. Chúng tôi lập tức tới ngay. Quản lý đại sảnh tên là Đinh Thiên Nhai, vừa nghe nói trên tầng 28 phát hiện ra rắn. Hơn nữa còn là rắn hổ mang cực độc, nhất thời choáng váng, ngây người vài giây mới kịp phản ứng, liên tục xin lỗi. Bên này lập tức thu xếp người theo mình xông lên. Người này vừa chạy về hướng thang máy vừa gọi, nói. Đinh thiếu gia. Bên trong phòng 288 của khách sạn, khách trọ Diệp Phàm tiên sinh nói là phát hiện rắn hổ mang, dọa cô gái đi cùng với ông ấy ngất xỉu, có cần gọi xe cứu thương hay không? Khách trọ uy hiếp bảo là muốn báo cảnh sát, xử lý thế nào đây? Anh lập tức tới đó điều tra rõ tình huống, lập tức báo cáo cho tôi, tuyệt đối không thể để cho hắn báo cảnh sát, nếu không tửu điếm chúng ta chỉ có thể đóng cửa. Tôi lập tức tới ngay. Ninh Xuân Thu đang ôm một cô gái chuẩn bị phát tiết. Đồ vật còn chưa chạy ra ngoài, đang thời khắc mấu chốt, tửu điếm lại xảy ra chuyện. Hơn nữa nghe nói chính là phó chủ tịch huyện nghèo tới đại lục làm cho mình bối rối đang kiếm chuyện, hình như còn nói muốn báo cảnh sát, thằng nhãi này chở mình vội vàng bỏ dậy. Y vừa mặc quần áo vừa muốn nói. Không có chuyện trùng hợp như thế chứ. Tầng 28 sao lại có rắn hổ mang bò lên, con rắn kia chẳng lẽ mọc cánh bay lên. Lẽ nào tiểu tử họ Diệp đó muốn trả thù? Cố ý lấy con rắn ra tổn hại danh dự tửu điếm, dụng tâm thật độc ác. Tuy nhiên hình như không thể nào, tiểu tử này nghe nói tới Hồng Kông nói chuyện làm ăn với thái gia, làm sao dám dây cả dây muống. Hơn nữa phó chủ tịch huyện một nơi nghèo của đại lục có thể gây chuyện gì với tửu điếm lớn như chúng ta, lẽ nào không sợ lão tử. Khi quản lý đại sảnh đang chạy về hướng thang máy, Trang Hồng Ngọc cũng là từ trong phòng xông ra ngoài. Trong tay nắm lấy con dao găm uy hiếp Diệp Phàm trước kia, nhè răng nhếch miệng kêu lên. Rắn ở đâu? Ở đây. Diệp Phàm ngây người sửng sốt, dùng ngón tay chỉ vào con rắn nằm trong góc phòng thầm nghĩ. Cô gái này, thật là đáng sợ, dọa lão tử hết hồn, còn tưởng cô ta cầm dao giết người. Trong lúc Diệp Phàm đang âm thầm kỳ quái, chỗ góc phòng vang lên thanh âm chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời trái tim run rẩy, tựa hồ muốn chạy trốn. Trong lòng hắn hô lên. Quá độc ác, quá thảm. Lão huynh rắn hổ mang lại bị Trang Hồng Ngọc cầm dao găm chém như chém dưa chuột, thậm chí có thể nói là điên cuồng đâm chém. Trang Hồng Ngọc vừa chém, đầu tóc rối loạn như con ma, bởi vì là nửa ngồi, cho nên bộ ngực trái lại hướng về phía Diệp Phàm, theo từng động tác,
cặp núi đôi trước ngực từ trong chiếc áo ngủ rộng rãi thỉnh thoảng ló đầu ra, thỉnh thoảng lại rơi xuống, cặp nhũ hoa đung đưa trước mặt Diệp Phàm, hơn nữa cô ta còn hô lên liên tiếp. Chém chết ngươi, chém tàn ngươi. Trái tim anh chàng cũng run sợ, Xà lão huynh đã sớm thê thảm không nỡ nhìn, chặt thành 8 miếng. Không, không ngừng 8 ở 8 miếng, máu chảy đầm đìa, thịt vụn nát bấy, làm cho khắp người Trang Hồng Ngọc đều là máu. Thanh dao găm đó nghe nói là một người chú làm lính đưa cho Trang Hồng Ngọc, đúng là sắc bén. Lúc này Trang Hồng Ngọc hoàn toàn không sợ con rắn hổ mang, không tới mấy giây, con rắn kia đã thất linh bát lạc trong tay nữ nhân điên cuồng, cho nên Diệp Phàm mới sợ hãi như vậy. Hắn thầm nghĩ, lòng dạ đàn bà độc ác, có lẽ chính là tình huống như vậy. Thật là đáng sợ, nữ nhân này, tốt nhất không chọc vào là tốt hơn, nếu không thanh đao đó cũng dành cho mình. Quản lý đại sảnh Đinh Thiên Nhai cùng mấy người an ninh vừa mở cửa nhất thời đã ngây người, lúc này Trang Hồng Ngọc người đầy người máu rắn cũng cảm thấy mệt mỏi, đứng lên làm cho Đinh Thiên Nhai và mấy người an ninh sợ hãi theo phản xạ có điều kiện lùi về phía sau một bước. Tiểu thư, cô không sao chớ? Đinh Thiên Nhai run sợ hỏi, không dám tới gần, chỉ sợ Trang Hồng Ngọc bị con rắn hù dọa hồ đồ, chém mình một đao thì xong đời. Diệp Phàm biết mình nên ra tay. Trong lòng đoán chừng Trang Hồng Ngọc cũng phát tiết đủ rồi, đứng lên đi tới bên cạnh Trang Hồng Ngọc, nhẹ nhàng túm lấy con dao trong tay cô ta, nhẹ nhàng vỗ lên vai an ủi. Không có chuyện gì rồi Hồng Ngọc, đi tắm rửa, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ, Trang Hồng Ngọc rất là quái dị, lúc này đặc biệt ngoan ngoãn, trả lời một tiếng trở về phòng lấy quần áo. Quản lý Đinh, người cũng thấy đấy, người bạn của tôi bị hù dọa đến ngất xỉu, cô ấy mới tỉnh dậy. Đầu óc không biết có phải bị dọa đến có gì không? Diệp Phàm nghiêm túc nói. Diệp tiên sinh, mời ngài kể lại tình huống lúc ấy. Đinh Thiên Nhai nói. Là như vậy, Trang cô nương đang tắm. Diệp Phàm kể lại tình huống lúc đó. Kỳ quái, Diệp tiên sinh, nơi này là tầng 28, rắn làm sao bò lên được, lẽ nào nó biết bay? Đinh Thiên Nhai vừa nói, vừa quái dị liếc nhìn Diệp Phàm. Rõ ràng không tin chuyện hoang đường như vậy có thể phát sinh. Quản lý Đinh Anh nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ anh nghi ngờ chúng tôi tự mình mang vào sao? Diệp Phàm cười lạnh nói. Chuyện này, khi quản lý Đinh còn đang ấp úng đột nhiên phía sau truyền tới tiếng cười lạnh của Đinh Xuân Thu. Chuyện đó chỉ có các ngài hiểu, tầng 28 của tửu điếm, làm sao rắn có thể bò tới chỗ các ngài được? Đinh công tử, anh nói vậy là có ý gì? Diệp Phàm cũng nổi giận, Đinh Xuân Thu lại có thể nghi ngờ mình ra tay hãm hại, có lẽ tiểu tử này muốn từ chối trách nhiệm, cố ý hãm hại mình cũng không chừng. Có ý gì, chuyện này không phải là rõ ràng rồi sao? Khách đại lục, muốn kiếm ít tiền thì nói với Đinh Xuân Thu này một tiếng là được rồi, tôi hoàn toàn có thể đưa cho 1.000 gì đấy, cần gì phải sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, tiếc cho ngài còn là một phó chủ tịch huyện, thật là bôi nhọ hình tượng chính quyền đại lục. Đinh Xuân Thu cũng không kiêng nể, trực tiếp hát chậu nước bẩn lên người Diệp Phàm. Ha ha, nếu ông chủ Đinh đã nói như vậy, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là báo cảnh sát, chuyện thiệt giả tôi tin tưởng cảnh sát Hồng Kông có thể điều tra được. Diệp Phàm cầm điện thoại lên gọi đi. Xin cứ tự nhiên. Đinh Xuân Thu lạnh giọng cười nói. Tề Thiên, cậu kiểm tra tửu điếm Bảo Đức Lai thuộc cục cảnh sát nào quản lý cho tôi, báo cảnh sát cho tôi. Diệp Phàm nói. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy, còn muốn báo cảnh sát? Tề Thiên lồm cồm từ trên giường bò dậy hỏi. Hừ, đường đường trong tửu điếm hạng sang lại có thể phát hiện rắn hổ mang, Trang cô nương thiếu chút nữa bị rắn cắn chúng. Chúng tôi yêu cầu Tổng Giám Đốc Đinh xử lý, y quật ngược lại, nói chúng tôi tự mang rắn vào muốn lừa gạt kiếm tiền gì đó, thật không ra gì nữa. Diệp Phàm tức giận nói. Mẹ kiếp, y không muốn sống nữa sao, dám nói xấu đại ca. Em lập tức báo cảnh sát, tới ngay lập tức. Tề Thiên quát, từ trên giường bắn xuống. Mấy phút sau, có 3 cảnh sát tới. Cấp bậc gì Diệp Phàm cũng không rõ. Đinh Xuân Thu đã sớm cười nghênh đón, kêu lên. Thanh tra Trần, sao ngài tới đây? Tôi nhận được tin báo, Tổng Giám Đốc Đinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh tra Trần nghiêm túc hỏi. Chương 537, cảnh sát, thương nhân cấu kết. Vị khách này tên là Diệp Phàm, đến từ một huyện nghèo của đại lục, lại nói xấu trong phòng 288 của tửu điếm chúng tôi có rắn hổ mang, sau đó thật sự phát hiện ra một con, nằm ở góc phòng.
Thanh tra Trần là cảnh sát lâu năm, nên biết tửu điếm Bảo Đức Lai chúng tôi có lịch sử mấy chục năm rồi, mặc dù nói khách sạn mới này mới xây dựng cách đây không lâu, tuy nhiên từ trước đến nay luôn chúng tôi luôn chú trọng danh dự. Chưa lúc nào phát hiện có rắn. Nơi này chính là tầng 28, chẳng lẽ rắn có thể bay lên? Hơn nữa nhân viên phục vụ khách khi khách hàng ra vào đều sẽ kiểm tra cẩn thận, không thể nào xảy ra chuyện hoang đường như thế này. Đối với những khách hàng ác ý nói xấu tửu điếm chúng tôi yêu cầu phân cục cảnh sát điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho Bảo Đức Lai chúng tôi. Ninh Xuân Thu Tiên hạ thủ vi cường, sang sảng buộc tội Diệp Phàm. Hừ, Thanh tra Trần, tôi tên là Diệp Phàm, tới từ Đại Lục, đến đây bàn bạc chuyện làm ăn với tập đoàn Kim Thế Giới. Gian phòng này còn do Tổng Giám Đốc Thái của Kim Thế Giới đặt phòng, vừa rồi người bạn của tôi đang tắm thì phát hiện có con rắn hổ mang. May là lúc nhỏ tôi có học qua một số thủ thuật bắt rắn, nếu không hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Người bạn của tôi cô nương Trang Hồng Ngọc bị dọa ngất tại chỗ, hiện tại tuy nói đã tỉnh lại, nhưng cô ấy vẫn vô cùng khiếp sợ. Tôi lo lắng cô ấy bị kích động quá mạnh, nếu vì vậy tạo thành thần kinh rối loạn thì phiền toái. Tôi vốn không muốn làm to chuyện này, cũng vì nghĩ cho danh dự tửu điếm, mới vừa rồi chỉ yêu cầu tửu điếm cho một lời giải thích. Thế nhưng bọn họ ngược lại nói xấu chúng tôi, nói chúng ta mang rắn vào gì đó. Cho nên, chuyện này tôi quyết định, thỉnh cầu các ngài điều tra rõ sự thật, trả lại trong sạch cho chúng tôi, về mặt khác, yêu cầu tửu điếm bồi thường tất cả tổn thất. Nếu không, ngày mai tôi đem chuyện này báo cáo lên tòa án. Diệp Phàm bình tĩnh đem sự tình kể lại. Diệp Thiên Sinh, tôi thanh tra Trần Minh Đạo của khu vực này, như vậy đi, anh đi theo chúng tôi một chuyến. Đến cục cảnh sát viết tường thuật. Thanh tra Trần nghiêm túc nói. Tôi có thể đến viết tường thuật, tuy nhiên các ngài phải điều tra hiện trường trước mới đúng có phải không? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn thanh tra Trần chằm chằm, cảm giác người này có chút kỳ quái, sau khi tới cũng không kêu người điều tra hiện trường, hoang đường đến mức ngay cả kẻ đầu trò gây tội là con rắn kia cũng không thèm liếc mắt, trực tiếp đã muốn dẫn mình tới cục cảnh sát. Lẽ nào thanh tra họ Trần này có quan hệ gì đó với Đinh Xuân Thu? Có lẽ Bảo Đức Lai là đại tửu điếm giàu có, thanh tra Trần là chỉ huy ở đây, có lẽ cũng phải vuốt đuôi Đinh công tử, nếu không làm sao kiếm trác được gì đó. Nếu đi cùng bọn họ tới cục cảnh sát, cũng không biết sẽ bị bọn họ biến thành cái gì. Cảnh sát phần lớn đều là người có tinh thần trọng nghĩa và cảm giác sứ mạng, tuy nhiên trong số đó cũng không thiếu những kẻ tham tiền, âm độc. Bọn họ làm chuyện tàn ác còn đáng sợ hơn người bình thường. Bởi vì trong tay bọn họ có quyền lực quốc gia mà người bình thường không cách nào có được. Thăm dò hiện trường, chuyện này đương nhiên phải làm, đây là chuyện của phân cục cảnh sát chúng tôi, không có liên quan đến anh, đi thôi. Thanh tra Trần có vẻ không nhịn được, khẩu khí càng nghiêm khắc hơn. Thật xin lỗi, tôi muốn chờ các ngài thăm dò xong, hiểu rõ chân tướng sự việc rồi mới đi. Diệp Phàm chậm rãi nói, nghi ngờ cảnh sát Trần có quan hệ với Đinh Xuân Thu, ngược lại càng chấn định. Cũng muốn nhìn xem đám người này có thể đùa bỡn ra chuyện âm độc gì. Người tới từ Đại Lục thật là cao ngạo, quản cả cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông chúng ta, ha ha ha. Đinh Xuân Thu ở bên cạnh ra sức châm dầu vào lửa. Hừ, Diệp Thiên Sinh, tôi kính trọng ngài là khách nhân tới từ Đại Lục, cho nên kêu ngài tới cục viết bản tường thuật. Nếu ngài đã nhất định không chịu đi, tôi cũng không khách khí nữa. Chuyện xảy ra tối nay rõ rành rành. Con rắn chỉ có 3 cách vào căn phòng này, không phải tự động bò lên thì chính là các ngài mang đến gài tang vật hoặc là nhân viên công tác của tửu điếm cố ý thả vào phòng các ngài. Chúng ta phân tích từng trường hợp, thứ nhất, con rắn không thể bò lên được, chỗ này là chỗ nào, tầng 28, trừ phi con rắn này có cánh có thể bay lên, trường hợp này không có lý. Thứ hai, nhân viên của tửu điếm cố ý thả vào, bọn họ làm vậy có mục đích gì? Nếu chuyện này làm lớn lên cũng không phải là chuyện vinh quang gì, sẽ ảnh hưởng cực xấu đến danh tiếng của tửu điếm. Nếu như nói muốn lấy tiền vật của các ngài càng không có khả năng, không phải Trần Minh Đạo tôi nói lời khó nghe, các ngài có thể có bao nhiêu tiền cho bọn họ lừa gạt. Đại tửu điếm Bảo Đức Lai đứng vững vàng ở nơi này đã có mấy thập niên lịch sử, cho tới bây giờ danh dự đều cực kỳ tốt, năm ngoái còn được bầu là một trong những tửu điểm có uy tín nhất của Hồng Kông. Hơn nữa tài sản đạt tới mấy tỷ. Một tửu điếm lớn như vậy còn muốn ra tay với mấy vị khách nghèo hèn đến từ Đại Lục các ngài sao? Nếu bọn họ muốn lừa gạt cũng phải tìm đối tượng là các tỷ phú giàu có mới đúng, buồn cười, thật là buồn cười. Hai khả năng này đều loại bỏ,
còn dư lại khả năng thứ ba, là các ngài tự bỏ vào, tôi thấy khả năng thứ ba này rất có lý. Mới vừa rồi chính ngài cũng nói, chỉ sợ làm lớn chuyện này, chứng tỏ các ngài chột dạ, đơn giản là muốn kiếm mấy đồng, hoặc là muốn tửu điếm thu xếp chỗ ở miễn phí cho các ngài, ăn không làm không còn muốn lấy tiền. Cuối cùng tửu điếm không chịu, các ngài lại lấy chuyện báo cảnh sát để uy hiếp, tính toán này cũng không tệ lắm. Cho nên, Diệp tiên sinh, mời ngài đi theo tôi. Thanh tra Trần phân tích rất kỹ càng, muốn phản bác thật có chút khó khăn. Tại sao các ngài muốn dẫn người đi, chúng tôi là người bị hại, mới vừa rồi tôi còn thiếu chút nữa bị rắn cắn chết, cảnh sát các ngài quả thực điên đến mức hắc bạch, thị phi chẳng phân biệt được, chúng tôi sẽ tố cáo. Lúc này Trang Hồng Ngọc từ trong phòng xông ra, đứng trước mặt Diệp Phàm lớn tiếng chất vấn. Cô chính Trang Hồng Ngọc cô nương, cô ra đúng lúc lắm, hai người đều có hiểm nghi, dẫn đi cùng nhau. Thanh tra Trần Đốc ra hiệu cho hai cấp dưới phía sau. Thành thật một chút, hai cảnh sát khỏe mạnh bước lên, giơ tay ra đòi bắt người. Hừ, tại sao phải bắt người, nếu muốn bắt chúng tôi viết bản tường thuật cũng không đến mức bắt đi như vậy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thuận tay kéo Trang Hồng Ngọc ra sau người mình, hai mắt lạnh lẽo liếc nhìn, hai cảnh sát hoàng gia không khỏi lui về phía sau một bước, thầm nghĩ. Quái, ánh mắt của tiểu tử này thật giống như liệp báo, có chút dọa người. Lôi Toàn, Dương Chí nghe lệnh, nếu nghi phạm chống lại lập tức cưỡng hành bắt đi. Thanh tra Trần giống to một tiếng, thật là uy nghiêm, thật sự có mùi vị cảnh sát. Làm gì, bắt người nào? Tề Thiên đột nhiên đá cửa xông vào, trừng mắt hỏi, nãy giờ gã đã sớm ở ngoài cửa nghe một hồi lâu, lúc này cũng không nhìn không được quát lên xông vào. Anh là ai? Nếu gây trở ngại chấp pháp cũng là phạm pháp, mau tránh ra. Thanh tra Trần nhíu mày. Hừ nói. Đại ca, nếu không chúng ta lộ ra thân phận liệp báo, ở chỗ này còn ngại gì nữa? Bởi vì sang năm Hồng Kông thuộc về đại lục rồi, hiện tại cảnh sát bên này cũng liên lạc chặt chẽ với nội địa. Ở có số sự vụ đã có thể tiếp nhận chỉ thị của cao tầng nội địa rồi. Hơn nữa, liệp báo chúng ta ở Hồng Kông cũng có một căn cứ bí mật, chúng ta chỉ cần gọi điện xin chỉ thị của đoàn trưởng Thiết, xem bọn nào dám động vào chúng ta, mẹ kiếp. Trong chuyện này nhất định có mở ám. Tề Thiên bước lên, ghé sát tai Diệp Phàm nói. Không cần, đây chỉ là chuyện nhỏ, cần gì làm phiền Thiết ca. Tôi muốn nhìn xem bọn họ có thể chơi trò gì. Diệp Phàm chỉ thị, lắc đầu, lại nói. Cậu lập tức thu xếp người âm thầm điều tra một phen, nếu không phải con rắn này do Đinh Xuân thu thả vào thì chính là vốn ở trong tầng lầu này, có lẽ là khách nhân khác nuôi. Nếu nói Đinh Xuân thu làm khả năng không lớn, bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất xấu. Chẳng qua người này không muốn bồi thường, lại muốn ra ám chiêu hãm hại chúng ta, cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì. Cậu nhân cơ hội này tuyên truyền phát hiện rắn hổ mang độc nhất trong tửu điếm này cho tôi nghĩ lúc này tửu điếm đã có người sợ trả phòng rồi. Nếu lại tuyên truyền, Bảo Đức Lai có lẽ lập tức xuất danh. Được, tuy nhiên em có thể mời Y Tuyết của Thái gia ra mặt nộp tiền bảo lãnh trước cho hai người. Nếu không dứt khoát đem chuyện này đăng lên báo, lúc đó Bảo Đức Lai này cũng không ra gì, hắc hắc. Tề Thiên gật gật đầu, cười nham hiểm. Không cần, một vừa hai phải ba, hơn nữa, tôi cũng không muốn bị mấy trăm tên ký giả bao vây, chúng ta khiêm nhường một chút, tuyên truyền trong phạm vi tửu điếm là được. Diệp Phàm dặn dò. Dại ca, nếu tới cục cảnh sát có thể chịu đãi ngộ không công bằng. Tề Thiên vẫn có vẻ không yên lòng. Sợ gì? Thân thủ của đại ca cậu, cậu còn không biết sao? Nói thật với cậu, cậu có biết sát thần lang phá thiên của tổ A đặc cần không? Diệp Phàm quỷ dị cười. Người đó còn không biết, em còn đang lăn lộn ở liệp báo, tuy nhiên nghe nói rất thần bí, chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy người, nghe nói đoàn trưởng Thiết còn không phải là đối thủ của y, mẹ kiếp. Tuyệt thế cao nhân, nếu như cho em gặp lão tử đó nhất định phải lập tức bái sư. Hai mắt Tề Thiên lập tức lấp lánh, say mê. Ha ha, y còn phải gọi tôi là Diệp ca. Diệp Phàm nhẹ giọng cười nói, hơi có vẻ tự đắc. A, à, Tề Thiên không kìm được, a lên một tiếng rất lớn, hai mắt lồi đến mức sắp rơi ra, làm cho đám người thanh tra Trần và tất cả đều khinh thường nhìn Tề Thiên, cho là tiểu tử này có chút ngạc nhiên. Đại ca, không phải anh nói khoác chứ? Trong ánh mắt Tề Thiên có chín thành không tin. Nếu cậu không tin có thể đi hỏi Thiết Chân. Diệp Phàm lắc đầu. Xoay người nói.
vị Trang cô nương này là người bị hại, một mình tôi đi với các ngài đến cục cảnh sát là được, đừng hù dọa cô nương ấy. Không được, các ngài đều có hiểm nghi, cùng phải dẫn đi. Thanh tra Trần lắc đầu. Đi thì đi, tôi không tin các ngươi có thể chỉ tay che trời. Trang Hồng Ngọc cũng thở phì phì hừ nói. Tề Thiên, tình huống hiện trường tôi đều chụp ảnh rồi, ở trong cặp da của tôi, cậu cầm đi khảo chứng, tôi tới cục cảnh sát Hồng Kông tán gẫu trước, ha ha ha. Cảnh sát nội địa tôi cũng ở qua rồi, nhưng cục cảnh sát Hồng Kông vẫn chưa đến bao giờ, cũng phải đi nếm thử mùi vị xem thế nào. Diệp Phàm xoay người nói. Đi thôi, Thanh tra Trần, anh phải trả giá cho hành động lỗ mãng hôm nay đấy, tôi mở mắt chờ xem, ha ha ha. Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, bỡn cợt nhìn Thanh tra Trần. Hừ, Thanh tra Trần hừ lạnh một tiếng, chẳng qua trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị khách họ Diệp đến từ đại lục này cũng có núi dựa có lai lịch gì đó, khẩu khí mới lớn như vậy, có lẽ không phải, nếu có chỗ dựa lúc này sớm đã phải lộ diện rồi. Chương 538, không có chuyện gì. Mấy người Diệp Phàm mới vừa đi không lâu, quản lý đại sảnh Đinh Thiên Nhai có chút bối rối, nói. Có tới 50% khách yêu cầu trả phòng, tôi giải thích là đã vào ở thì không thể trả phòng nhưng bọn họ nói là không trả tiền thì sẽ kiện lên tòa án. Nói tửu điếm chúng tôi có rắn độc cắn bị thương người, ở đây không an toàn. Hơn nữa còn yêu cầu tửu điếm trả tiền xe, phí tổn thất tinh thần và một số thứ khác, quả thực là giao giá trên trời. Cho bọn chúng. Đinh Xuân Thu trầm mặt lẩm bẩm. Thiên Nhai, anh tra rõ tiểu tử kia đến Hồng Kông để làm ăn gì với tập đoàn Kim Thế Giới của Thái Gia. Hình như là chuyển nhượng nửa tầng thứ ba tòa nhà Thiên Mã của tập đoàn Nam Cung. Đinh Thiên Nhai nói. Chuyển nhượng, tại sao lại chuyển nhượng, tòa nhà Thiên Mã của tập đoàn Nam Cung có vị trí tốt, đối với việc kinh doanh đồ vàng bạc của Kim Thế Giới rất tốt mà. Đinh Xuân Thu khó hiểu. Theo tin tức còn đang đồn đại thì nghe nói Tề Thiên có khả năng sẽ trở thành rể hiền của Thái Gia. Chuyện lần này nghe nói chính là gã liên hệ với Thái Y Tuyết, vốn Thái Y Tuyết cũng không muốn đem cao ốc Thiên Mã đã thanh toán tiền mướn nửa tầng lầu mặt tiền chuyển nhượng. Chẳng qua nghe nói Tề Gia ở Hoa Hạ rất có thế lực. Hơn nữa Tề gia cùng Thái gia có giao tình từ xưa nên mới gật đầu. Phí chuyển nhượng nghe nói là 1.100 vạn, chỉ nhiều hơn tiền mướn 100 vạn. Nói về Kim Thế Giới còn tổn thất, bởi vì lúc trước tập đoàn Phi Vân nói là nếu như Kim Thế Giới chịu đem mặt tiền nửa tầng lầu chuyển nhượng thì bọn họ sẽ đồng ý trả 1.500 vạn. Tôi cũng vậy rất buồn bực, Thái Y Tuyết có đầu óc hay không, rõ ràng 1.500 vạn không cầm mà đi cầm 1.000 vạn, vừa chuyển tay thì tổn thất 400 vạn. Chẳng qua cuối cùng mới hiểu là tiểu tử họ Tề kia dở trò. Đinh Thiên Nhai nói khẽ. Thế lực Tề gia cũng có một chút, tuy nhiên cũng không quá lớn. Lão đầu tử của Tề Thiên ở tỉnh Nam Phúc là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, có một bác ở tỉnh bên là chủ tịch tỉnh, cũng mới lên gần đây, còn là ủy viên dự khuyết trung ương, nghe nói không lâu sẽ chuyển chính thức. Ông nội của gã nghe nói trước kia ở quân ủy, tuy nhiên đã lui xuống, hiện tại bệnh sắp chết thì coi như hết chỗ dựa. Nếu tính ra ở Hoa Hạ quan lớn như mây thì chỉ có thể coi là trẻ nít, chúng ta cũng không cần cố kỵ. Thái Y Tuyết, hừ. Đinh Xuân Thu đột nhiên cười gằn. Đinh Thiên Nhai bên cạnh bất giác lạnh run, thầm nghĩ. Xem ra họ Diệp gặp xui xẻo rồi, Đinh thiếu gia chúng ta được xưng là Ngọc Điệp Đại Thiếu, chẳng những là một cao thủ hái hoa mà còn là một con Ngọc Điệp có độc. Trả tiền xong chưa? Đinh Xuân Thu quay đầu hỏi. Trả tiền xong rồi. Tối nay tửu điếm tổn thất 50 vạn. Đinh Thiên Nhai nói. Chú ý phong tỏa tin tức, giảm thiểu ảnh hưởng tích cực, đừng để cho người có dụng ý xấu lợi dụng. Họ Diệp, lão tử tổn thất 50 vạn, nhất định ngươi phải bỏ ra gấp 10 lần, không? Lực lần số định mức tới bồi thường, ha ha ha. Đinh Xuân Thu đột nhiên cười sằng sặc. Đinh thiếu gia, mới vừa rồi Thanh tra Trần điện thoại tới, có cần chỉnh tiểu tử kia một chút không? Bọn họ từ đại lục tới. Nếu có chỉnh một chút cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Đinh Thiên Nhai cười lạnh. Ừ, hắn không phải là mang theo một nữ sao? Nam nữ làm cùng nhau dễ dàng nhất là gặp chuyện không may, ha ha. Đinh Xuân Thu trả lời. Có ích lợi gì, nhiều nhất phạt chút tiền là xong việc. Đinh Thiên Nhai không rõ, trả lời chiếu lệ. Ha ha ha, đối với người bình thường mà nói thì chỉ cần phạt chút tiền thì giải quyết. Đối với một vài quan viên đại lục mà nói thì ảnh hưởng rất lớn, có lẽ sẽ bay cái mũ,
cho dù không bay thì sau đó muốn trèo lên cũng rất khó khăn, quan viên đại lục rất chú trọng trong sạch chính trị. Chỉ cần cục cảnh sát Hồng Kông chúng ta chứng thực chuyện này, chúng ta đem tài liệu đến sở liêm chính của bọn, à không, bọn họ gọi là ủy ban kiểm tra thì tiểu tử này coi như xong đời rồi, ha ha ha. Ninh Xuân Thu tương đối không đơn giản, cũng nắm được một số phương diện nhạy cảm của đại lục. Lợi hại, Ninh thiếu gia không hổ đã học bổ túc qua Đại học Yên Kinh 2 năm. Ninh Thiên Nhai thừa cơ bợ đỡ. Ha ha, đại lục lắm chuyện phức tạp, đây chỉ là một chút ít da lông thôi. Ninh Xuân Thu cười nhẹ. Quản lý đại sảnh Đinh Thiên Nhai mới vừa đi thì nghe bịch một tiếng, là Đinh Xuân Thu đã đập vỡ một chén trà cổ, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đồ kỹ nữ Thái Y Tuyết, lão tử ngày ngày tặng hoa cho cô còn không để ý, giả bộ thanh cao cái rắm. Ninh gia Thái gia tác hợp có gì không tốt, hợp tác phát triển rất ăn ý, các người khống chế tập đoàn Kim Thế Giới, cũng có thể ủng hộ ta ngồi lên cái ghế chủ tịch tập đoàn Bảo Đức Lai, người đã bất nhân ta cũng đành phải bất nghĩa, Tề Thiên, đồ chó chết. Diệp Phàm vừa bước một chân vào cục cảnh sát thì thanh tra Trần lập tức đổi mặt, hừ lạnh. Lôi toàn bộ vào đây, trước hết giam lại, đã trễ thế này, mọi người làm thêm giờ đến giờ rồi, cũng nên về nghỉ ngơi, ngày mai tái thẩm đi. Diệp Phàm cùng Trang Hồng Ngọc bị đẩy vào một gian phòng lạnh như băng, bên trong có một bóng đèn phát ra ánh sáng vàng yếu ớt. Bên trái có một chiếc giường trống không hề có chăn gối. Sĩ quan Lôi, không có chăn lạnh thế làm sao ngủ? Diệp Phàm hỏi, thích ngủ thì ngủ, không thì thôi, ha ha. Lôi Toàn cười gần rồi khóa xích cửa lại nghe loảng xoảng chói tai. Tôi sẽ khởi tố cảnh sát cục các anh, quá vô nhân đạo. Diệp Phàm cười lạnh, tùy anh. Lôi Toàn buông thõng rồi khóa bên ngoài lại, ngay cả cửa sổ nhỏ qua song sắt cũng bịt kín. Chủ nhiệm Diệp, tôi liên lụy anh rồi. Trang Hồng Ngọc run rẩy. Liên lụy gì, là chúng ta xui xẻo. Tới Hồng Kông làm việc còn phải ngồi tù, Hồng Ngọc, khá hơn chút nào không? Diệp Phàm quan tâm, thầm nghĩ. Kỳ quái, Tề Thiên làm sao còn chưa tới? Không phải nói mời Thái gia nộp tiền bảo lãnh sao? Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Tôi không sao, chỉ là lúc đi ra ngoài mặc áo hơi mỏng, giờ cảm thấy lạnh quá. Hồng Ngọc nói khẽ. Diệp Phàm nhìn lại thì thấy Trang Hồng Ngọc chỉ mặc hai chiếc áo, một chiếc áo vàng mỏng và một áo khoác cũng mỏng. Trong tửu điếm vì có điều hòa nên không cảm giác lạnh, vừa vào đây thì biết ngay nên hắn vội vàng cởi áo khoác cho cô khoác vào. Không, không cần, chủ nhiệm Diệp, anh bị cảm lạnh đấy, mau mặc vào đi. Trang Hồng Ngọc rất biết điều. Không có chuyện gì, tôi là nam, thể trạng so với các cô khỏe hơn nhiều, tôi vận động chút là được. Diệp Phàm cười nhẹ, tuy nhiên Trang Hồng Ngọc cuối cùng vẫn cương quyết trả lại. Nhìn thời gian thì đã gần 2 giờ sáng. Tề Thiên vẫn chưa thấy bóng dáng. Diệp Phàm và Trang Hồng Ngọc cũng đành chịu đựng, tuy nhiên phòng giam càng ngày càng lạnh, tựa hồ như có hơi lạnh thổi vào, hai người đứng dậy đi vòng vòng để mong ấm một chút. Chủ nhiệm Diệp, nơi này làm sao càng ngày càng lạnh, chẳng lẽ thời tiết thay đổi cũng sẽ không lợi hại như vậy, chắc phải dưới 0 độ rồi. Khí trời ở Hồng Kông tuyệt sẽ không lạnh như thế. Trang Hồng Ngọc run lập cập, nói vẻ hoảng sợ. Tôi cũng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là một phòng giam đặc biệt? Diệp Phàm dùng mắt ưng đảo một vòng rồi lại tiếp tục dùng thuật bức nhĩ thông nghe ngóng dưới đất. Cuối cùng hắn phát hiện một chỗ hình như có thanh âm nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ là có khí lạnh thổi vào, mẹ kiếp, nếu quả thật thì tên thanh tra Trần quả là độc ác. Diệp Phàm nổi giận, nhìn chuẩn chỗ phát ra âm thanh mượn lực vách tường nhảy lên mới phát hiện có một lỗ thông hơi rất sâu, trong đó phát ra khí lạnh thổi vào. Xem ra mình đoán không sai. Cảnh sát Trần có liên quan với Đinh Xuân Thu, tốt. Cảnh sát Trần phải không? Vậy ngươi đợi mất mũ đi. Diệp Phàm rủa một câu. Trang Hồng Ngọc đã chịu không được, cả người run rẩy sắp ngã. Diệp Phàm bởi vì có nội kình trong người nên cũng không sao, bước nhanh tới đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Trang cô nương, để tôi sưởi ấm cho cô. Diệp Phàm cũng không câu nệ vì cứ để như vậy chỉ sợ ngày mai đổ bệnh ra thì phiền nên ôm siết Trang Hồng Ngọc vào trong ngực. Không, không, tôi, không, lạnh. Trang Hồng Ngọc giãy giụa muốn thoát ra, xem ra trong lòng vẫn cảnh giác, tuy nhiên giọng nói run rẩy. Làm sao vậy, cô muốn bị đông cứng phải không? Diệp Phàm khẽ vận kình đẩy ra về thân thể Trang Hồng Ngọc, càng ôm chặt vào nhau. Trang Hồng Ngọc vẫn giãy giụa, không nghe. Cô gái này,
bướng vừa thôi chứ. Sợ bị mình chiếm tiện nghi sao, sắp đông cứng rồi còn bận tâm cái gì. Diệp Phàm thầm mắng một câu, đột nhiên nói. Cô muốn bị đông cứng chết phải, ngộ biến phải tòng quyền, cô là tiến sĩ cũng phải hiểu, trong phòng này có ống thổi khí lạnh, tôi vừa ngăn lại rồi, xem ra cảnh sát Trần cũng không tốt lành gì. Không, không được. Trang Hồng Ngọc vẫn không ngừng giãy giụa, đúng là bướng còn hơn trâu. Chương 539, ôm nhau trong phòng giam. Cựa quậy làm gì, thân thể của cô tôi vừa mới nhìn hết, còn cựa quậy nữa tôi sẽ đem chuyện này nói ra ngoài đấy. Anh thật sự đã nhìn hết rồi. Trang Hồng Ngọc giận đến run rẩy, hai mắt lóe lên nhìn Diệp Phàm. Mới vừa rồi anh chẳng phải nói là đen thui không nhìn thấy gì, đèn phòng vệ sinh đã bị anh đánh tắt hết rồi, vậy còn cái gì đen thui, anh, hèn hạ. Ai, lão tử thành ác nhân rồi. Diệp Phàm thở dài, quyết định thêm một kích hoàn toàn đánh tan sự cao ngạo của Trang Hồng Ngọc. Xem có gì kỳ quái, cô lúc ấy hôn mê, tôi còn sờ qua nắm qua, co giãn rất tốt, đương nhiên bao gồm cả núi cao vực sâu, cô còn dãy gì. Trang Hồng Ngọc cảm giác đang ở trong một sắc ma, gào lên. Khốn kiếp! Gào xong định đưa tay tát một cái, tuy nhiên làm sao một cao thủ thất đoạn lại bị cô tát. Diệp Phàm nhẹ nhàng đưa tay một cái thì bắt được, cười giễu. Đánh là hôn mắng là yêu, sờ sờ cũng tốt. Một câu nói này đã triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Trang Hồng Ngọc, cả người thoáng cái đã mềm nhũn, dựa vào ngực Diệp Phàm, nước mắt ướt đầm. Lẩm bẩm nói. Không ngờ anh lại là người như vậy, Trang Hồng Ngọc tôi nhìn nhầm bị hại một đời rồi. Thấy Hồng Ngọc như vậy, Diệp Phàm không nhịn được an ủi. Chỉ thấy chút thôi, có làm gì đâu. Hừ, không ngờ nhìn anh như vậy mà thật không bằng heo chó, sói đội mũ quan. Trang Hồng Ngọc lạnh lùng. A, à, đồng chí Diệp Phàm đột nhiên hét thảm một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Thì ra Trang Hồng Ngọc nhân lúc hắn không chú ý thì cầm lấy tay cắn một cái thật đau. Đến lúc đồng chí Diệp Phàm kịp phản ứng thì đã phát hiện cổ tay đã rớm máu. Tên chư họ Diệp kia, bản cô nương đã bị anh nhìn qua sờ qua, tuy nhiên thân thể vẫn còn sạch sẽ, đời này đừng mơ chiếm được, nếu không tôi liều mạng với anh. Trang Hồng Ngọc tàn bạo hừ nói. Chẳng qua Trang Hồng Ngọc mặc dù nói tàn bạo nhưng cũng không giãy giụa, đoán chừng là cho là giãy giụa cũng phí công, đã nhìn qua sờ qua rồi thì giãy giụa đâu có ích lợi gì. Hơn nữa lúc này cô cảm giác có dị biến, thân thể Diệp Phàm làm sao càng ngày càng nóng, giống như một hỏa lò, rất thoải mái. Đó là bởi vì dưỡng sinh thuật của Diệp Phàm vận chuyển ở tốc độ cao, nội kinh lưu chuyển trong kinh mạch rồi toát ra da thịt chuyển hóa thành nhiệt năng làm Trang Hồng Ngọc cảm giác như ôm một cái chăn, tuy nhiên không thể so sánh với lò sưởi. Nhưng trong lúc này đối với Trang Hồng Ngọc đang rét run thì chính là đưa than trong ngày tuyết rơi, cô thậm chí có một cảm giác muốn áp mình tới. Tự mắng một câu. Không có cốt khí. Ai, dấu răng đủ phong tao, giống như hình xăm vậy, đôi môi mọng đỏ như hoa đào, không ngoan. Trị giá. Diệp Phàm cười khổ, thầm nghĩ. Con mẹ nó, thiệt thòi lớn rồi, chưa làm được cái gì thì đã bị làm thành dạng như vậy rồi, sau này cho Tề Thiên Lô Vĩ nhìn thấy lại chẳng cười đến rụng răng. Hơn nữa trong mắt cô ả mình lại biến thành sắc lang, lão tử có nhảy vào Hoàng Hà cũng khó khăn rửa sạch rồi. Tuy nhiên cô ả này thật đúng là quật cường. Hừ. Trang Hồng Ngọc đáp một tiếng không nói chuyện. Không lâu. Trên trán Diệp Phàm đã lấm tấm mồ hôi vì nội kình chuyển hóa thành năng lượng rồi thành nhiệt năng cũng rất hao phí, so với giao đấu với một cao thủ lục đoạn còn lao lực hơn. Thật ra thì cũng là vấn đề chuyển hóa năng lượng thôi, tựa như thủy năng chuyển hóa thành điện năng có thể chuyển hóa thành nhiệt năng. Thân thể con người cũng là một cỗ máy phức tạp. Thủ pháp kỳ diệu của quốc thuật cũng có thể làm được điều này, tuy nhiên cũng phải là cao thủ lục đẳng trở lên mới làm được. Công lực đạt tới cửu đoạn nghe nói còn có thể dùng nội kình ma sát trong tay để tạo lửa công kích giống như lựu đạn vậy. Trên trán Diệp Phàm đổ mồ hôi lại làm cho Trang Hồng Ngọc thầm giật mình. Kỳ quái, trên người hắn làm sao lại nóng lên như vậy, ở đây quá lạnh mà hắn lại có thể đổ mồ hôi. Hừ nói, thấy không, làm việc trái với lương tâm nên chột dạ. Mồ hôi trên trán cũng có thể dùng để xào đậu rồi, tôi không tin anh làm việc trái với lương tâm mà không lo lắng, hừ. Một con heo dâm đáng vô sỉ, mồ hôi không chết được. Ha ha, tôi mạng lớn không chết được đâu, làm Trang cô nương phí tâm. Diệp Phàm mỉa mai, thầm kêu khổ, lão tử liều chết kích thích nội kình cho cô hưởng thụ, lại có thể ở chỗ này nói mát,
tuy nhiên lại không thể giải thích cho cô ta hiểu, đúng là xui xẻo. Bản cô nương mắt không sáng tâm không phiền, chờ đấy. Trang Hồng Ngọc tiếp tục tiếng hừ lạnh. Cô không động lòng sao, thời xưa là phải lấy thân báo đáp rồi, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Diệp Phàm lại trêu chọc, chủ yếu là muốn chia tán lực chú ý Trang Hồng Ngọc để cho cái lạnh xuống điểm thấp nhất. Nghĩ hay lắm, cho dù đàn ông trong thiên hạ chết sạch tôi cũng không cho phép anh. Trang Hồng Ngọc tuyệt không nhường nhịn, hai người đấu khẩu tạm thời quên đi cái rét. Hơn nữa, Trang Hồng Ngọc lúc nói thì chuyển động bên dưới, chắc là cảm thấy trên người Diệp Phàm ấm áp nên cái mông tự động xích qua. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ngu đến cự tuyệt, cũng ưỡn người tới, động tác kín đáo không làm Trang Hồng Ngọc nghi ngờ. Hơn một giờ sau, Diệp Phàm cảm giác Trang Hồng Ngọc có chút thích ứng. Trang cô nương, thật ra thì tôi cũng không xấu như cô vậy, có phải cô cảm giác thân thể tôi rất ấm? Ừ, là có chút nhiệt. Trang Hồng Ngọc thành thật đáp, cảm giác có chút ngượng ngùng. Thật ra thì tôi hồi nhỏ có học khí công với một lão đạo sĩ, có thể dùng khí công chuyển hóa thành nhiệt năng, cho nên mới vừa rồi liều mạng chuyển hóa, tôi cũng không biết cụ thể thế nào mà để đẩy khí tán loạn, mồ hôi trên trán tôi mà cô thấy không phải là do nóng mà ứa ra, đó là lao lực. Diệp Phàm ra vẻ thần bí. Đừng có gạt người, anh là chột dạ mới đổ mồ hôi, thân thể ấm là bởi vì. Bởi vì sao, nói đi. Diệp Phàm cười nói. Hừ, bởi vì thiện nghi của bản cô nương đã bị anh chiếm nên mới hưng phấn nóng lên. Đừng tưởng rằng có thể lừa gạt bản cô nương, khí công cái gì, trên đời này làm sao có. Trang Hồng Ngọc tìm được lý do, rầu môi lên cãi. Ha ha, nghe có lý. Tuy nhiên để tôi nói rõ cho cô biết, thật ra thì mới vừa rồi con rắn kia nhào đầu về phía trước tôi đã cắt điện nên mới có thể nói là đen thui, nhân lúc rối loạn mới cứu cô. Thân thể của cô tôi cũng chưa nhìn, lúc ấy bối rối ôm cô nhét vào chăn rồi đi ra đánh rắn, làm sao có thời gian rình coi. Cô thử nghĩ xem, trong hoàn cảnh nguy hiểm đó mà vẫn còn tâm tình thưởng thức cái khác sao? Đương nhiên, cô rất đẹp nhưng bản năng sống của con người đâu chỉ có như vậy. Lúc ôm cô là chỉ đơn giản là muốn cho cô áp sát vào người tôi để cùng sưởi ấm, ngàn vạn lần đừng nghĩ sai, ngộ biến phải tòng quyền, tôi tuyệt không có ý xấu. Nếu như lạnh chết thì đúng là không đáng giá. Diệp Phàm nói tương đối chân thành, ánh mắt sáng ngời. Hừ, nguyên lai là anh muốn chiếm tôi một cách êm thấm, không được, tôi không để cho anh chiếm. Trang Hồng Ngọc bừng tỉnh vùng đứng lên, tuy nhiên nhìn ánh mắt của Diệp Phàm cũng tin chín phần. Nên trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Dĩ nhiên cô cũng đoán mình tự lừa mình mà thôi, lúc Diệp Phàm ôm mình vào chăn, nếu như nói không sờ qua là có khả năng, còn không nhìn qua là không thể, chẳng qua chỉ nhìn mà không sờ, coi như may mắn trong bất hạnh. Trang Hồng Ngọc cảm thấy cũng được an ủi một phần, hệt như đà điểu rút đầu trong cắt vậy, coi như không thấy thợ săn đuổi tới, là một loại đánh lừa tâm lý. Người mà, nhiều khi cũng phải tự dối mình. Kỳ quái là Diệp Phàm cũng không ôm lại, chẳng lẽ lại không sưởi ấm nữa, dĩ nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Phàm cảm thấy phía ngoài có động tĩnh, đoán chừng là Tề Thiên đưa người đến cứu mạng, trong lòng mắng thầm tiểu tử này một trận. Quả nhiên, không lâu cửa liền mở ra. Đại ca, anh không sao chứ? Tề Thiên xông tới hỏi, chỉ vào một người đàn ông cao gầy, trên vai đeo cầu vai có một ngôi sao. Đại ca! Y là cảnh vụ cao cấp của Sở Cảnh sát Hồng Kông Trấn Đông Tà. Cảnh sát Trấn, anh mạnh khỏe. Diệp Phàm đưa tay ra bắt, thầm nghĩ. Kỳ quái, vị cảnh sát cao cấp họ Trấn này dường như cũng là một cao thủ quốc thuật, trên người tựa hồ có chút nội kình ép ra. Chẳng lẽ là một con cờ giấu giếm của tổ đặc cần ở Hồng Kông? Có khả năng, mấy giờ trước Tề Thiên không phải nói liệp báo ở Hồng Kông cũng có chú điểm, biết đâu người này chính là cao thủ của chú điểm bí mật. Diệp tiên sinh, chuyện này rất xin lỗi, là cục cảnh sát chúng tôi phía dưới sai lầm, Diệp tiên sinh chịu ủy khúc rồi. Cảnh sát Trấn nói xong quay sang thanh tra Trần bên cạnh đang sợ hãi. Anh phá án kiểu gì vậy, cho dù là người bị tình nghi mà chưa rõ tình huống cũng không có thể đem bọn họ nhốt vào phòng giam đặc biệt chứ. Tôi chỉ muốn giữ họ một chút để tiện thẩm vấn xử lý. Thanh tra Trần lúng túng, nói. Giữ. Vậy các anh có ghi chép thẩm tra không? Cảnh sát Trấn lạnh lùng. Chương 540, sắc bá. Rất lạnh tại sao còn mở điều hòa, làm nhiệt độ hạ xuống âm mấy độ, hai người chúng tôi thiếu chút nữa bị đông cứng,
tôi muốn xin thanh tra Trần giải thích cho tôi. Nếu không, sáng mai tôi sẽ ủy thác luật sư khởi tố cục cảnh sát các ngài. Tôi có quyền nghi ngờ các ngài có cấu kết với khách sạn Bảo Đức Lai, nếu không tại sao có thể đối đãi không ra gì với chúng tôi như vậy. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Khí lạnh, đại ca, chuyện này là thế nào? Tề Thiên nổi giận, đôi mắt như băng lạnh nhìn chằm chằm thanh tra Trần. Cậu đi sang vách bên cạnh tìm hiểu sẽ rõ, gió thổi vào bên đó toàn là gió lạnh âm mấy độ, trong phòng giam cũng không có chăn bông chống lạnh, thanh tra Trần dụng tâm của ngài thật độc ác. Xem ra ngài không đem hai chúng tôi biến thành cột băng thì không chịu bỏ qua. Chúng ta không thù không oán, thậm chí có thể nói là mới gặp nhau mấy giờ trước, tại sao ngài có thể dùng hình pháp tàn khốc như vậy đối đãi với chúng tôi? Cho nên, tôi cho rằng ngài cấu kết với Đinh Xuân Thu, tôi hy vọng cảnh sát trưởng Trấn thận trọng xét xử, xử lý nghiêm khắc hung thủ. Diệp Phàm chất vấn, khẩu khí sắc bén, câu nào cũng giống như kim châm đâm vào trái tim thanh tra Trần. Tôi, chỉ là sơ sót. Thanh tra Trần không có cách nào ngụy biện, không thể làm gì khác hơn là lấy cớ sai sót trong công tác để trốn tội. Hừ, anh tạm thời bị cách chức, tiếp nhận điều tra của Tổng bộ Cảnh sát. Cảnh sát trưởng Trấn nghiêm nghị, không chút lưu tình ra tay trước. Cảnh sát trưởng Trấn, tôi chỉ mắc một chút sai sót trong công tác. Thanh tra Trần run rẩy, thầm nghĩ. Xong đời rồi, Đinh Xuân Thu à Đinh Xuân Thu. Đời này của lão tử bị mày hại rồi, tuy nhiên người này vẫn muốn giãy giụa. Một chút sai sót, thiếu chút nữa anh giết chết hai nhân mạng hiểu không? Cảnh sát trưởng Trấn nghiêm nghị hơn nữa, lạnh lùng nhìn thanh tra Trần. Tiểu tử cậu, lão tử sắp lạnh chết, lúc này mới nhớ tới tôi có phải không? Diệp Phàm mắng Tề Thiên. Đại ca, thật xin lỗi, em mới làm rõ tình huống. Con rắn hổ mang đó không phải là Đinh Xuân Thu ngầm thả vào. Mà là xà vương nuôi. Tề Thiên nói. Xà vương. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn Tề Thiên. À, đại ca có thể không biết, xà vương tên là Hàng Chấn Đông, người này tay trắng dựng nghiệp, từ 14 tuổi lăn lộn đến giờ là 50 tuổi, gia sản cũng đạt khoảng 5 tỷ, thành lập tập đoàn xà vương Hồng Kông. Thật ra cũng không phải là tập đoàn bán rắn, mà chỉ vì Hàng Chấn Đông thích chơi rắn, đấu rắn. Cho nên tên tập đoàn bị hắn đổi thành tập đoàn xà vương. Người này có một phòng thuê lâu dài đặc biệt ở khách sạn Bảo Đức Lai, trùng hợp lại cách vách với hai người. Khách sạn vốn không cho phép mang rắn vào, chẳng qua người này rất giàu có, nghe nói gần đây tập đoàn Bảo Đức Lai gặp một số phiền toái về tài chính. Tài chính nhất thời quay vòng không thuận lợi, cho nên muốn mời Hàng Chấn Đông của tập đoàn xà vương bơm tiền, cũng có thể nói là muốn vay tiền y. Vì vậy người này mang rắn vào phòng thuê của mình, nhân viên cũng không dám ngăn cản. Thật ra trong phòng Hàng Chấn Đông còn nuôi một con sắc bá châu Phi, chính là con rắn hổ mang bị anh chém thành mười mấy khúc tối qua, con rắn đó bên châu Phi người ta gọi là sắc bá. Bởi vì loài rắn này là ở thủ lĩnh đứng đầu trong gia tộc rắn độc, hơn nữa đặc biệt háo sắc, một năm phải giao phối với vài con rắn hổ mang, có khi ngay cả giống cái khác loại như kim hoàn xà, rắn cạp nong cũng bị nó cậy mạnh giao phối. Cho nên mới chết danh xà phách, lợi hại. Chẳng qua loài rắn này tương đối hung tàn, Hàng Chấn Đông nuôi nó chính là để đấu rắn. Mỗi lần giao dịch lên đến 50 vạn, con rắn này đã thu về cho y hơn 300 vạn tiền lời. Đương nhiên Hàng Chấn Đông thuần túy chỉ là vì chơi rắn, cũng không để ý đến số tiền kia, chỉ là một thú vui mà thôi. Tề Thiên gượng cười nói. Trang Hồng Ngọc ở bên cạnh nghe được, gương mặt lại đỏ bừng, trong lòng thầm mắng, lại là một tên heo háo sắc. Tại sao bằng hữu của chủ nhiệm Diệp Toàn là người như vậy, chẳng lẽ thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng? Vậy sau này Bảo Đức Lai phải xử lý thế nào đây? Tôi nghĩ con rắn kia bị Hồng Ngọc chém thành mảnh nhỏ, Hàng Chấn Đông là người yêu rắn như thế, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diệp Phàm cười nói. À, Hồng Ngọc cô nương chém. Tề Thiên đột nhiên dừng xe lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn lướt qua Trang Hồng Ngọc, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, cô ta xuống tay, con rắn kia đúng là thê thảm rồi. Xem ra cô gái này cũng không phải là đóa hoa dễ hái, có lẽ đại ca sẽ lật thuyền trong mương rồi. Nhìn cái gì, hừ, rắn chuột một ổ. Trang Hồng Ngọc tức giận hừ nói. Cô nói vậy là có ý gì, còn rắn chuột một ổ. Tề Thiên thầm nói, sắc mặt có vẻ khó coi. Lái xe, đừng để ý tới cô ấy. Diệp Phàm cười nói, thầm nghĩ. Tề Thiên đúng là tai bay vạ gió,
có lẽ Trang Hồng Ngọc vẫn chưa tiêu tan suy nghĩ lão tử là đồ háo sắc, vừa rồi Tề Thiên nói đến con rắn, trong lời nói cũng hiện ra một số sắc ý, như vậy không bị Trang Hồng Ngọc hiểu lầm mới là lạ. Đúng thế, buổi tối Hàng Chấn Đông phát hiện sắc bá của mình bị chặt thê thảm như vậy liền nổi cơn tam bành, ban đầu còn tuyên bố muốn chặt hai tay kẻ chém sắc bá của y đến tế tự con rắn. Hừ, y dám. Trang Hồng Ngọc nghe đến đó đột nhiên hé miệng bất mãn hừ một tiếng, làm cho Tề Thiên không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Đúng vậy, chúng tôi còn chưa tìm y đòi tiền bồi thường là tốt lắm rồi. Y còn muốn chặt tay người ta, thật ngông cuồng. Diệp Phàm cũng tức giận. Ừ, sau khi y được mọi người khuyên ngăn, lại nghe nói hai người thiếu chút nữa bị rắn của y cắn chết, hơn nữa còn nghe nói khi Trang cô nương đang tắm thì con rắn kia chui vào. Cho nên sau khi mắng một câu sắc tính không thay đổi, cũng không nhắc đến chuyện chặt tay người ta, tuy nhiên Bảo Đức Lai lần này gặp rắc rối rồi. Xà Vương cuối cùng yêu cầu bồi thường 500 vạn, nói y mua sắc bá đã 300 vạn, tiền nuôi dưỡng nó mấy ngày qua không hề nhỏ, hơn nữa gần đây có mấy trận đánh của còn có thể mang đến tiền lời, cho nên trực tiếp yêu cầu Đinh Xuân Thu bồi thường 500 vạn. Tề Thiên đắc ý nói, Đinh Xuân Thu khẳng định không chịu thanh toán, đây là 500 vạn. Không phải 500 đồng. Diệp Phàm cũng có vẻ vui mừng trên nỗi đau của người khác. Chuyện đó là đương nhiên, tuy nhiên hiện tại tập đoàn Bảo Đức Lai đang phải nhờ vào tiền trợ giúp của tập đoàn Xà Vương, lại không dám đắc tội với khách hàng lớn, chuyện này nếu như Bảo Đức Lai kháng án sẽ bị chịu tội vạ lây. Tuy nhiên trong lúc mấu chốt, tập đoàn Bảo Đức Lai không dám có ý nghĩ này, cuối cùng trải qua thỏa hiệp, Đinh Xuân Thu phải nghiến răng nghiến lợi thanh toán 100 vạn mới giải quyết xong chuyện này. Hơn nữa chuyện con rắn hổ mang này tuy nói không ồn ào, nhưng cũng truyền ra bên trong khách sạn, cuối cùng có hơn 100 khách hàng hủy phòng, ngay cả tiền thuê xe cũng do khách sạn phải trả. Cho nên hiện tại Đinh Xuân Thu có lẽ đang ở trong phòng làm việc của khách sạn đập bàn đập ghế rồi. Tề Thiên cười khan, không cần nói cũng hiểu. Tiểu nhân đắc chí, hừ. Trang Hồng Ngọc lạnh lùng hừ một câu, thiếu chút nữa làm Tề Thiên chết nghẹn, tiểu tử này nhìn thấy Diệp Phàm đang ở đây. Cũng không dám mở miệng, đành phải tự nhận mình xui xẻo. Vậy thái muội muội của cậu xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói đến nộp tiền bảo lãnh cho chúng tôi sao? Cậu đấy, thiếu chút nữa làm tôi chết rét. Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái, làm sao Thái Y Tuyết không tới? Em cũng đang bực mình, vốn đã muốn tìm cô ta tới nộp tiền bảo lãnh, không hiểu sao không tìm thấy, ngay cả em trai Thái Kỳ của cô ta cũng không thấy bóng dáng, cho nên em liền đi tìm viện binh. Thuận tiện cũng phải điều tra thêm chuyện này, cho nên mới chậm trễ. Tề Thiên ngại ngùng nói, trong lòng cũng cảm giác có chút quái dị. Chính là cảnh sát trưởng trấn, ông ta chính là người đó sao? Trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn chứa hàm ý, Tề Thiên gật đầu. Trang Hồng Ngọc đương nhiên không hiểu, nghe không rõ lời Diệp Phàm, tuy nhiên cô ta cũng không hỏi. Bọn họ đổi một khách sạn khác tên là Hoa Hồng Đen, nghe cái tên có vẻ rất lãng mạn. Đại ca, khách sạn này không tệ, cấp 4 sao, tuy nói không bằng Bảo Đức Lai, nhưng lãng mạn hơn, nghe nói các đôi tình nhân và các cặp vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật rất thích ở khách sạn này, cũng sắp 5 giờ rồi, anh đi nghỉ ngơi một lát rồi tới Kim Thế Giới. Tề Thiên mỉm cười quái dị, nhìn lướt qua Trang Hồng Ngọc, có lẽ trong lòng đang suy nghĩ ý niệm xấu xa. Ừ, chuyện này nên tiến hành càng nhanh càng tốt, chậm thì sinh biến. Tôi luôn có dự cảm không hay. Có lẽ Đinh đại thiếu của Bảo Đức Lai sẽ sinh sự. Cậu không cần đi theo tôi, trực tiếp chạy về Thái gia, đưa Thái Y Tuyết đến gặp tôi là được rồi. Diệp Phàm cảm thấy lo lắng. Gian phòng ở đây lại là một phòng khách, hai phòng ngủ, tuy nhiên nhỏ hơn Bảo Đức Lai không ít. Hồng Ngọc, cô đi tắm rửa trước đi, khắp người toàn mùi rắn cũng không hay. Diệp Phàm nói. Được. Trang Hồng Ngọc cũng không rông dài, cầm quần áo đi tắm rửa trước. Không lâu sau từ bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào, làm đồng chí Diệp Phàm đang nghỉ ngơi trong đại sảnh quả thực muốn phun máu mũi, trước mắt như hiện ra dáng người xinh đẹp, cặp núi đôi kiêu hãnh, cặp mông khêu gợi của Trang Hồng Ngọc. Tuy nhiên một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chợt cắt đứt suy nghĩ háo sắc của Diệp Phàm. Trong lòng hắn cảm thấy rất mất hứng, còn tưởng rằng Tề Thiên trở lại, khi mở cửa đang muốn mắng cho một câu chút giận, nhưng nhìn thấy người đến lập tức ngậm miệng lại. Cảnh sát trưởng trấn. Còn có việc chưa xử lý sao? Vào đi. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, cảm thấy đã trễ thế này Trấn Đông Tả đến đây, có lẽ là có chuyện tìm mình.
Bởi vì Diệp Phàm biết y là người phụ trách phân bộ Liệp báo đóng ở Hồng Kông, chức cảnh sát trưởng cao cấp chỉ là che giấu thân phận của y mà thôi. Trấn Đông Tà cẩn thận đóng cửa lại, đưa cho Diệp Phàm một túi văn kiện, cười nói. Diệp tiên sinh, đây là tổn thất phí khách sạn Bảo Đức Lai bồi thường cho hai người, tổng cộng có 5 vạn, xin mời kiểm nhận, nếu không có việc gì xin mời ngài ký vào đây. Vậy làm phiền cảnh sát trưởng Trấn rồi. Diệp Phàm cũng không từ chối, nhận lấy túi tiền, tiện tay ký tên, tuy nhiên cảnh sát trưởng Trấn vẫn chưa có ý đi, len lén liếc mắt nhìn Diệp Phàm, rồi đưa tới một điếu thuốc. Diệp Phàm tiện tay nhận lấy, liếc mắt thầm nghĩ. Loại đại hùng miêu đặc biệt, lại còn là loại cao cấp nhất mà các vĩ nhân hay hút, xem ra cảnh sát trưởng Trấn rất có lai lịch, không đơn giản chỉ là đặc phái viên Liệp báo trú ở Hồng Kông. Chúng ta vào phòng nói chuyện. Diệp Phàm gật đầu, liếc nhìn phòng vệ sinh đang chảy nước ào ào, cười nói. Ừ. Hai người tiến vào phòng, sau khi đóng cửa Trấn Đông Tà đưa mắt nhìn dò xét một hồi trong phòng, hơn nữa còn đi dạo một vòng ở dưới cửa sổ, vươn tay ra kiểm tra trên bàn ghế, trên giường rất là cẩn thận, Diệp Phàm biết y đang kiểm tra xem có máy quay, máy nghe trộm gì không. Chương 541, cao nhân hạ ám chiêu. Hình như không phát hiện ra tình huống dị thường gì, người này đột nhiên xoay người, đứng thẳng chào Diệp Phàm theo nghi thức quân đội. Tuy nhiên kỳ lạ là y đột nhiên quỳ xuống nửa gối giống như nhân sĩ võ lâm thường nhìn thấy trong TV, nói. Thượng tá Trấn Đông Tà, người phụ trách đặc biệt tổ hạch tâm số 8 tổ A đặc cần trú tại Hồng Kông tham kiến Diệp phó soái. Bởi vì tổ đặc cần trên căn bản là từ một nhóm cao thủ quốc thuật tạo thành, thành viên đặc cần chính tông khi hạ cấp tham kiến thượng cấp phải quỳ nửa gối giống như trong chốn võ lâm, có chút giống như một môn phái quốc gia, bởi vì trong tổ chức này, người có thể là lãnh đạo thượng cấp của anh khẳng định là có cảnh giới quốc thuật cao hơn anh quỳ nửa gối xem như cũng không thiệt, đây là tổ chức thần bí dựa trên năng lực. Đương nhiên, chuyện này là trong tình huống không có người ngoài, nếu có người ngoài chỉ cần hành lễ theo tiêu chuẩn quân đội là được. Còn có một loại tình huống cũng hành lễ quân đội như vậy, vì trong tổ A đặc cần, ủy viên quân ủy quốc gia có cũng phái một thượng tướng tham dự, chỉ là phối hợp giúp đỡ quản lý một số đầu sỏ của bộ phận hậu cần tổ đặc cần. Đối với vị thượng tướng này, đội viên đặc cần chính tông thấy y không cần khom gối chỉ cần chào theo tiêu chuẩn quân đội là được, vì y không phải là cao thủ quốc thuật. Đương nhiên, cấp dưới của thượng tướng quản lý hậu cần này cũng có một đám người, trong đó cũng có mấy thiếu tướng, đám người này chưa tính là đội viên chính tông của tổ đặc cần, chỉ có thể coi là bộ đội phối hợp giúp đỡ làm việc lặt vặt, giống như cả binh đoàn Liệp báo quân khu lĩnh Nam đều là vì tổ hạch tâm số 8 tổ A đặc cần, cũng chính là tổ công kích làm việc lặt vặt. Ừ, đứng lên đi thượng tá Trấn. Diệp Phàm cười nói. Phó soái, tôi tới muộn, để cho phó soái phải chịu vất vả. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, tôi đã điều tra rõ ràng, đúng như là phó soái đã nói, thanh tra Trần đã nhận 5 vạn tiền trà nước Hồng Kông của Đinh Xuân Thu. Cho nên y muốn dùng phòng giam đặc biệt để hành hạ hai người, có lẽ ở thêm một đêm nữa tuyệt đối sẽ mắc bệnh, nghiêm trọng có thể sẽ tạo thành đi đứng bất tiện sau này, da thịt bị đông cứng, tạo thành di chứng teo cơ. Đinh Xuân Thu này xem ra dụng tâm nham hiểm, phó soái, tôi tới xin chỉ thị có cần dạy dỗ Đinh Xuân Thu hay không? Người này quá ác độc, lại có thể ra tay tàn ác như vậy, nói ra hai người hình như cũng không có thâm cừu đại hận gì. Được rồi, chuyện này đến đây thôi, chơi với bọn họ cũng không hay gì, ha ha. Diệp Phàm cười thản nhiên, hoàn toàn không để ý. Đúng thế, ngài là phó soái tổ hạch tâm số 8 chúng ta, cấp bậc của Đinh Xuân Thu quá thấp, ha ha. Trấn Đông Tà hơi có vẻ nịnh bợ cười nói. Được rồi, thanh tra Trần đó xử lý thế nào đây? Người này cũng tương đối ghê tởm, lại có thể xuống tay tàn ác như vậy. Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Khai trừ, tôi đã giao cho bên sở thanh tra xử lý. Trấn Đông Tà cười quái dị. Ừ, cứ như vậy đi, bên tôi cũng không có việc gì, mời ngài quay về, chuyện này làm phiền ngài rồi. Diệp Phàm khách khí nói, suy nghĩ một lát lại giao đãi nói. Còn một chuyện nữa, sau này đừng gọi tôi là phó soái, gọi tôi là Diệp tiên sinh được rồi. Thật ra tôi chỉ mang hư danh ở tổ đặc cần, cũng không xuất ra bao nhiêu sức mạnh. Hơn nữa tôi cũng rất ít khi xuất hiện ở Liệp báo, tôi thích lăn lộn ở chính quyền hơn. Được, tôi nghe lời phó soái, tuy nhiên khi có nhiệm vụ tôi chỉ có thể gọi phó soái, bởi vì tổ thứ 8 đặc cần là tổ công kích, thật ra cũng là tổ cường đại nhất trong các tổ, nhân viên nhiều nhất, thực lực mạnh nhất,
là tổ nòng cốt. Tuy nhiên lần trước đoàn trưởng Thiết đi Mỹ tổn thất thảm trọng, nghe nói là phía bên CIA xuất hiện một số khe hở. Ai, tổn thất mất mấy huynh đệ, các huynh đệ tiến vào tổ đặc cần cũng không dễ dàng gì, ai. Đúng vậy, bên Mỹ cũng có cao thủ. Tôi nghĩ mỗi quốc gia về căn bản đều có tổ chức giống như tổ đặc cần quốc gia của chúng ta, một cao thủ tiến vào không dễ, tổn thất một người rất đáng tiếc, anh chưa nhìn thấy, đoàn trưởng Thiết vì chiêu mộ một số hảo thủ quốc thuật đáng tin đã bạc tóc đi rất nhiều. Y làm thủ lĩnh của tổ hạch tâm số 8 đúng là không dễ dàng. Diệp Phàm cũng thở dài. Phó soái, tôi có thể xin ngài một việc được không? Trấn Đông Tà do dự một lát, rốt cục cũng cố lên gân nói. Trên mặt tỏ vẻ xin lỗi. Anh nói đi. Diệp Phàm nói. Cứ điểm Hồng Kông chỉ có hai thành viên chính thức của tổ hạch tâm số 8, trừ tôi ra, người còn lại chính là phó trạm trưởng Phương Viên, thành viên Liệp Báo phối hợp giúp đỡ làm việc trái lại có 7 người. Tuy nhiên lần trước đi Thái Lan thi hành nhiệm vụ đặc thù, phó trạm trưởng Phương bị thương, lúc mới bắt đầu còn không cảm giác được gì, chẳng qua hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, đi bệnh viện kiểm tra cũng không tìm được bệnh gì. Lần trước tôi kêu y trở về tổng bộ một chuyến, tuy nhiên chuyên gia của tổ khoa năng tổng bộ cũng không điều tra ra bệnh gì, nếu như bệnh tình tiếp tục đồng chí Phương Viên phải chuyển nghề sang bộ đội bình thường hoặc là nhậm chức ở địa phương. Ai, y mới 26 tuổi, một thiên tài võ thuật truyền thống Trung Quốc, đáng tiếc, y vốn là một cao thủ khai nguyên tứ đoạn, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thực lực đỉnh cấp nhị đoạn. Nếu như y rời đi, bên Hồng Kông chỉ còn lại một mình tôi, công việc quá nhiều. Tôi vừa nhận danh hiệu cảnh sát trưởng, chuyện bên phương diện cảnh bị cũng tương đối nhiều, nhất thời thật sự bận rộn. Trấn Đông Tà lo lắng. Nếu chuyên gia tổng bộ cũng nói không có cách tra rõ tình huống, chứng tỏ nguồn gốc căn bệnh của đồng chí Phương Viên tương đối khó, có lẽ bị bên Thái Lan xuống tay âm độc. Một số cao thủ quốc thuật nếu sử xuất ra thủ đoạn điểm mạch tiệt âm gì đó, cũng rất khó điều tra, cho dù có thể điều tra ra không có phương pháp giải mạch đặc thù cũng không thể làm gì. Cho nên tôi thấy có thể yêu cầu đoàn trưởng Thiết điều một tổ viên chính thức từ tổ hạch tâm số 8 tới đây để bổ sung cho cứ điểm Hồng Kông là được. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Hắn biết mình nói như vậy hình như có vẻ vô tình vô nghĩa, nhưng loại chuyện phiền toái này nếu như chọc vào tay, muốn giải quyết là tương đối khó khăn. Nếu như muốn tra ra nguyên nhân Phương Viên thật sự bị thương thì phải đến Thái Lan tìm phương pháp trị thương thì càng khó hơn, Thái Lan cũng có rất nhiều cao thủ thái quyền. Không thua kém cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc chúng ta. Mỗi quốc gia đều có đặc sắc của mình, võ thuật cũng không phải là độc quyền của người Trung Hoa chúng ta. Tôi đã sớm đề cập tới chuyện này rồi. Chẳng qua đoàn trưởng Thiết nói hiện giờ nhân sự đang khó khăn, lần trước đi Mỹ lại tổn hại người, đi Nhật Bản cũng bị thương mấy người, hiện tại tổ hạch tâm số 8 sắp tê liệt rồi, làm gì còn người. Chúng tôi lại cầu cứu tổng bộ, thủ trưởng tổng bộ cũng chỉ lắc đầu, nói là tổng bộ còn thiếu người. Hiện tại nhân viên trong tổ hạch tâm số 1 bảo vệ Trung Nam Hải còn không chưa trang bị đầy đủ. Mấy thường ủy cục chính trị thay phiên ra nước ngoài viếng thăm, đã bận đến mức tối mày tối mặt. Năng lực của Trấn Đông Tà không thể biết nhiều chuyện như vậy, chuyện này làm cho Diệp Phàm âm thầm giật mình. Người này không đơn giản, không phải là đời sau của một số công thần khai quốc gì chứ. Tục gọi là Hồng Nhị Đại, Hồng Tam Đại gì đó. Trấn Đông Tà họ Trấn. Hiện tại chủ tịch nước không phải là Trấn Sơn Hà sao? Lẽ nào Trấn Đông Tà có liên quan đến ông ấy, nếu quả thật có liên quan đến người này thì thật đáng giao tiếp. Nếu mình có thể kết giao bằng hữu với thân thích của chủ tịch nước, lợi ích hẳn không ít. Tuy nhiên có thể không phải, họ Trấn cả nước cũng không thiếu. Nếu quả thật là thân thích của chủ tịch nước tại sao lại ở đây, người đứng đầu tổ đặc cần là chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, thượng tướng Trấn Đông Hải chỉ là người phụ trách cụ thể mà thôi. Tổng bộ không phải có đại vũ sư Bát Đoạn sao? Diệp Phàm hỏi. Y cũng xem qua rồi, cũng không tra ra bệnh gì. Trấn Đông Tà ủ rũ lắc đầu. Ai, cao thủ Bát Đoạn cũng tra không ra. Tôi có biện pháp gì chứ? Chỉ có thể nhúng tay vào phương diện điều người. Anh thấy Tề Thiên như thế nào? Diệp Phàm vừa nghĩ vừa nói, thầm nghĩ. Nếu Tề Thiên vào tổ dự bị tổ A đặc cần. Trái lại trước tiên có thể điều tới Hồng Kông phối hợp giúp đỡ Trấn Đông Tà giải quyết công việc. Công việc ở Hồng Kông rất phức tạp, trên quốc tế thế lực khắp nơi lần lượt thay đổi, càng là chỗ tốt để tôi luyện. Tề Thiên vừa đến đã trở thành phó trạm trưởng, tiếp nhận vị trí của Phương Viên, lăn lộn 1-2 năm đoán chừng có thể trực tiếp thăng lên trung tá, trái lại còn dễ dàng hơn lăn lộn bên trong Liệp Báo.
Tề Thiên, ngoài đẳng cấp còn hơi kém một chút, những phương diện khác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên Phương Viên là phó trạm trưởng, theo như quy định là thành viên chính thức tổ đặc cần tiếp nhận. Tề Thiên chỉ là đội viên liệp báo, là người phối hợp giúp đỡ tổ hạch tâm số 8 chúng ta, còn chưa gia nhập tổ đặc cần. Nếu cậu ấy đảm đương chức vụ này sẽ có dị nghị. Tổ đặc cần chúng ta có quy củ đặc biệt nghiêm khắc, chế độ hoàn hảo, không cho phép có sơ suất. Quốc gia lớn như vậy, quyền lực của tổ đặc cần rất lớn, cho nên đương nhiên cần có hạn chế nghiêm khắc nhất định, chuyện này có lẽ chính là loại cân bằng mà bên ngoài nói. Trấn Đông Tà cười khổ. Ừ, tuy nhiên, sau đó không lâu Tề Thiên sẽ là đội viên tổ dự bị, trước hết để cho cậu ấy rèn luyện một chút cũng tốt. Ngọc không mài không sáng, dần dần sẽ thành thói quen, không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy cầu vồng. Hơn nữa tiểu tử Tề Thiên này giấy chịu khó, lòng cầu tiến mạnh, một lòng vì liệp báo, nghe nói thậm chí rất ít khi về nhà. Đối với đồng chí tốt như vậy, chúng ta phải coi trọng, phải giúp đỡ. Diệp Phàm mỉm cười. Đội viên dự bị. Trấn Đông Tà có vẻ kinh ngạc, tuy nhiên chỉ lóe lên rồi biến mất. Chuyện này kỳ quái lắm sao? Diệp Phàm cũng âm thầm thầm cằn nhằn hỏi, thầm nghĩ. Đội viên dự bị thì có gì đáng làm người phụ trách đặc cần chú ở Hồng Kông giật mình, lẽ nào đội viên dự bị cũng tương đối khó vào? Thật ra thì muốn vào tổ dự bị tổ A đặc cần cũng tương đối khó khăn, có chút giống như đảng viên dự bị. Đội viên dự bị khoảng 3 thành cuối cùng đều có thể trở thành thành viên tổ chính thức, cho nên đội dự bị chính là cánh cửa đầu tiên tiến vào tổ, đội viên tổ bình thường đều phải trải qua thời điểm mấu chốt trước, đương nhiên tình huống giống như Diệp Phàm chỉ có ở người có bản lĩnh lớn, lại là một ngoại lệ. Cho nên, chuyện này không thể không làm Trấn Đông Tà giật mình, thầm nghĩ. Có lẽ Tề Thiên có quan hệ không bình thường với Diệp Phó Soái, vừa rồi hình như nghe thấy y gọi Diệp Phó Soái là đại ca. Chẳng lẽ thành anh em kết nghĩa, hảo huynh đệ, có khả năng lắm. Nếu quả thật như vậy, thì phải suy nghĩ lại một lần nữa thân phận địa vị của Tề Thiên. Nếu có phó soái tổ hạch tâm số 8 chống đỡ, con đường của Tề Thiên ở tổ đặc cần sẽ càng ngày càng rộng mở, càng chạy càng xa. Diệp phó soái trẻ tuổi như vậy đã ngồi lên vị trí phó soái tổ công kích tổ hạch tâm số 8 xếp thứ nhất trong tổng bộ. Đoàn trưởng Thiết hình như cũng có ý tứ đem tổ hạch tâm số 8 giao lại cho hắn. Nghe nói ngay cả biển số xe 002 cũng đưa cho Diệp Phàm rồi. Chương 542, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Đoàn trưởng Thiết gần đây bị trọng thương, nghe nói công lực đã thối lui đến đỉnh cấp tứ đoạn, phải lui về tổng bộ làm một số tạp vụ, hoặc là nói thối lui đến bộ đội bình thường hoặc địa phương đảm đương chức vụ sớm trước thời hạn, tổ hạch tâm số 8 này khẳng định là Diệp phó soái lãnh đạo. Hắn còn trẻ tuổi như vậy đã lãnh đạo tổ hạch tâm số 8. Sau này có lẽ còn thay thế vị trí bá chủ của thủ lĩnh trấn ở tổng bộ, đó là chiếc ghế quyền thế ngút trời, nghe nói chủ tịch nước đã có toan tính để danh thủ lĩnh trấn kiêm nhiệm chức vụ phó chủ tịch quân ủy. Diệp Phàm lúc này ở trong mắt Trấn Đông Tà đã gần bằng thần linh, một vị thần tương lai chói mắt, lúc này tốn chút khí lực kết giao trước với người này, túm được đuôi rồng tuyệt đối vẫn có thể dính chút ánh sáng. Trấn Đông Tà cố gắng chấn định, nói. Không có gì. Nếu quả thật là đội viên dự bị đến Hồng Kông làm phó trạm trưởng cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, bất kể tình huống của Tề Thiên như thế nào, tôi đều phục tùng quyết định của phó soái. Trấn Đông Tà suy nghĩ như vậy, đã hơi có ý định dựa vào Diệp Phàm, cho nên giọng nói càng thêm cung kính. Trấn Đông Tà đi rồi. Diệp Phàm vươn vai mới phát hiện trời đã sáng, xem ra không có cách nào ngủ bù. Trang Hồng Ngọc cũng không ngủ. Mặc bộ áo ngủ màu hồng phấn ở trong sảnh nhấn nút tivi loạn xạ. Mái tóc hơi bù xù, thỉnh thoảng thở ra một hơi làm mái tóc bay bay. Cổ áo ngủ cũng không cao lắm, một vùng da trắng như tuyết lộ ra ngoài, ngay cả cặp núi đôi cũng lộ ra một đoạn. Dáng vẻ bạch cốt tinh của mỹ nhân có thể mê hoặc chúng sinh chết chìm, khiến trái tim Diệp Phàm không tránh khỏi nhảy lên thình thịch mấy cái. Hắn thầm mắng một câu. Bạch cốt tinh. Trang Hồng Ngọc thấy Diệp Phàm dùng ánh mắt hèn mọn lướt qua trên ngực mình, hừ lạnh nói. Nhìn nữa khoét mắt. Cô để lộ ra ngoài, tôi không nhìn làm sao được. Tôi là con người, chưa bao giờ che giấu mình háo sắc, đàn ông mà. Háo sắc cũng không gọi là háo sắc, gọi là phong lưu hiểu không? Diệp Phàm cố ý giả bộ làm con sói háo sắc, ánh mắt dừng lại ở vùng da trắng nõn không rời đi chỗ khác. Anh đi chết ba, hừ. Trang Hồng Ngọc hừ mũi đưa tay sửa sang lại trước ngực, sau khi thả tay xuống thiếu chút nữa làm đồng chí Diệp Phàm rớt con mắt.
Đồng chí Diệp Phàm vốn tưởng Trang Hồng Ngọc muốn sửa sang lại quần áo ngay ngắn không cho tên sói háo sắc nào đó nhìn thấy, ai ngờ Trang Hồng Ngọc chẳng những không che lấp lại, ngược lại mở rộng chiếc áo, kéo rộng sang hai bên. Cổ áo mở ra hình như càng rộng, lúc này rãnh sâu mờ ảo hiện ra càng rõ ràng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy viên ô mai nhỏ mê người. Mẹ kiếp, có ý gì, cô ta muốn dụ dỗ mình. Diệp Phàm kêu lên, nuốt nước miếng, khó khăn đưa ánh mắt rời đi. Ha ha ha, sao vậy, bổn cô nương mở rộng, đầu heo nào đó lại không dám nhìn à. Chủ nhiệm Diệp, chỗ đó của tôi có sâu không? Trang Hồng Ngọc đột nhiên ngọt ngào, vô cùng nũng nịu, nhoẻn miệng cười hỏi, thật đúng là giọng điệu hại nước hại dân. Sâu, hình như sâu như rãnh biển. Diệp Phàm thuận miệng trả lời, không nhịn được, bởi vì cái đó đúng là quá mê người, tất cả đàn ông đều không chịu được. Anh chàng này phải điên cuồng đọc thanh tâm quyết mới chống lại được cảm giác bị xuân sắc dụ dỗ. Hừ, đi chết đi, đồ đầu heo. Cảm giác trước mắt tối sầm, Trang Hồng Ngọc lập tức biến sắc, lạnh như hàn băng, đưa gối đá về phía chủ nhiệm Diệp. Ha ha ha, đầu tiên là quyến rũ không được chủ nhiệm này thì đổi sang vứt tú cầu à, tôi nhận cầu tốt lắm, ai đến cũng không cự tuyệt. Diệp Phàm tiện tay túm lấy trong tay, ghé sát mũi vào người kêu lên. Thơm quá. Hừ. Gương mặt Trang Hồng Ngọc đột nhiên đỏ bừng, hừ một tiếng, khi ánh mắt Diệp Phàm cố tình liếc qua, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, lắc đầu nói. Che mất rồi, không nhìn thấy rồi, đáng tiếc. Cho đầu heo nhìn cũng không cho anh xem, hừ. Trang Hồng Ngọc cong môi lên, đắc ý nhìn Diệp Phàm chằm chằm, giống như một con gà mái động dục. Tuy nhiên, con gà mái này hình như lại giống một khối băng, kích thích nóng hực của Diệp Phàm thoáng chốc bị khối băng tắt ngúm. Không nhìn thì không nhìn, có gì đâu, không phải đều là thịt sao, cũng không phải kết hợp chất liệu khác, ha ha ha. Anh chàng này rất có phong cách thân sĩ, còn nhún nhún vai, thật ra trong xương cốt tương đối tiếc nuối. Anh, hạ lưu. Trang Hồng Ngọc đỏ bừng mặt, trợn mắt, xem ra bị đồng chí Diệp Phàm mặt dày chọc cho rồi. Hạ lưu, cái gì gọi là hạ lưu? Có câu tục ngữ, đàn ông không xấu đàn bà không thương sao? Đàn ông không hạ lưu thì còn gì để nói. Cho nên, để đàn bà vui vẻ, đàn ông có khi cũng nên hạ lưu, mục đích đương nhiên là để đàn bà thích thú. Cho nên, hạ lưu cũng là phân phẩm. Một bài phát biểu hùng hồn của người nào đó về từ hạ lưu, khiến nghiên cứu sinh Trang Hồng Ngọc chỉ biết há mồm trợn mắt, ngơ ngẩn nhìn người đó sắp chết nghẹn, nhất thời không nói ra lời. Bộ ngực Trang Hồng Ngọc kịch liệt phập phồng, giống như gợn sóng trên biển, vô cùng tức giận. Dứt khoát quay đầu đi không để ý tới người nào đó. Cảnh tượng yên lặng một hồi lâu, Diệp Phàm cười nói. Hồng Ngọc, nơi này có 5 vạn đồng, là tổn thất khách sạn Bảo Đức Lai bồi thường cho chúng ta. Diệp Phàm cười nói. 5 vạn. Trang Hồng Ngọc mở to mắt, trong nháy mắt khôi phục như cũ, đoán chừng là có chút hoảng sợ, 5 vạn đối với cô ta mà nói thật sự không ít. Tuy nhiên cô ta cũng không đưa tay, lắc đầu, cười nói. Tất cả số tiền này đều là công lao của anh, nếu như không có anh, tôi đã sớm bị rắn độc cắn, nói ra anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi, cho nên 5 vạn này là của anh. Tuy nhiên khi nói đến đây, Trang Hồng Ngọc lại liên tưởng đến cảnh tượng kiều diễm trong phòng vệ sinh, tuy nói mình lúc đó hơi hôn mê, không biết tình cảnh thật sự, nhưng suy nghĩ khẳng định là vô cùng tuyệt vời. Sao vậy, số tiền này làm cô kinh sợ sao, 5 vạn này là chi phí người ta bồi thường tổn thất tinh thần. Diệp Phàm lại động tay, giật túi tiền về. Mỗi người một nửa thì thế nào? Nếu không tôi không cầm. Thái độ của Trang Hồng Ngọc rất kiên quyết, nhìn Diệp Phàm chằm chằm, không động lòng tham tiền. Tốt, mỗi người một nửa thì một nửa. Chúng ta tuy nói không cùng sinh, nhưng cũng trải qua từng suýt chết, tính ra mình cũng lãi lớn rồi, được ôm mỹ nhân lại còn buôn bán kiếm lời, nếu đến thêm một lần nữa thì tốt. Anh chàng này vừa đếm tiền vừa cằn nhằn, vẻ mặt rất hèn mọn. Anh còn nói, anh, Trang Hồng Ngọc nổi giận, trừng hai mắt, gương mặt nhất thời đỏ ửng. Cầm đi, đếm xem. Không cần, anh không dám lấy thêm đâu. Trang Hồng Ngọc cũng không đếm, trực tiếp chạy về phòng. Trong lòng cô ta cũng thầm giật mình không dứt, thầm nghĩ. Chủ nhiệm Diệp hình như có bản lĩnh rất lớn, ở Hồng Kông cũng có một nhóm bằng hữu làm việc cho hắn, người này càng ngày càng thần bí, còn nữa, lúc buổi tối bộ ngực của hắn thật là ấm áp. Giống như một lò lửa lớn, kỳ quái, chẳng lẽ bộ ngực đàn ông đều nóng hổi như vậy sao? Có lẽ không phải,
có phải hắn ôm mình làm mình động tình hay không? Trang Hồng Ngọc tự mắng mình. Không có khí phách, hơn 2 vạn đồng tiền đã mua được cô. Trang Hồng Ngọc à Trang Hồng Ngọc, từ trước đến nay cô vẫn có lý tưởng làm người của mình, trước kia phí gia giàu có như vậy, cô còn đứng vững, mấy vạn đồng này có xem là gì, nghèo hèn cũng không thay đổi chí hướng. Trang Hồng Ngọc lại có thể đem danh ngôn của cổ nhân đổi thành phương châm sống của mình, cô gái này luôn coi trọng đạo nghĩa này, thật là đáng quý. 8 giờ 30 phút sáng. Nhóm người Diệp Phàm đúng giờ đến tòa nhà trung tâm của Kim Thế Giới. Cả tòa nhà được sơn màu vàng rực, dưới ánh mặt trời thật sự có chút cảm giác Phật quang chiếu rọi, bước vào đã cảm thấy phú quý ép người, tương đối kinh ngạc. Tề Thiên cũng đang ngồi trong phòng khách rộng rãi của Thái Y Tuyết, liếc mắt với Diệp Phàm ý tứ là. Em đã nhìn cô ta rất chặt, hợp đồng chuyển nhượng hôm nay nhất định sẽ được ký. Tuy nhiên, Diệp Phàm rất kinh ngạc. Bất ngờ phát hiện còn có một vị khách không mời mà đến, đại thiếu gia Đinh Xuân Thu của khách sạn Bảo Đức Lai, thằng nhãi này đang uống trà, hai chân gác lên nhàn nhã ngồi trên ghế sa mềm mại, y vốn đang nheo mắt, vừa thấy Diệp Phàm và Trang Hồng Ngọc đi vào, trong mắt đột nhiên bạo phát ra tia lạnh lùng, chẳng qua y che giấu vô cùng tốt, trong nháy mắt đã thu lại, chỉ có đôi mắt ưng đặc thù của Diệp Phàm mới phát giác, nếu không khó có thể phát hiện. Kỳ quái, tại sao Đinh Xuân Thu cũng tới? Chẳng lẽ y có liên quan với Thái gia, xem ra hợp đồng chuyển nhượng hôm nay sẽ gặp một số phiền toái không nhỏ. Trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ nói. Diệp tiên sinh đến rất đúng lúc, mời ngồi. Thái Y Tuyết cố nặn ra nụ cười, rất là khách khí nói. Hừ, Diệp tiên sinh, 5 vạn của tôi cầm có phỏng tay không? Ninh Xuân Thu nghiêng qua liếc mắt nhìn Diệp Phàm hừ nói, lời này có vẻ khó hiểu. Không phỏng tay, tiền Hồng Kông không tồi. Cầm trong tay ấm áp lắm, trở về sẽ đổi thành nhân dân tệ cho dễ sử dụng, đổi thành tiền Nhật Bản thì được một sấp. Tuy nhiên, đây hình như là số tiền Bảo Đức Lai nên trả, chúng tôi cầm cũng yên tâm, tất cả thủ tục đầy đủ, ha ha. Diệp Phàm bình thản trả lời, biết tâm lý người này không thoải mái, tối hôm qua tổn thất hơn 200 vạn, có thể thoải mái mới là lạ. Hắn quay đầu cười nói với Thái Y Tuyết. Tổng Giám đốc Thái, có thể bắt đầu được chưa? Có thể rồi. Tuy nhiên lần này tập đoàn Kim Thế Giới chúng tôi ký hợp đồng với nhà máy thảm sợi huyện Ngư Dương các anh, đại diện bên tôi chính là vị tổng giám đốc Đinh này, chuyện này toàn quyền do y chịu trách nhiệm ký hợp đồng với bên đại lục các anh. Thái Y Tuyết thốt ra một câu thiếu chút nữa chấn kinh Diệp Phàm, mặt biến sắc mấy lần, cuối cùng cũng khôi phục lại, Trang Hồng Ngọc cũng không khác gì. Tề Thiên lại càng ngây người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Thái Y Tuyết, hỏi. Y Tuyết, không phải đã nói rồi sao? Chuyện này do cô đại diện công ty ký hợp đồng, tại sao lại đổi người, Đinh công tử tổng giám đốc của khách sạn Bảo Đức Lai, tại sao anh ta lại đại diện Kim Thế Giới ký hợp đồng với Ngư Dương bên đại lục? Ha ha ha, có nên do tôi làm đại diện hay không phụ thuộc vào định đoạt của các anh hay sao, có phải không tổng giám đốc Thái? Đinh Xuân Thu đắc ý liếc mắt nhìn 3 người Diệp Phàm đang khiếp sợ. Chuyện này cũng bình thường. Bởi vì gia tộc Đinh Thị của Đinh Công Tử chính là đại cổ đông thứ 2 của tập đoàn Kim Thế Giới chúng tôi. Cho nên lần này do y đại diện tập đoàn công ty ký hợp đồng hoàn toàn hợp pháp. Đây là giấy chứng minh quyền cổ phần, các anh có thể nhìn xem. Thái Y Tuyết khổ sở giải thích. Chương 543, biến số. Hỏng bét, không ngờ trong lúc mấu chốt lại có thể toát ra một chuyện như vậy. Đinh Xuân Thu, nhìn vẻ đắc ý của y, đoán chừng chuyện này lại gây thêm rắc rối rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ, tuy nhiên trên mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười nói. Được, vậy thì bắt đầu, chúng tôi mang chi phiếu chuyển khoản đến, ký kết hợp đồng trước rồi chuyển giao trước mặt. Hắn quay đầu nói với Trang Hồng Ngọc. Cô đem chi phiếu 1.100 vạn đưa cho Tổng Giám đốc Đinh nghiệm chứng. No. Đinh Xuân Thu rất có phong độ trọng sĩ, khoát khoát tay, mỉm cười thản nhiên. Tổng Giám đốc Đinh, xin hỏi đây là ý gì? Diệp Phàm vẫn bình tĩnh mỉm cười đánh trả lại. Không phải 1.100 vạn, mà là 2.000 vạn, thiếu một số cũng không được. Ninh Xuân Thu ném ra một câu làm 3 người Diệp Phàm, Tề Thiên, Trang Hồng Ngọc thiếu chút nữa choáng váng. Không phải nói là 1.100 vạn sao? Diệp Phàm nhếch lông mày, quay đầu hỏi Thái Y Tuyết. Trước khi chưa ký kết hợp đồng, chuyện đã phát triển biến hóa, trải qua ước định của công ty tập đoàn Kim Thế Giới chúng tôi. Hội đồng quản trị thảo luận, cảm thấy thu 2.000 vạn của các ngài mới phù hợp, cũng không xem là khó dễ các ngài.
Phải biết rằng tầng thứ 3 cao ốc Thiên Mã mặc dù nói chỉ có nửa tầng, nhưng diện tích cũng không nhỏ, tiền thuê ban đầu so với hiện tại đã tăng trưởng hơn gấp đôi. Đây là tình thế thị trường quyết định, cũng không phải là công ty Kim Thế Giới chúng tôi muốn cố ý gây khó khăn cho các ngài. Thái Y Tuyết cố lên gân giải thích, chẳng qua thần tình trên mặt rất là miễn cưỡng. Ninh Xuân Thu mỉm cười, giống như thằng hề không lên tiếng, để Thái Y Tuyết khiên cưỡng giải thích. Tổng Giám Đốc Đinh, là như vậy sao? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của Tổng Giám Đốc Thái. Ninh Xuân Thu lại đem chuyện hoàn toàn đẩy lên người Thái Y Tuyết. Y Tuyết, làm sao cô có thể như vậy? Nói một đàng, làm một nẻo, đây chính là uy tín của Kim Thế Giới các người sao? Tề Thiên nổi giận, đứng lên chỉ vào Thái Y Tuyết hừ nói. Anh Tề, em. Ánh mắt Thái Y Tuyết lóe lên, đoán chừng là có lời khó nói. Hừ, xem như tôi nhìn lầm người, sau này Tề Thiên này tuyệt đối sẽ không bước chân vào Thái gia các người nữa, tôi nhổ vào. Tề Thiên không nhịn được nhổ một miếng, đương nhiên. Không có đờm, chỉ là động tác thô tục mà thôi. Tề tiên sinh, xin ngài tự trọng một chút, nơi này là trung tâm Kim Thế Giới, cho dù là ở hậu cần trung tâm Hồng Kông cũng nổi tiếng, không phải là chỗ loại nhà quê đại lục các ngài có thể tùy tiện nhổ đờm. Ninh Xuân Thu lại tăng thêm mồi lửa, có chủ tâm muốn quấy nhiễu chuyện này, vẻ mặt cực kỳ khinh bỉ. Mẹ kiếp, tiểu tử này muốn chết có phải không? Tề Thiên nổi giận, tính tình dữ dội của quân nhân bộc phát, trừng mắt. Vung quả đấm muốn tiến lên đánh người. Tề Thiên, làm gì vậy, đứng yên cho tôi. Tề Thiên tức thì bị Diệp Phàm quát đứng lại. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt cuồng vọng của Đinh Xuân Thu nói. Tổng Giám Đốc Đinh, có thể giảm bớt chút ít hay không, ví dụ giảm 8% thì thế nào? Đây là Hội đồng Quản trị Kim Thế Giới quyết định, tôi có quyền thay đổi sao? Diệp Thiên Sinh, nếu muốn ký thì nhanh chóng ký, nếu không ký tôi cũng không có thời gian rảnh. Công việc cần giải quyết của khách sạn rất nhiều, tôi rất bận. Hơn nữa, người chờ ký hợp đồng nhiều lắm, tôi tin tưởng, chỉ cần tôi chịu đứng ra hừ một tiếng, có rất nhiều công ty kêu gào muốn tới ký hợp đồng. Ninh Xuân Thu liếc mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt có vẻ muốn lấn tới, xem ra không định lùi bước. Tổng Giám Đốc Thái, thật sự không thể bớt chút ít sao? Trang Hồng Ngọc không nhịn được hỏi, Thái Y Tuyết không lên tiếng, lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Hình như trong hốc mắt mơ hồ đã có nước mắt lấp lánh, đoán chừng là bị Tề Thiên làm cho như vậy. Ký. Diệp Phàm phun ra chữ này, cảm thấy có sức nặng ngàn cân, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một hồi được mất, vướng mắc. Hắn cảm giác biến sắc làm ăn trên thương trường còn nhanh hơn đánh giấm. Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông trước kia khi nói chuyện với mình cũng thành khẩn vô cùng, tuy nhiên sau đó tầng lầu vừa đến tay, tập đoàn bọn họ lại thay đổi. Xem ra trên mặt trận làm ăn chỉ có ích lợi, lại có mấy phần quan hệ nhân tình bên trong, quan hệ nhân tình đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Lấy Tề gia của Tề Thiên và Thái gia mà nói, quan hệ không thể bảo là không tốt, tuy nhiên cuối cùng quan hệ rất thân thiết vẫn không chống đỡ được áp lực của ích lợi phải giải thể. Hai bên ký hợp đồng trong bầu không khí lạnh như băng, may là Diệp Phàm đem toàn bộ tiền theo, 2.600 vạn tiền mặt thoáng cái chỉ còn lại 600 vạn. Quyết đánh đến cùng. Hành động lần này, nếu vì những sai sót này mà thất bại, con đường quan lộ của Diệp Phàm có lẽ cũng tuyệt lộ, nếu không lấy được tiền nhét vào lỗ thủng, đại lao lạnh như băng của thủ lĩnh Thiết đang chờ hắn. Tuy nhiên quyết định quyết đoán của Diệp Phàm cũng làm cho Đinh Xuân Thu thầm giật mình, một phó chủ tịch huyện nhỏ bé của đại lục lại có thể quyết đoán như vậy, làm y một lần nữa mở rộng tầm mắt. Nghe nói hình như ở đại lục có một số huyện nghèo, thu nhập tài chính một năm toàn bộ huyện không quá 2.000 vạn, người này gan dạ sáng suốt đúng là làm người ta tin phục. Tiểu tử, đoán chừng huyện nghèo các người dự tính ký kết hạng mục lần này là 1.100 vạn, thoáng cái anh đập xuống 2.000 vạn, xem hắn trở về ăn nói thế nào. Hắn bị lột mũ quan là chuyện nhỏ, đoán chừng còn phải ngồi tù, mình vốn muốn dùng chuyện này uy hiếp tiểu tử này, không nghĩ rằng trên người tiểu tử này lại mang theo không ít tiền, lại có thể dám hạ bút ký kết thật. Ninh Xuân Thu âm thầm chắc lưỡi hít hà chờ đợi một thời gian truyền đến tin tốt Diệp Phàm bị mất chức và ngồi tù. Anh Tề, anh không về ăn cơm sao? Tề Thiên đi theo Diệp Phàm đang xoay người muốn đi, Thái Y Tuyết vẻ mặt khổ sở, ở phía sau hỏi. Ha ha ha, Thái gia các người cửa cao, tường dày, đáy sâu, chúng tôi là người nào, tất cả đều là đám nhà quê tới từ đại lục, bữa cơm đó tôi không dám ăn,
ăn vào sợ đau bụng lắm, ha ha. Cảm ơn, không nói nữa. Tề Thiên khôi phục bình tĩnh, châm chọc khiêu khích, đi theo Diệp Phàm. Lão đệ, có lẽ Thái Y Tuyết bị gia tộc Đinh Thị của Đinh Xuân Thu ép buộc, cậu không nghe thấy sao? Đinh gia là đại cổ đông thứ hai của Kim Thế Giới, ở đây nhất định có quan hệ lợi hại. Tôi thấy chuyện này cũng được rồi, lão đệ cậu cũng đừng oán trách Y Tuyết cô nương nữa, tất cả đều do Đinh Xuân Thu gây nên. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Tề Thiên, khuyên nhủ. Đừng nói nữa đại ca, em xem như nhìn thấu rồi, mẹ kiếp. Đây là cõi đời gì chứ, em nhổ vào. Thái gia khốn khiếp, sau khi em trở về nhất định phải kêu phụ thân chặt đứt tất cả con đường ủng hộ Thái gia, phải làm cho Thái gia ăn đủ. Mẹ kiếp, thật không ra gì, muốn chơi trò gì chứ? Tề Thiên khó có thể quên được, bực tức nói. Lão đệ, cậu làm như vậy không phải càng làm cho Đinh gia chế giễu hay sao? Không sáng suốt. Diệp Phàm nghiêm túc lắc đầu. Không nói nữa, đại ca, hôm nay anh có nói gì cũng vô ích, em sẽ không để ý Thái gia gì nữa. Không quan hệ với em, cũng tốt, đỡ làm lão tử phiền lòng, hừ. Tính tình bướng bỉnh của Tề Thiên lại nổi lên, căn bản không thèm nghe. Tôi thấy cũng phải, để ý bọn họ làm gì, một đám khinh thường người khác. Trang Hồng Ngọc ở bên cạnh châm dầu vào lửa trợ uy, khiến Diệp Phàm tức giận hung hăng trừng mắt nhìn, cô ta mới không nói nữa. Được rồi, chúng ta ăn cơm ngủ bù, sau đó, xế chiều tới tập đoàn Bố Thăng đi dạo một chút. Diệp Phàm cười nói, duỗi lưng một cái, dứt khoát không nghĩ đến những chuyện phiền toái này nữa. Ăn một bữa trưa tương đối buồn bực, Trang Hồng Ngọc đã quay về ngủ trước. Diệp Phàm ngủ một giấc, nhìn đồng hồ cũng sắp 2 giờ, Tề Thiên không ngủ được, ngồi trên ghế xa, vẻ mặt âm trầm nói. Đại ca, em quay về Liệp báo trước, chuyện bên này cũng không giúp được gì cho anh. Em ở lại đây rất phiền lòng, mẹ kiếp. Không vội, đợi thêm đi. Diệp Phàm cười thần bí. Đợi đợi nữa, tại sao, em thật sự có việc bận, lần này ra ngoài mấy hôm, đoán chừng trở về còn bị mắng. Liệp báo có kỷ luật, lần này em đã coi như phá lệ rồi. Tề Thiên lắc đầu, muốn bỏ đi, có lẽ vì tâm tình khó chịu, không muốn gặp người của Thái gia. Con làm gì vậy tiểu tử này, có phải mắng Y Tuyết hay không, làm hại đại cô nương người ta khóc đến sưng tấy mắt, thích không hả? Tiểu tử con lập tức cút về cho ta, hừ. Tề Thiên mới vừa cầm điện thoại đã bị Tề Chấn Đào đổ ập xuống chửi rủa một phen. Cô ta đi tố cáo với cha sao? Hừ, đồ quỷ Dạ Xoa không giữ lời hứa, còn dám đi ra ngoài nói láo, không sợ con cắt lưỡi cô ta. Tề Thiên vội vàng hừ nói. Con nói gì vậy thằng nhãi này, lại nóng nảy rồi có phải không? Con kêu cha phải nói con thế nào đây? Y Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Gia tộc Đinh Thị người ta là đại cổ đông thứ hai của Kim Thế Giới. Bá phụ con cần bọn họ ủng hộ, nếu không vị trí chủ tịch cũng không làm sao bảo vệ biết không. Trên đời này có rất nhiều chuyện cũng phải biết lúc nào nên lấy nên bỏ, biết thối lui, lui một bước trời cao biển rộng. Chuyện này cũng không mất thể diện, cũng có thể nói là một loại sách lược của trí giả. Đương nhiên, chuyện lần này Kim Thế Giới làm vậy cũng có chút quá đáng, nhưng thái bá phụ của con cũng là bị ép buộc. Tuy nhiên bọn họ làm vậy cũng coi như giúp Diệp Phàm rồi, nếu không nửa mặt bằng tầng lầu đó hoàn toàn có thể chuyển nhượng cho những công ty khác, rất nhiều công ty đang chờ, đây có lẽ là chuyện duy nhất thái bá phụ của con có thể giúp Diệp Phàm, ai? Tề Chấn Đào hung hăng mắng, cuối cùng thở dài. Con không quan tâm, sau này đừng nhắc đến thái gia với con nữa, y không phải là bá phụ của con cũng không quen biết bọn họ. Ta đã nhận đại ca. Ra tay âm độc đùa bỡn đối với đại ca chính là không đúng, đối nghịch với đại ca chính là kẻ địch của Tề Thiên này, hừ. Tề Thiên rất bướng bỉnh, đầu ngẩng cao hoàn toàn không phục, kiên quyết cường ngạch với lão tử Tề Chấn Đào. Hảo tiểu tử, lại muốn ngạo mạn có phải không? Lập tức chạy về cho lão tử, chị không được con có phải hay không? Đại pháo Tề Chấn Đào lại bắt đầu phát đạn pháo, giống lớn trong điện thoại làm Diệp Phàm cách đó hơn 1 mét cũng nghe được rõ ràng. Quay về thì quay về, bất quá còn trở về Liệp báo, không về nhà, hừ. Giọng nói của Tề Thiên thấp xuống một chút. Hừ, không về nhà có phải không? Lão tử có phải xông tới Liệp báo chói người cũng phải chói nghịch tử này mang về, phản thiên. Tề Chấn Đào quát. Đưa điện thoại cho tôi. Diệp Phàm nói, nhận lấy điện thoại rồi nói. Chú Tề, chuyện này Tề Thiên cũng không làm gì sai, cho cậu ấy thời gian 2 ngày giảm nhiệt đi.
cháu muốn kêu cậu ấy ở lại Hồng Kông vài ngày nữa. Ở lại Hồng Kông, chuyện của các cậu còn chưa giải quyết xong sao? Tề Chấn Đào Đình chỉ cơn tức giận hỏi. Không phải, chuyện này cháu đã nói với chú, cháu đã nói qua với anh Thiết rồi, muốn đề cử Tề Thiên đến Hồng Kông công tác, chú Tề thấy thế nào? Diệp Phàm thốt ra một câu thiếu chút nữa làm Tề Thiên chấn động rất cằm, ở bên cạnh kêu lên. Ở Hồng Kông công tác, hay? Hay của khỉ, không cho. Tề Chấn Đào cũng nghe thấy Tề Thiên kêu hay, có chút giận dỗi hừ nói. Chương 544, làm ăn với bố Thăng. Chú Tề, chú không chịu có phải không, sau này đừng hối hận. Diệp Phàm cố ý nói, đương nhiên là muốn thu hút sự hứng thú của Tề Chấn Đào. Diệp tiểu tử, cậu còn muốn tỏ ra bí hiểm với tôi, cậu nói cho tôi nghe một chút đi, Tề Thiên đến Hồng Kông công tác có chỗ nào tốt? Tề Chấn Đào cũng bình tĩnh lại, hỏi, dù sao y cũng là phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy, tâm tình ổn định, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều lợi hại được mất. Nếu Tề Thiên đến bên này đoán chừng có thể mò được chức phó trạm trưởng, thật ra chính là đặc phái viên Liệp báo chú tại Hồng Kông, loại cấp bậc phân trạm này chú Tề là cán bộ chuyển quân có lẽ biết một chút. Hơn nữa vị trí địa lý Hồng Kông cũng quyết định phân trạm này có trình độ không giống với những nơi khác, Trung ương coi trọng nó thế nào, tôi chỉ tiết lộ một chút, ha ha. Diệp Phàm cười nói. Phó trạm trưởng. Tề Chấn Đào hỏi lại một tiếng rồi không lên tiếng, có lẽ đang suy tư cái gì, không lâu sau lại nói. Được, tôi nghe lời cậu, tuy nhiên cậu phải trông coi tiểu tử này thật tốt cho tôi, thật hết chỗ nói. Nếu công tác ở Hồng Kông thì thu xếp cho nó ở Thái Gia. Điều này sợ rằng không được, chú Tề, chuyện này có kỷ luật, cái này là do bên kia thu xếp, cháu chỉ có thể nói đến đây, nếu đồng ý thì gật đầu, cháu cũng sẽ trả lời cho anh Thiết, nếu không đồng ý cháu cũng phải trả lời. Diệp Phàm dứt khoát ngăn cản đường phát triển của Thái Gia, thật ra đương nhiên là Diệp Phàm tự mình nói như vậy, phía bên Liệp báo chỉ là nói khoác mà thôi. Được, chuyện này toàn bộ nghe theo thu xếp của cậu, cảm ơn cậu. Tề Thiên có người đại ca như cậu giúp đỡ là phúc khí của nó. Chuyện này Tề Chấn Đào tôi lại thiếu cậu một đại nhân tình. Tề Chấn Đào này không thích nợ người khác, tôi hiện tại có thể hứa với cậu, chờ khi cậu muốn cầm quyền một phương cứ nói với tôi, nếu như thời cơ chín muồi tôi sẽ thu xếp, tuy nhiên chỉ một lần thôi. Tề Chấn Đào nói trắng ra, sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Mẹ kiếp, đại thu hoạch, có Tề đại lão phát biểu. Lão tử sau này làm chủ tịch huyện là chắc chắn rồi, không, nhất định phải làm bí thư huyện ủy mới sử dụng đòn sát thủ này, thép tốt phải dùng trên lưỡi dao, chỉ có một lần, sau này hãy nói. Trong lòng Diệp Phàm tương đối cao hứng, thậm chí có thể nói là mừng như điên, Tề đại lão phát biểu nhất định sẽ làm được. Chiếc ghế bí thư huyện ủy đối với mình mà nói là xa không thể chạm, nhưng đối với Tề Chấn Đào mà nói lại là chuyện trong tầm tay, tuy nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất kể dễ dàng hay không dễ dàng, Tề Chấn Đào đã nói ra khẳng định sẽ làm được. Trước mắt con đường trung gian đến bí thư huyện ủy còn rất dài, còn phải dựa vào chính mình từng bước đi tới, liều mạng thôi. Đại ca, chuyện công tác ở Hồng Kông là thế nào? Tề Thiên trơ mặt ra sắp tới, cười nịnh hót, làm cho Diệp Phàm muốn ói. Hắn cười nói, chính là công tác dưới tay trưởng trạm trấn Đông Tà, có khả năng thăng lên phó trạm trưởng, làm sao? Cậu có hứng thú không? Phó trạm trưởng, mẹ kiếp, đó là cấp bậc lớn lao. Đại ca, em nghe lời anh có thể giúp huynh đệ một tay, chuyện lần này cứ quyết định vậy đi. Tề Thiên vui mừng đến mức cứ lắc lắc cánh tay Diệp Phàm. Chuyện này vẫn chưa thành, hiện tại chỉ là suy nghĩ, tôi còn chưa nói với đoàn trưởng Thiết. Tuy nhiên cậu có thể liên lạc với trạm trưởng trấn trước, đi xem công tác cụ thể làm sao, làm quen trước một chút cũng tốt. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Về phần cấp bậc, phó trạm trưởng nghe nói là cấp bậc phó phòng, nếu quân hàm có lẽ chờ cậu cọ sát đến 1-2 năm thăng lên trung tá là không thành vấn đề. Đại ca, em đi trước. Tề Thiên đợi không kịp nữa, chào hỏi một tiếng muốn chuồn đi. Tiểu tử này, quỷ chết đói đầu thai sao, nhìn cậu gấp đến đâu, đợi đã. Cậu phải theo tôi đến cao ốc bố Thăng trước rồi hãy nói. Diệp Phàm tức giận mắng. Tập đoàn Bố Thăng Hồng Kông là một công ty tập đoàn mô hình lớn có tài sản 15 tỷ Hồng Kông, sản xuất, kinh doanh tơ dệt vải vóc. Chủ tịch Triệu Sĩ Tài là một người tai to mặt lớn rất có quyết đoán trong giới vải vóc. Cao ốc Bố Thăng xây trên đường mới Cửu Long.
Tuy nhiên muốn gặp được Triệu Sĩ Tài, Diệp Phàm biết không dễ dàng, bởi vì mỗi ngày người ta phải xử lý rất nhiều công việc, khách hàng bình thường không có nhân vật có quyền có thế tiến cử, tập đoàn Bố Thăng sẽ không gặp, đây chính là vấn đề cấp bậc. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có phương pháp của Diệp Phàm. Trước đó gọi Tề Thiên đóng dấu một chồng thẻ giả, dâng thư là công ty hữu hạn Thái Long Hoa Hạ. Hắn đương nhiên cũng giả dạng, mặc lên người loại hàng cao cấp nghe nói là chế phục đặt may mà Nam Cung Hồng Sách trước kia tặng cho mình, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc xì gà Cuba, đầu tóc bóng loáng, rất là gọn gàng, ngay cả Trang Hồng Ngọc đứng bên cạnh cũng ngây người vài giây, khẽ mỉm cười, khen. Chủ nhiệm Diệp thật sự có dáng tai to mặt lớn, đáng tiếc, không nên đi lăn lộn quan trường, loại tướng mạo này lăn lộn làm ăn thì sớm phát tài, ha ha ha. Kể từ khi tiếp xúc hai ngày đến nay, đặc biệt là sau chuyện xảy ra ở phòng vệ sinh và phòng giam, hai người tiếp xúc cũng nhiều hơn. Trang Hồng Ngọc không còn vẻ ngoài lạnh như băng, thỉnh thoảng còn có thể bĩu môi đùa bỡn với Diệp Phàm, hai người trái lại rất vui vẻ, có loại cảm giác mập mờ đang bén dễ đâm chồi. Vậy sao, cô chính là nữ thư ký của tôi, Tề Thiên chính là hộ vệ, dáng người của cậu ấy cũng thích hợp, đeo kính râm vào, lên cơ bắp là người ta phải nhìn. Diệp Phàm cười. Hừ. Ai là thư ký của anh? Trang Hồng Ngọc đỏ mặt, khẽ mắng, liếc nhìn đại ca Diệp Phàm, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Ba người xoải bước tiến vào cao ốc Bố Thăng. Vừa thấy khí phái của ba vị khách vừa đến, quản lý tiền đường của cao ốc Bố Thăng liền tươi cười bước lên tiếp đón. Xin chào ba vị khách quý, tôi là quản lý tiền đường cao ốc Bố Thăng, tên là Liễu Nguyệt, xin hỏi các vị khách có chuyện gì cần tôi giúp đỡ? Tiểu thư Liễu Nguyệt trên người mặc đồng phục. Nhìn qua rất lịch thiệp trang nhã khẽ mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Tôi là Tổng Giám Đốc Diệp Phàm của công ty hữu hạn Thái Long Hoa Hạ, muốn vào thu mua một số hàng dệt tơ, số lượng. Diệp Phàm nói đến đây giống như quên mất, quay đầu nhìn thư ký Trang Hồng Ngọc ở bên cạnh. Tổng Giám Đốc Diệp, công ty lần này chuẩn bị mua vào 100 mét vải, 200 hàng dệt tơ, 180, tổng giá trị khoảng 600 vạn. Trang Hồng Ngọc mở cuốn ghi chép ra, thuần thục báo tên vải vóc. Dùng bút điểm lên, đương nhiên chỉ giả vờ. Ừ, không sai, tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô để nói chuyện. Diệp Phàm rất tự nhiên nhả khói thuốc, đầu ngẩng cao hỏi rất vênh cáo. Vậy được, Diệp tiên sinh xin chờ một lát, tôi lập tức đi hỏi tổng giám đốc có rảnh rỗi hay không. Liễu Nguyệt cười, tiện tay cầm điện thoại gọi đi. Cứ như vậy, trải qua một phen diễn trò, ba người Diệp Phàm cuối cùng thuận lợi tiến vào phòng tiếp khách của Triệu Sĩ Tài. Sau khi nhấp ngụm trà long tính, Triệu Sĩ Tài mới mỉm cười. Diệp Phàm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Tổng Giám Đốc Triệu, nói thật với ngài, tôi không phải là Tổng Giám Đốc của công ty Thái Long gì cả, mà là một Phó Chủ tịch huyện Ngư Dương thành phố Mặc Hương tỉnh Nam Phúc Hoa Hạ, tôi tên là Diệp Phàm. Hoan nghênh Diệp tiên sinh có thể quang lâm tập đoàn Bố Thăng chúng tôi, có chuyện gì cần, ngài có thể đề xuất. Triệu Sĩ Tài của Bố Thăng mặt khẽ biến sắc. Tuy nhiên che giấu tương đối hoàn hảo, chỉ có Diệp Phàm dùng thuật xem tướng mới có thể cảm giác được vẻ khinh thị, có lẽ nghĩ Diệp Phàm là người nào đó từ đại lục đến xin xỏ. Tôi tới để nói chuyện giao dịch với các ngài. Diệp Phàm chậm rãi nói. Giao dịch gì, tôi nhớ hình như trong căn cứ hàng dệt tơ của tỉnh Nam Phúc cũng không có cái tên Ngư Dương. Tổng Giám Đốc Triệu tỏ ra khách khí, kỳ thực đang âm thầm khinh thường Diệp Phàm chỉ là một huyện nhỏ xó xỉnh. Lúc này lại đưa tay ra nhìn đồng hồ, giống như đang bận việc, người biết điều có lẽ lập tức sẽ cáo từ, đây cũng là một ám thị. Ha ha, tôi biết Tổng Giám Đốc Triệu bề bộn nhiều việc, một đại tập đoàn mười mấy tỷ, công việc mỗi ngày nhiều lắm. Tuy nhiên tôi tin Tổng Giám Đốc Triệu sẽ cùng chúng tôi hợp tác, nếu không, chúng tôi trở về tìm tập đoàn Phi Vân Hồng Kông hợp tác cũng được. Diệp Phàm cười nhạt. Ồ, bản thân tôi muốn nhìn xem Diệp tiên sinh rốt cuộc muốn hợp tác như thế nào. Nói nghe một chút. Triệu Sĩ Tài quả nhiên trúng kế, sáu chữ tập đoàn Phi Vân Hồng Kông vừa đặt xuống thoáng cái đã thu hút sự chú ý của y. Thư ký Trang, cô đem hợp đồng cho Tổng Giám Đốc Triệu nhìn xem. Diệp Phàm ý bảo Trang Hồng Ngọc nói. Triệu Sĩ Tài lộ vẻ kinh ngạc, nhận lấy hợp đồng cho thuê lại cao ốc Thiên Mã mà Trang Hồng Ngọc đưa tới, khi bốn chữ cao ốc Thiên Mã chạm vào mắt y, mí mắt Tổng Giám Đốc Triệu nhất thời nhảy lên. Tỉ mỉ lật xem, xoay người nói với một nữ thư ký. Kêu trưởng ban Trang của bộ phận PR đến đây. Y lộ vẻ xin lỗi, cười nói. Diệp tiên sinh, chuyện liên quan đến hạng mục mấy ngàn vạn,
tôi phải thu xếp cho nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xem, có thể phải cần thời gian tương đối dài, mời mọi người dùng trà trước. Xin cứ tự nhiên, chúng tôi có thời gian, còn nữa, các ngài có thể gọi điện thoại đến tập đoàn Nam Cung và tập đoàn Kim Thế Giới, bọn họ có thể trực tiếp chứng thật. Diệp Phàm bình thản gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, biết Tổng Giám Đốc Triệu không yên lòng, sợ gặp phải tên lừa gạt. Nửa giờ sau, một người chuyên gia đeo kính sau khi kiểm tra gật đầu, chứng minh đây là bản hợp đồng có hiệu quả, đương nhiên cũng sớm có người gọi điện tới tập đoàn Nam Cung và Kim Thế Giới, sau khi nhận được chứng thật Triệu Sĩ Tài nhất thời mới mỉm cười. Diệp tiên sinh, không biết chúng ta làm sao hợp tác? Ha ha, không vội, ở đây tôi còn có tài liệu chi tiết, cũng xin mời Tổng Giám Đốc Triệu thu xếp người xem qua. Diệp Phàm cười, ý bảo Trang Hồng Ngọc đem tài liệu liên quan đến nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương đẩy tới. Bên trong hình ảnh văn tự tài liệu đều có đầy đủ, lúc ấy khi cùng tập đoàn Phi Vân đàm phán đã sớm chuẩn bị xong, cũng không cần thay đổi nhiều. Tốt lắm, trưởng ban Ngô, chuẩn bị cà phê. Triệu Sĩ Tài cười nói. Bên này ba người Diệp Phàm uống cà phê hạng sang, bên kia Triệu Sĩ Tài an bài một tổ chuyên gia xem xét tài liệu Diệp Phàm đưa tới. Một canh giờ sau, Triệu Sĩ Tài đi vào, hỏi. Ý tứ của Diệp tiên sinh là. Thật ra Triệu Sĩ Tài đã sớm đoán được, đơn giản là huyện nghèo Ngư Dương muốn kéo tập đoàn bọn họ đi đầu tư mà thôi. Chẳng qua từ tài liệu và cuộc điện thoại mới gọi, bước đầu hiểu rõ đầu tư vào nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương căn bản là không kiếm được tiền, thậm chí có nguy cơ hao vốn,